chương 181, xào huyệt. Trần trưởng phòng, cô cậu không cần nhìn chằm chằm tôi như thế. Khu vực an ninh có những quy tắc nhất định cần phải tuân thủ đấy. Tiêu phàm chậm rãi nói. Đôi mắt to xinh đẹp của Trần Dương hơi híp lại, trên mặt người đi cùng cô thoáng lên vẻ xấu hổ, cũng mang một chút hít hoảng sợ. Tiêu phàm nói, quy tắc, chứ không phải là, kỷ luật tất cả mọi người đều nghe được rõ ràng. Kỷ luật đúng là công, nhưng quy tắc lại bất thành văn trong một số hoàn cảnh, quy tắc so với kỷ luật lại quan trọng hơn rất nhiều. Thân phận của tiêu phàm thực sự quá nhạy cảm. Bộ phận an ninh nhằm vào cháu ruột tiêu ra, muốn tiến hành điều tra con cả của bộ trưởng tiêu trạm. Đây là một vấn đề rất nghiêm trọng, làm không được sẽ dính dáng tới cả bên chính trị. Cơ quan cường lực mà có dính dáng tới chính trị là điều tối kỵ. Năm tháng trước, đã xảy ra loại tình huống này với cán bộ lãnh đạo cơ quan cường lực, mà trong đó không chỉ có một người. Tiêu Phàm thuộc dạng con cháu quyền quý thế gia, nhưng lại không thích tranh giành, không chịu sự coi trọng của bậc trên thế gia, nhưng thân phận hắn vẫn ở đó, không phải là giả dối. Trần Trường Phong, về vụ án này, mấy ngày nữa tôi sẽ liên hệ tới mấy người, nhưng không phải là hôm nay. Hiện tại tôi có chuyện vô cùng quan trọng cần giải quyết, mời cô cậu tránh ra đi. Trần Dương hít một hơi thật dài, bộ ngực đầy đặn vốn có liền cao phồng lên, có vẻ cực kỳ đồ sộ. Tiêu Trường Phong tôi nghĩ anh đã hiểu lầm rồi. Chúng tôi không có ý nhằm vào ai cả, chỉ xin anh phối hợp điều tra mà thôi. Hơn nữa, tôi xin nhắc nhở tiêu trưởng phòng, những tên tội phạm này là phần tử khủng bố quốc tế rất hung hãn, xin tiêu trưởng phòng hãy chú ý an toàn của bản thân. Cùng hợp tác với chúng tôi là sự lựa chọn tốt nhất và cũng là cách an toàn nhất cho ngài. Ngữ khí của Trần Dương trở nên mềm dẻo hơn, sắc mặt cũng có vẻ khá thành khẩn. Sắc mặt tiêu phàm có chút trầm xuống, không vui nói, Trần Trưởng Phòng, thủ đoạn không phải lúc nào cũng sử dụng được đâu. Loại chuyện này, chỉ duy nhất lần này mà thôi. Không còn nghi ngờ gì nữa, đám người Trần Dương đã nghe lén điện thoại của hắn. Nhưng hành động này đã vượt ra khỏi điểm danh giới cuối cùng mà tiêu phàm có thể tiếp nhận. Audio điện tử võ tấn bền Làm cán bộ quốc gia, phối hợp với bộ phận an ninh là một chuyện, thân là cháu ruột tiêu gia bị nghe lén điện thoại lại là chuyện khác, đây mới thực sự là cấm kỵ. Trần Dương ngơ ngác một lúc. Cô vừa rồi đúng là có ý tốt, không muốn tiêu phàm đi mạo hiểm, không để ý liền nói lỡ miệng. Tiêu phàm nói không sai, thủ đoạn nghe lén điện thoại này, quả thật không nên tùy tiện dùng, hơn nữa càng không thể dùng trên người con cháu tiêu ra. Tiêu trưởng phòng, như thế này vậy, chúng tôi sẽ đi cùng anh. Trần Dương lui một bước, tuy giọng điệu vẫn tương đối cứng rắn, không giống với đang thương lượng với tiêu phàm cho lắm, chỉ như đang thông báo cho tiêu phàm một quyết định. Tiêu phàm khẽ mỉm cười, lắc đầu nói, Trần Trường Phong, giống như cô nói, chúng tôi phải đối mặt với những phần tử phạm tội cực kỳ hung hãn, đến lúc đó tôi sợ tôi không còn tâm trí để chiếu cố mấy người nữa. Lông mày lá liếu của Trần Dương lập tức dương lên, trên mặt vừa lộ ra ý tốt, lại vừa lộ ra ý cười. Tiêu phàm nhìn nhã nhận, nhưng quả thực so với mấy ông tiến sĩ khổ ải nghiên cứu trong trường đại học thì chẳng khác nhau mấy. Hắn cư nhiên nói với cô những lời như vậy, dường như Trần Dương cô lại giống như một gánh nặng. Quả thực buồn cười. Tiêu trưởng phòng, thời điểm bây giờ không phải để nói đùa đâu nhé. Một câu còn chưa dứt, cửa kính thủy tinh ô tô được kéo lên, chiếc xe Mercedes Benz xa hoa lui về phía sau, rồi nhẹ nhàng rung lên tiến sát ngay thân thể cô, đem Trần Dương và bạn đồng hành của cô gạt sang một bên. Khốn kiếp! Trần Dương nhất thời tức giận tới mức lông mày trợn lên, tay phải không kìm nổi tức giận liền chống bên hông, sau đó lại cảm thấy không ổn, Nhấc chân thon, ba bước cũng làm thành hai bước, leo thẳng lên xe Việt dã lái xe đi. Tiểu Cao, mau đuổi theo. Chị Trần, người đồng hành trẻ tuổi kêu một tiếng, mở cửa xe nhưng lại không leo lên. Còn thất thần cái gì, mau lên xe. Trần Dương gầm lên. Chị Trần, như vậy không được. Tiểu Cao cũng có chút tức giận, đứng ở cửa xe hét lên. Không được cái gì? Trần Dương nổi giận đùng đùng, quát Tiểu Cao. Những lời Tiêu Phàm nói rất có lý, chúng ta làm như vậy mà chưa được lãnh đạo cấp quyền là phạm phải sai lầm rồi. Hơn nữa sai lầm còn vô cùng nghiêm trọng, phạm sai lầm bình thường lãnh đạo còn có thể tha thứ, nhưng phạm vào loại sai lầm như thế, chỉ sợ ngay cả lãnh đạo của mình cũng khó bảo toàn, còn ai có thể tha thứ cho bọn họ nữa. Cậu lên hay không lên? Khuôn mặt xinh đẹp của Trần Dương trầm xuống, lạnh lùng hỏi. "Chị Trần." Tiểu Cao gấp tới độ gào lên, Trần Dương hung hăng chừng y một cái, chân nhấn ga, xe Việt giã quẹo một đường, cửa xe theo quán tính, phanh, một tiếng đóng sập vào. Tiểu Cao hít phải một bụng khói xe ô tô và cho bụi, gấp đến mức rậm chân trên đường. Xe Việt giã nhanh như điện chớp đuổi theo hướng chiếc xe Mercedes-Benz vừa đi. Gia tốc của xe Mercedes-Benz bình thường so với xe Việt giã đã hơn hẳn rồi, dù tình hình giao thông trên đường thuận lợi cũng khó lòng theo kịp tốc độ chạy của nó tân lâm liếc kính chiếu hậu mốt cái thản nhiên hỏi cô ta đuổi tới rồi có muốn cắt đuôi cô ta không vậy tiêu phàm nói chị e không dễ dàng như vậy kỹ thuật điều khiển của tân lâm rất tốt nhưng trần dương cũng là nhân viên bộ phận an ninh kỹ thuật lái xe ắt cũng không kém ở đây đường tốt muốn vứt trần dương lại quả thật không đơn giản cho cô ta đi theo cũng tốt thân thủ không tệ cũng không phải là gánh nặng quá lớn cho chúng ta tân lâm khẽ vuốt cằm không nói lời nào hai chiếc xe một chiếc trước một chiếc sau, thẳng tới phía tây ngoại ô mà đi. Tiêu phàm ngồi bên ghế tài xế, trong tay cầm mai rùa trắng nón, đúng là trấn giáp tam bảo vô cực môn, một trong huyền vũ giáp. Tiêu phàm tay phải cầm huyền vũ giáp, tay trái động đậy, miệng lẩm bẩm. Phía trước bên phải, nửa phút sau, Mercedes Ben đi vào một ngã ba, tân lâm quẹo tay lái Mercedes Ben chạy lên con đường bê tông. Sau 10 phút, hai chiếc xe đã nhanh chóng vào tới nội thành, đi vào con đường khá hẹp không rộng như đường lớn, đây là đường đi quốc lộ đi tới khu biệt thự nào đó ở Tây Sơn. Biệt thự ở Tây Sơn có không ít, đều là mấy năm gần đây mới được khai phá. Trần Dương nhích môi, lái xe Việt dã bám chặt Mercedes-Benz như bóng với hình. Cư dân ven đường càng ngày càng ít, dần dần đã hoàn toàn là đường núi hoang vu, lại một cái ngã ba đường, chiếc xe Mercedes-Benz trực tiếp quẹo trái, lên một sườn núi nhỏ rồi vô thanh vô tức dừng lại ở một bóng cây rậm rạp, xe Việt giã cũng lập tức dừng lại cách sau xe Mercedes-Benz 2 mét. Trần Dương nhảy xuống, đùng đùng nổi giận bước tới, mày liễu dựng lên, lạnh lùng hỏi, tiêu phàm, anh đây là có ý gì? Tiêu phàm liếc cô một cái, lắc đầu, nhẹ giọng nói, Trần trưởng phòng, cô nhất định phải đi theo tới đây, tôi cũng không ngăn cản cô. Nhưng kế tiếp, cô nhất định phải nghe theo chỉ thị của tôi. Phần từ tội phạm này không dễ dàng đối phó đâu. Nghe theo lệnh của anh. Tiêu Phàm không để ý tới cô ta nữa mà lập tức theo sườn núi đi lên đỉnh núi. Đi theo. Tân Lâm lãnh đạm nói một tiếng, liền theo Tiêu Phàm đi lên. Sắc mặt Trần Dương lúc xanh lúc đỏ, chỉ cảm thấy có một cỗ lửa giận bừng bừng trong ngực, hung tợn nhìn theo bóng dáng thon gầy của Tiêu Phàm. Đây là cái loại người gì vậy? Tưởng mình mang họ Tiêu đã là giỏi hả? Đây không phải là tiết thanh minh dạo chơi ngoại thành, mà là đối phó với phần tử tội phạm quốc tế hung hãn đấy nhé nhưng mà cái loại thái độ thản nhiên của tiêu phàm và tân lâm làm Trần Dương giận đùng đùng mà không có chỗ chút giận. Đương nhiên, tiêu phàm và tân lâm không để ý tới biểu cảm không tốt của cô, lực chú ý của họ giờ nằm ở ngôi biệt thự nằm trên đỉnh núi kia cơ. Nhìn thấy không, ngôi biệt thự kia kia. Tiêu phàm đứng ở đỉnh núi, kéo lấy cây cối yểm hộ, chỉ tay vào ngôi biệt thự phía trước, hạ giọng nói. Bọn chúng ở trong ngôi biệt thự đó. Sao anh biết? Trần Dương hầm hừ nói, tỏ vẻ không tin. Vừa rồi nghe lén điện thoại của tiêu phàm, chưa nghe thấy đối phương nhắc tới địa chỉ thì tiêu phàm đã tắt máy rồi. Chẳng lẽ trước kia hắn đã tới nơi này rồi? Tay tân lâm ôm trước ngực, liếc Trần Dương, thản nhiên nói, Trần Trưởng Phòng là một đặc công đã trải qua huấn luyện đặc biệt thì lời của cô thừa quá rồi đấy. Trần Dương lập tức ngậm miệng lại, có điều lại hướng ánh mắt về phía tân lâm, một chút cũng không khách khí. Mặc kệ là lúc nào đi nữa, hai mỹ nữ mà chạm chán, thì nước sữa rất khó hòa nhau. Mỹ nữ cùng mỹ nữ, trời sinh đã là đối thủ. Trần Dương thừa nhận Tân Lâm nói rất có lý, nhưng cũng không có nghĩa cô có cảm tình tốt với Tân Lâm. Ở góc nhìn của Trần Dương, hai người này quả thực không thể hiểu thấu được. Tay tiêu phàm vẫn như cũ nâng huyền vũ giáp trắng nón, hai mắt nhìn chằm chằm vào ngôi biệt thự cách xa mấy chục mét kia, tay trái bấm bấm niệm chú, nhẹ giọng nói, trong biệt thự có tổng cộng 8 người, trong đó có hai kẻ đứng ở cửa chính hai bên trái phải, hai kẻ ở mái nhà, ba kẻ ở sảnh phòng khách, còn một người thì ở lầu hai phòng bên trái. Sáu nam hai nữ, tất cả đều có vũ khí cả đấy. Trần Dương không khỏi mở to hai mắt nhìn hắn. Đùa cái gì thế? Anh là đang giả làm hệ thống giám thị của biệt thự sao? Vị trí hiện tại của chúng ta đang đối diện với hậu viện biệt thự, cây cối um tùm có thể che chắn rất tốt cho chúng ta. Chỉ cần chúng ta cẩn thận thì hẳn có thể tránh được hai kẻ trên mái nhà. Nghiêm chỉnh mà nói thì, chỉ cần tránh một tên giám sát là được rồi, một tên giám thị nữa thì ở phía trước biệt thự rồi. Sau khi tiếp cận biệt thự, Tân Lâm, cô phụ trách hai gã trên mái, phòng bên trái lầu 2 để cho tôi. Sau đó tôi đi đến phòng khách chính, cửa chính lầu 1 hai gã phải trái cũng giao nốt cho cô Tiêu Phàm bắt đầu phân công nhiệm vụ. Tân Lâm thản nhiên gật đầu, sắc mặt bình tĩnh như thường, không có chút kích động hay khẩn trương nào, cứ như Tiêu Phàm đang cùng cô thảo luận đường lối dạo chơi tiết thanh minh ngoài ngoại thành vậy. "Thế tôi ở chỗ nào?" Trần Dương rốt cuộc khôi phục tinh thần, nhìn tư thế của Tiêu Phàm không giống như đang nói chơi. Chẳng lẽ hắn thật sự có công năng đặc dị, đứng ở đây liếc mắt một cái cũng có thể nhìn thấu bố trí trong biệt thự. "Cô." Tiêu Phàm cười. "Cô ở đây, phụ trách tiếp ứng cho chúng tôi." Chương 182, nhìn nhầm. Nhìn theo vẻ mặt kia của Trần Dương, cô thật muốn một ngụm nuốt chừng Tiêu Phàm. Tính hiếu thắng của Trần Dương cực kỳ mạnh. Từ lúc hiểu chuyện tới giờ, bất kể chuyện gì đều rất nỗ lực phấn đấu, mỗi học kỳ đều giành được vị trí thứ nhất. Đứng đầu kỳ thi tốt nghiệp tiểu học, đứng đầu tốt nghiệp trung học, thi vào trường đại học cũng đứng thứ nhất toàn trường. Sau khi tới đơn vị, cũng đều tranh đứng đầu, dũng cảm mà tiến tới. Hiện tại bộ phận an ninh được lãnh đạo coi trọng, tuy còn trẻ tuổi nhưng đã là người phụ trách nhỏ tuổi nhất rồi. Trần Dương cũng không phải là thành viên bộ phận an ninh vòng ngoài, mà chính là thành viên trung tâm của bộ phận nhìn cô trẻ tuổi như vậy lại là nữ đồng chí có thể phụ trách một tiểu tổ ở cục an ninh trung tâm đã là rất giỏi rồi thậm chí ban lãnh đạo rất coi trọng cô kỳ vọng cô rất nhiều cho tới ngày nay cô đã tham gia rất nhiều hành động trọng yếu đều là hành động do bộ phận an ninh tổ chức mỗi lần hành động biểu hiện của trần dương cũng rất biết tròn biết méo bây giờ tên công bột tiêu phàm lại dám coi thường cô bảo cô ở đây phụ trách tiếp ứng nói trắng ra chính là không tin tưởng cô bảo cô đứng một chỗ xem cuộc vui tiêu trưởng phòng anh có phải tự đại tới mức quá đáng rồi hay không trần dương không chút khách khí thét lên hỏi cặp mắt xinh đẹp xách lên đốm lửa tóe tứ phía tiêu phàm cũng không tức giận thản nhiên nói trần trưởng phòng tôi không phải đang xem thường cô mà là cô không thích hợp tham gia hành động này đây là hành động cá nhân không được trao quyền lấy thân phận của cô mà nói tốt nhất không nên dính vào Trần Dương là cảnh quan tại bộ phận an ninh, chưa được cấp trên trao quyền mà tự tiện hành động bạo lực thì khi bị cấp trên truy cứu, trách nhiệm cũng không nhỏ, xử lý không tốt có thể ảnh hưởng tới tiền đồ của cô. Tiêu Phàm bố trí như vậy cũng là có ý tốt. Trần Dương khóe miệng nhếch lên, cười lạnh nói: "Tiêu trưởng phòng, tôi biết anh là công tử có bản lĩnh năng lực, có đặc quyền giai cấp. Nhưng tôi nhắc nhở anh, anh hiện tại phải đối mặt không phải là tội phạm trong nước mà là phần tử tội phạm quốc tế." Những người này cực kỳ hung ác, Chúng sẽ không quan tâm là chúng đã gỡ Iota S chết con cháu nhà ai. Biển chữ vàng nhà tiêu ra đối với chúng chẳng có tí uy hát Iota F nào đâu. Quy tắc trò chơi không phải ai cũng tuân thủ. Anh đang ở trong trò chơi này, dù anh có là đại cao thủ cấp 100, nhưng cũng không thể thay đổi rằng anh đang ở trong cuộc sống thực. Miệng Tân Lâm nhoẻn lên ý cười. Con cháu tiêu ra bị một nhân viên nhà nước khinh bỉ như thế thì đây là lần đầu Tân Lâm nhìn thấy chắc tiêu thiếu làm trần trưởng phòng tức giận quá mất rồi, nhìn bộ ngực cực kỳ đầy đặn kia đang phập phồng cũng đủ cho thấy Trần Dương đang cật lực áp chế phẫn nộ trong lồng ngực mình. Tiêu phàm suy nghĩ một chút, quả quyết nói, Trần trưởng phòng, cô muốn tham gia hành động của chúng tôi cũng được, nhưng nhất định phải làm theo sắp xếp của tôi. Tôi không hy vọng đang hành động, cô lại phát sinh điều gì. Cô đi theo tôi. Được. Trần Dương lập tức gật đầu. Mục đích của cô chính là đi theo tiêu phàm, Nhìn bề ngoài thì đúng là cô không nể tiêu phàm, nhưng thân là đặc công bộ phận an ninh, cô không thể không chú ý tới thân phận của tiêu phàm. Truy hỏi tiêu phàm là do cô tự ý, vẫn chưa được cấp trên trao quyền. Điều này rất không hợp quy củ, nếu bị lãnh đạo biết được, hậu quả rất khó lường, phỏng chừng thì bị phê bình một trận là nhẹ nhất rồi. Nếu chẳng may tiêu phàm phát sinh vấn đề gì, ví như bị thương tổn hoặc bị người ta gỡ yêu ta ết chết. Vậy thì phiền lớn rồi, sẽ không còn đơn giản là phê bình, xử lý không xong cô còn có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự tiêu lão ra một khi tức giận thì ai có thể ngăn cản được đây chỉ sợ liên lụy tới cả bộ trưởng bọn họ về phần tân lâm trần dương tạm thời không có xem xét tới tân lâm nhìn qua thì có vẻ nhát gan e sợ đấy vóc dáng so với trần dương cũng không nhỏ hơn nhiều lắm tuy nhiên nhìn vẻ mặt rất bình tĩnh có lẽ là một thuộc hạ có tài năng hành động thôi tiêu phàm hạ giọng nói một lời chưa xong Trần Dương đã hoa mắt hết cả lên, nháy mắt đã không thấy tăm hơi thân ảnh của Tân Lâm. Trần Dương không khỏi ngơ ngác một chút, định thần lại, Tân Lâm đã đi ra ngoài được mấy mét rồi, thân hình nhỏ xinh thoáng cái đi vào trong rừng cây rậm rạp, chớp mắt hai cái đã không nhìn thấy đâu rồi. Đây là thân pháp gì vậy? Đôi mắt to xinh đẹp của Trần Dương lập tức trợn tròn. Cô không coi thường Tân Lâm, nhưng cũng không ngờ thân thủ Tân Lâm lại nhanh nhẹn như vậy ánh mắt của Trần Dương từ ven rừng thu hồi lại thì lại lập tức kinh hãi. Tiêu phàm cũng không thấy đâu. Trần Dương có thể khẳng định, thời gian cô nhìn Tân Lâm tuyệt đối không quá 3 giây. Thời gian ngắn như vậy, nếu là người bình thường, có khả năng vẫn đang tìm đường xuống núi, nhiều nhất chỉ có thể đi được vài mét. Nháy mắt trôi qua, tiêu phàm đã biến mất tiêu. Trần Dương không dám trần trừ, lập tức phóng xuống chân núi. Việc cấp bách chính là nhất định phải tìm được tiêu phàm vừa nói theo người ta hay như thế, vừa mới bắt đầu đã bị mất dấu rồi. Thật là đủ mất mặt mà. Sườn núi này cũng nhỏ, đường chính xuống núi căn bản là không có. Đây là khu biệt thự mới khai phá, ngoại trừ mấy khu biệt thự xung quanh phạm vi được dọn dẹp thì 23 mét ở ngoài toàn là một mảnh rừng cây hỗn độn. Thương nhân bất động sản khai phá, phát triển khu chung cư mới, thường đem đường và kiến trúc làm trước, những thứ khác thì từ từ nói sau may mà tiêu phàm vẫn chưa đi được quá xa trần dương theo sườn núi mấp mô đi theo cách cái cây vài mét thì gặp được tiêu phàm tiêu phàm hiển nhiên là đang đợi cô đợi trần dương lại gần tiêu phàm hạ giọng nói tuy ở tầng cao nhất biệt thự chỉ có một người giám thị nhưng những người này đã được huấn luyện vô cùng chuyên nghiệp cô phải đặc biệt coi chừng tận dụng địa hình địa thế yểm hộ bản thân đừng để chúng phát hiện sau khi tân lâm xử lý thuận lợi bên kia chúng ta sẽ tương đối dễ dàng hành động Trần Dương lúc này không có phản bác lại lời tiêu phàm, nhẹ nhàng gật đầu, từ hông nhỏ rút ra khẩu súng lục. Xem ra phán đoán của cô với tiêu phàm đã sai lầm nghiêm trọng, người này nhìn qua có vẻ giống công tử bột, nhưng trong xương cốt lại là một con khủng long bự. Thậm chí còn là con khủng long bạo chúa nữa kia. Tiêu phàm thoáng nhìn cô cầm súng trong tay, lắc đầu nói không cần dùng súng. Không có ống hãm thanh thế này, cô vừa bóp cò lập tức sẽ kinh động mấy người trong phòng đấy. Trần Dương hỏi ngược lại, "Không dùng súng, vậy dùng vũ khí gì đây?" "Đi theo tôi, đừng tự làm gì cả." Tiêu Phàm không trả lời thẳng cô, chỉ phân phó một câu rồi đi về phía trước. Trần Dương nhìn tấm lưng chẳng hề vạm vỡ kia, nhẹ nhẹ cắn môi đỏ tươi. Môi tươi, thần sắc trên mặt lại cực kỳ bướng bỉnh. Tiêu Phàm có lẽ vừa rồi đã ra tay, nhưng chưa đủ để làm cô gãy tâm. Chỉ cần nhanh nhẹn một chút thì có làm sao đâu. Trần Dương cũng rất nhanh nhẹn Tuy nhiên Trần Dương vẫn thu lại súng lục, Tiêu Phàm nói cũng không phải là không có lý. Súng vừa vang lên, đánh lén liền biến thành tiến công. Nếu Tiêu Phàm nói không sai, đối phương có 8 mà bọn họ chỉ có 3, hơn nữa đối phương trốn trong phòng, còn bọn họ ở ngoài tấn công vào trong thì khó khăn rất lớn. Nếu thật Tiêu Phàm dự đoán như thần thế kia, vậy thì hành động theo hoàn cảnh đi. Nếu tình huống không đúng thì sẽ dốc toàn lực bảo đảm cho sự an toàn của Tiêu Phàm cháu trưởng tiêu ra không thể có chuyện ngoài ý muốn được, đây là danh giới cuối cùng rồi. Có điều rất nhanh, Trần Dương lại hoài nghi phán đoán của tiêu phàm. Trong rừng, cỏ dại mọc tràn lan, đủ loại cành cây vụn vặt, khắp nơi đều là bụi gai thấp bé, căn bản không có đường, ngay cả đường mòn cũng chẳng có. Tiêu phàm vô thanh vô tức đi tới, một chút cũng không chạch đường. Đụng tới bụi cây chặn đường, tiêu phàm nhẹ nhàng nhảy, từ trên lùm cây lướt qua, sau vài lần thì tới một bãi đất khá rộng đầy cây bụi mũi chân hắn từ trên đỉnh lùm cây bật nhẹ hơi hơi mượn lực mà nhảy qua trần dương xem mà há mồm trợn mắt chẳng lẽ đây chính là khinh công trong truyền thuyết sao mượn lực trèo lên với trần dương mà nói đây là môn huấn luyện cơ bản nhưng đấy đều là vật cứng hoặc là vách tường nhô lên tuyệt đối không bao gồm thực vật như bụi cây mềm mại kia dựa theo phỏng đoán bình thường đỉnh lùm cây kia dù thế nào cũng không chống đỡ được sức nặng của một người trưởng thành. Loại khinh công này, Trần Dương chỉ tình cờ nghe cha nói qua, cần phải lấy nội lực cực kỳ thâm hậu làm căn cơ, không phải người nào trải qua huấn luyện cũng có thể thi triển được. Theo lý giải của Trần Dương, trong nháy mắt mà thi triển được khinh công như vậy phải vượt qua được lực hút của trái đất. Theo vật lý học thì điều này 100% là mâu thuẫn. Trần Dương chỉ coi đó là truyền thuyết thôi, không nghĩ hôm nay lại có thể chứng kiến tận mắt hơn nữa lại còn nhìn thấy trên người cháu trưởng tiêu ra nữa chứ. Quá điên đảo rồi. Trần Dương trong lòng không phục, lại không thể làm theo, đành thành thành thật thật tìm kiếm một con đường nhỏ bằng phẳng trong rừng, cố gắng đuổi theo bước chân của tiêu phàm. Cự ly chỉ có 100 mét ngắn ngủn mà khiến Trần Dương chạy đến mồ hôi đầm đìa. Lại nhìn thấy tiêu phàm, hắn đã đứng bên kia rồi, mặt không đỏ, hơi thở không gấp, hơi khom khom người sau đám cỏ, chăm chú nhìn động tĩnh trong nhà, tay trái bóp pháp quyết cổ quái, miệng lẩm bẩm, không biết đang làm việc bí mật gì. Trần Dương thân thể như mèo, đứng bên người Tiêu Phàm, cũng nhìn vào trong nhà. Trên đỉnh lầu, một gã đàn ông đi tới đi lui, thỉnh thoảng dừng lại, nhìn về phía này quét qua vài lần. Trần Dương vội vàng thụt đầu lại một chút. Tiêu Phàm ẩn thân trong đám cỏ, phạm vi che chắn không lớn, Trần Dương buộc phải kề một chỗ với Tiêu Phàm, mới có thể che khuất được thân thể, để không bị đối phương phát hiện. Theo cự ly thẳng mà nói thì cách chưa tới 10 mét, chỗ ẩn nấp không tốt chút nào, bất luận là lúc nào cũng có khả năng bị gã cao to kia phát hiện. Tiêu Phàm bỗng nhiên cảm thấy khuỷu tay trái truyền tới một cảm giác mềm mại, thì ra Trần Dương không cẩn thận làm bộ ngực cao vút kia chạm vào khuỷu tay hắn. Tiêu Phàm quay đầu thoáng nhìn, khuôn mặt xinh đẹp của Trần Dương ửng đỏ, vội vàng tránh sang một chút, thấp giọng hỏi, "Bây giờ làm thế nào?" "Đợi." "Đợi." Không chờ Trần Dương phục hồi tinh thần, Tên cao to trên đỉnh lầu đã lượn lại. Cách lùm cây không xa, một bóng hình xinh đẹp nhanh như tia điện nhảy lên, trong khoảnh khắc liền tới cửa ngoài biệt thự, ẩn thân phía sau cột cửa. Đúng là Tân Lâm Nha. Trần Dương hít một hơi thật sâu, hai mắt không kìm nổi bắt đầu híp lại. Xem ra hôm nay thật sự nhìn nhầm mất rồi. Chương 183: Vô cùng bất thường. Tên cao to trên đỉnh lầu lại vòng qua, đi đi lại lại về phía bên trái. Tân Lâm đang nấp sau cột cửa bất chợt nhảy lên, bức tường cao hơn 2 mét vậy mà không tốn chút sức lực nào liền nhảy qua được. Ngay lúc này, gã cao to trên mái nhà dường như có chút cảm tính, chợt dừng bước, nhìn về hướng đó liền nhìn thấy Tân Lâm đã bước vào hậu Việt, mặt lập tức biến sắc, không đợi gã hồi phục tinh thần, Tân Lâm giơ tay lên, dương quang màu vàng hạ xuống, bạch quang liền lóe lên. Gã cao to lập tức che cổ, ngã quỵ xuống đất. Tân Lâm phi thân lên, mượn lực bức tường phía sau biệt thự, thân hình xinh đẹp xẹt thành một đường cong hoàn mỹ trên không trung, nhẹ tênh bay về phía mái nhà. Biệt thự chỉ có hai tầng, mái nhà cách mặt đấy 56 mét, tân lâm mượn lực tường vây, lại mượn lực hai cánh cửa sổ lầu 2, trong giây lát liền tới được mái nhà. Đúng lúc đó, cửa sổ lầu 2 đột nhiên mở ra, một gã to cao khác hiện ra tại cửa sổ, hàn quang trong tay lóe lên một thanh trường đao trắng như tuyết, gã lập tức nhảy qua cửa sổ, vùng trường đao đánh tới chỗ tân lâm đang ở không trung. Chết rồi. Cách đó không xa, Trần Dương không kìm nổi hô lên. Tân Lâm đang ở giữa không trung, hoàn toàn không có chỗ mượn lực, phần bụng lại đối diện gã to cao đang vung trường đao hàn quang tứ phía, tình hình cực kỳ nguy hiểm. Trong mắt Trần Dương, Tân Lâm đã lâm vào thế tuyệt vọng. Trần Dương lấy tốc độ nhanh nhất lấy súng ra khỏi vỏ. Nổ súng như vậy sẽ kinh động tới những người khác, nhưng trong lúc này cứu người quan trọng hơn. Sau đó trước mắt Trần Dương lại xuất hiện luồng sáng lạnh long lánh, tiếng xé gió vang lên chói tai. Một đạo bạch mang, thật chói mắt, kéo theo, đuôi lửa thật dài lóe trên không trung. Người đàn ông cầm trường đao mới rồi nhảy lên cửa sổ, bạch mang chói mắt kia đã đến trước mặt gã, gã thậm chí chưa kịp phản ứng, bạch mang đã trực tiếp đâm vào mắt trái gã. Gã đàn ông cầm trường đao giống như bị người công kích một quyền thật mạnh vào ngực, không kêu nổi tiếng nào liền ngã về phía sau, ngã trở về trong phòng. Tân Lâm nhảy lên mái nhà, lại thoáng một cái, đã không thấy tăm hơi đâu rồi. Trong nháy mắt, Trần Dương hoảng hốt nhìn ngón tay tiêu phàm động đậy, ngay sau đó tên cầm đao kia liền bị giải quyết. Đàn chỉ thần công. Cái, thuật ngữ, tiêu chuẩn nhất của tiểu thuyết phó hiệp lập tức hiện lên trong óc Trần Dương. Đúng vậy, chính là đàn chỉ thần công. Vừa rồi đòn bạch mạng chí mạng kia đúng là tiêu phàm bắn ra, hơn nữa lại cực kỳ chính xác. Trần Dương tuyệt đối không hoài nghi ánh mắt mình là một đặc công có tố chất qua huấn luyện, năng lực quan sát của Trần Dương người thường không thể sánh được. Chỉ nhìn thoáng qua nhưng Trần Dương vẫn có thể khẳng định mình vừa nhìn thấy một cảnh tượng, tuyệt đối chính là đàn chỉ thần công. Điều này làm sao có thể chứ? Tuy khoảng cách từ chỗ tiêu phạm ẩn nấp đến cửa sổ lầu hai biệt thự trên dưới 10 mét, tối đa cũng phải là 12 mét, nhưng ở khoảng cách như vậy, lấy ngón tay bắn ra ám khí mà khiến người chết ngay lập tức. Điều này quả thực vượt quá phạm trù nhận thức của Trần Dương đây chỉ là truyền thuyết chỉ có trong truyền thuyết không có khả năng đầu óc trần dương loạn cào cào hết cả lên trong thời gian ngắn không có cách nào để tư duy bình thường lại tiêu phàm vươn người đứng dậy phóng qua lùm cây vừa ẩn thân trong nháy mắt đã đến trước cửa chính tường vây sau hậu viện tiêu phàm không trèo tường tiến vào biệt thự như tân lâm mà bước tới rất thoải mái trần dương rõ ràng nhìn thấy cửa sắt tường vây hậu viện có một dây xích sắt to khóa lại hàn quang chợt lóe dây xích thô to kia liền mở ra tiêu phàm giơ tay đẩy cửa chính quay đầu nhìn chỗ trần dương đang ẩn thân một cái rồi chậm rãi đi vào trần dương lắc mạnh cái đầu như muốn vứt hết những ý tưởng ngổn ngang kia ra ngoài hai tay cầm súng chạy nhanh tới khu biệt thự cô vừa mới bước vào hậu viện biệt thự cánh cửa sau bằng gỗ lim chạm khắc xa hoa của biệt thự vừa mở thì thấy tân lâm đã đầy sức sống đứng ở đó rồi tiêu phàm không nhanh không chậm tới gần thấp gâu in hỏi đều giải quyết xong rồi Tân Lâm gật gật đầu, thản nhiên nói, chỉ còn lại ba người ở phòng khách. Trần Dương lần nữa trợn mắt há mồm. Như vậy chỉ trong nháy mắt, không ngờ Tân Lâm đã xử lý xong tên trên mái, dưới lầu và ba tên ở phòng bên, hơn nữa vừa rồi lại giải quyết hai tên liền, hệ thống phòng ngự của toàn bộ biệt thự đã bị phá hủy gần như không còn. Theo sự công kích của Tân Lâm tới hiện tại thì chưa quá mấy phút. Trần Dương tính toán đơn giản một chút, cho dù cô đem toàn bộ tiểu đoàn tới, mười mấy người đầy đủ võ trang, mang theo thiết bị mới nhất, muốn giải quyết hết năm phần tử tội phạm quốc tế phụ trách bên ngoài biệt thự chỉ e cũng không có khả năng làm được gọn gàng như thế. Sử dụng súng ống hoặc nỏ sẽ kinh động những người trong phòng, điều đó gần như là tất yếu. Mà lúc này, Trần Dương cũng dự đoán ba phần tử phạm tội trong phòng khách chỉ e là vẫn chưa ý thức được đồng bọn của chúng đã biến thành người chết cả rồi. Ngoại trừ ám khí rất nhỏ, Trần Dương không thấy bên người tiêu phàm và tân lâm có vũ khí tối tân nào. Bất thường, quá sức bất thường. Trần Dương trong lòng thầm ra phán xét cuối cùng cho công tử bột Tiêu Phàm và tiểu linh Lung Tân Lâm. Tiêu Phàm không thích gờ yêu ta ít người, giáo lý vô cực môn tuyệt đối cấm lạm sát. Dưới sự ảnh hưởng của hắn, mỗi lần Tân Lâm ra tay đều rất có chừng mực, sẽ không xuất ra tử thủ. Nhưng vẫn có sự ngoại lệ. Vô cực môn nhân từ, hiệp nghĩa của Tiêu Phàm tùy người mà khác. Đối với người hung ác, phần tử phạm tội phạm án Tiêu Phàm quyết sẽ không mềm lòng. Diệt cỏ tận gốc, đi thôi, tới phòng khách. Tiêu Phàm gật đầu, nhẹ giọng nói. Tân Lâm không nói tiếng nào đi theo phía sau Tiêu Phàm, Trần Dương bước nhanh lên phía trước, sóng vai cùng Tân Lâm, tự nhiên cũng đi theo Tiêu Phàm, một trái một phải, đúng như nha hoàn bên người của Tiêu thiếu. Đang phi vân quả thật không nhận thấy sự khác thường ở bên ngoài. Không phải cô quá chậm chạp, mà là động tác của Tiêu Phàm và Tân Lâm quá nhanh nhẹn năm tên thủ hạ vừa đối mặt liền bị giải quyết, thậm chí mặt còn chưa thấy, liền cứ thế im lặng chết dưới, đàn chỉ thần công của tiêu phàm. Ai cũng không kịp cảnh báo. Trong phòng khách có ba người, tương đối mà nói, trong ba người này thì có hai người không phải nhân viên chiến đấu. Một là đằng phi vân, một người nữa là một gã đàn ông da trắng gầy yếu khoảng 40 tuổi, mũi chim ưng to, diện mạo và ánh mắt cực kỳ nham hiểm, môi thì lại rất mỏng. Với loại hình này, nếu đi diễn quỷ hút máu mà nói thì chẳng cần dùng tới hóa trang làm gì đây chính là quỷ hút máu rồi giờ phút này quỷ hút máu lẳng lặng ngồi trên ghế salon xa hoa trong phòng khách tay bưng ly rượu đỏ ánh mắt hung ác nham hiểm còn thân hình đằng phi vân không ngừng di động đằng phi vân đi tới đi lui trong phòng khách nghiêm mặt cực kỳ bực bội bất an ả à, thật sự không ngờ tiêu phàm trực tiếp tắt máy của ả à, mà còn lập tức tắt máy nữa gọi lại không được cùng con cháu quý tộc thủ đô giao thiệp đối với đằng Phi Vân mà nói cũng không phải ngày một ngày hai, con ông cháu cha xuất hiện bên ả số lượng không ít. Nhưng không có bất kỳ người nào giống tiêu phàm, đối với ả không chút khách khí nào. Đằng Phi Vân cảm thấy tự ái liền khiêu chiến cực độ. Điều này đằng Phi Vân muôn vàn khó khăn tiếp nhận. Cho dù đối phương là con cháu tiêu lão cũng không được. Uy phong huyền hách của tiêu gia chỉ có thể tạo thành áp lực tâm lý với người nước Hoa, đằng Phi Vân nguyên quán châu Á, nhưng nhiều năm trước đã sinh sống tại nước ngoài rồi hơn nữa lại là ngoại quốc tịch trong đầu ả ả đã sớm không coi mình là người hoa rồi trong mắt đằng phi vân con cháu hào môn thế gia ở châu á này chỉ là đối tượng để cho ả lợi dụng đừng nhìn bọn chúng dạng chó hình người bình thường thế kia cái tư thế cao cao tại thượng kia chỉ cần có một cô gái xinh đẹp là có thể khiến chúng lộ nguyên hình tiêu phàm này cũng như vậy tự cho là khó lường còn coi mình là người xuất gia nhìn thấy Anelina thì nước dãi chảy dài. Giả bộ làm cái gì chứ? Đại tỷ, an tâm đi, đừng nóng. Mắt thấy đằng Phi Vân vẫn lượn không ngừng, gã đàn ông da trắng như quỷ hút máu kia nhịn không được, cười nói. Tiếng phổ thông tiêu chuẩn, không mang theo chút giọng địa phương nào. Chỉ có điều nụ cười của gã không hoàn hảo, nhất là khi cười rộ lên, thật sự quá kinh khủng, thật khiến cho người ta nhớ tới cái miệng khủng bố dính đầy máu của gã đang chuẩn bị nhắm tới người hút máu. Người trong tổ chức, ngoại trừ ông chủ lớn, mọi người đều gọi Đằng Phi Vân là đại tỷ. Tất cả đều biết ông chủ lớn rất sủng ái ả, à, nhiều năm qua vẫn chưa từng thay đổi. Đằng Phi Vân dừng bước chân, nhàn rỗi đẩy thân hình quá đầy đặn kia tới chỗ quỷ hút máu, nhíu mày bực bội nói, Joseph, anh nói xem tiêu phàm rốt cuộc có ý gì. Joseph mỉm cười lắc đầu, tôi không biết, tôi cho tới bây giờ vẫn không muốn đoán. Tôi chỉ biết là, Anilina đang ở trong tay chúng ta, hắn nhất định sẽ phải khuất phục thôi. Anelina là cô gái đẹp như tiên nữ, bất cứ nam nhân nào cũng không thể không để ý. Sắc mặt đằng Phi Vân lúc này mới dễ nhìn một chút, nói anh nói đúng, không hổ là chuyên gia đàm phán. Chỉ cần Anelina còn trong tay chúng ta thì không sợ hắn không đầu hàng. Đại tỷ, bình thường mà nói, biểu hiện của nam nhân vô cùng cứng rắn, mạnh mẽ là có hai nguyên nhân. Thứ nhất, phô trương thanh thế. Thứ hai, lợi ích đạt được chưa đủ, Joseph mỉm cười phân tích. Đằng Phi Vân thoáng suy nghĩ gật gật đầu. Có lý, xem ra hắn muốn đòi thêm ưu đãi một chút. Bọn con cháu quý tộc này đều có cái loại đức hạnh này, tận dụng mọi thứ, tham lam vô độ. Joseph, anh nói xem, hắn muốn ưu đãi gì? Joseph tiếp tục mỉm cười, lắc đầu, đại tỷ, tôi không biết. Nhưng hắn sẽ nói cho chúng ta biết đấy. Căn cứ theo kinh nghiệm phân tích của tôi, song phương có thể nhất trí điều kiện thì có thể tiếp tục hợp tác. Hừ, cứ coi như tiếp tục hợp tác đi, tôi cần giáo huấn hắn một chút, khiến hắn hiểu chút quy củ. Hắn rất vô lễ. Đăng Phi Vân hừ lạnh một tiếng, cắn chặt hàm răng nói, trên mặt lại hiện lên chút phẫn nộ. "Đăng tiểu thư, cô định giáo huấn tôi thế nào vậy?" Ngay lúc này, giọng nói của Tiêu Phàm chợt vang lên, ấm và bình tĩnh, dường như đang đứng bên người Đăng Phi Vân. "Ai?" Đăng Phi Vân chấn động kêu lên, không ngừng nhìn xung quanh nhưng lại không nhìn thấy bóng dáng tiêu phàm. Một gã to lớn ở bên nhảy lên ngăn ở phía trước đằng phi vân, khẩn trương nhìn cửa chính phòng khách. ầm um, cửa gỗ lim khắc hoa ở cửa chính bay lên. Bụi mù nổi lên tứ phía. mươi 184, đàm phán. Tên vệ sĩ cao to vừa định hành động thì bạch quang chợt lóe, gã rú điên cuồng một tiếng, lập tức che cổ hỏng ngã xuống đất. Đằng phi vân cả kinh, lùi lại vài bước, sắc mặt đại biến. Bụi tan hết, thân hình tiêu phàm, Tân Lâm và Trần Dương liền hiện ra. Hôm nay chứng kiến quá nhiều, kỳ tích Trần Dương dường như chết lặng. Cô rõ ràng không nhìn thấy tiêu phàm ra tay, cứ vậy mà đi tới, hai tấm cửa phòng khách chắc nịch như vậy mà bất thình lình bay ra ngoài. Trong một thoáng, cước bộ của Tân Lâm dừng lại một chút. Trần Dương cảm thấy một sức lực khổng lồ đập vào mặt cô, trong khoảnh khắc lùi lại hai bước, hô hấp không thoải mái. Nội công Trần Dương tu luyện là gia truyền, chính bởi cô có nội công vô cùng tốt và vốn võ thuật, nên sau khi vào bộ phận an ninh công tác, các loại kỹ năng huấn luyện đặc biệt cô đều cầm cờ đi đầu, rất nhanh liền trổ hết tài năng, rất được lãnh đạo cấp trên coi trọng. Nhưng Trần Dương chưa từng nghĩ đến, nội công lại có thể tu luyện tới trình độ khủng bố như thế. Niệm động lực sinh, long trời lở đất. Đằng Phi Vân vẫn chưa hồi phục tinh thần, tiêu phàm đã bước lại gần. Đồng tử màu lam của Joseph co rút lại một chút, vừa thấy tiêu phàm trong nháy mắt, Joseph liền biết đại tỷ mình đã phạm phải sai lầm, không những vậy còn là sai lầm rất đáng sợ người đàn ông trẻ tuổi này, cháu trưởng nhà quyền quý lớn nhất nước Cộng Hòa, tuyệt đối là cao thủ đứng đầu. Joseph không luyện qua võ thuật phương Đông, nhưng cũng là người có quyền thuật giỏi đứng hạng đầu. Động tác của tiêu phàm, nhìn qua vẫn mãi như vậy, dù bận nhưng vẫn ung dung, có điều trong nháy máy mà từ cửa bước tới trước mặt như vậy thì quả thật đây mới là cảnh giới cao minh thật buồn cười khi đại tỷ muốn giáo huấn người ta. Nếu Joseph nhìn thấy tiêu phàm sớm một chút, trăm phần trăm gã cũng không ngồi chỗ này chờ tiêu phàm tới cửa, đó chính là chờ chết. Với thân thủ của tiêu phàm, năm người phụ trách canh gác ở bên ngoài kia không cần phải hỏi, kết cục không khá hơn so với gã ngã dưới chân đằng phi vân chút nào. Ra tay không khoan dung, ra tay bất dung tình. Như là xé toang bộ mặt, tiêu phàm nhất định sẽ không lưu lại cho mình nửa điểm huy hát yêu ta ép nào kẻ mạnh ra tay chính là có phong cách như vậy phong cách bá chủ điển hình thực lực đối thủ đáng sợ như vậy sức kháng cự trong lòng thật không dám nổi lên tiêu tiêu tiên sinh mất một lúc lâu đằng phi vân sau khi chỉ độn quá mức mới lắp bắp nói trên mặt tận lực mỉm cười mời anh ngồi tiêu phàm quay đầu liếc ả một cái thản nhiên nói ô ô tốt tốt đằng phi vân không cần suy nghĩ vội vàng ngồi một bên ghế sofa cố gắng ngồi thẳng lưng áo, nghĩ muốn ngồi sao cho đoan chính một chút, bất kể thế nào, đằng phi vân cũng phải duy trì chút phong độ, đại tỷ của mình. Tiêu tiên sinh, đây đây là hiểu lầm. Đăng tiểu thư, bắt đầu từ bây giờ, cô ngậm miệng lại, không cho nói thì đừng nói, không được sự chấp thuận của tôi, cô đừng lộn xộn. Nếu không, hậu quả rất nghiêm trọng. Tiêu phàm thản nhiên nhìn à giọng điệu không thể nghi ngờ. Đăng phi vân lập tức ngậm chặt miệng, không dám phát ra chút âm thanh nào ả à hiện tại rốt cục đã ý thức được mình phạm phải một sai lầm cực lớn chọc phải người tuyệt đối không nên dính vào ả à tin tiêu phàm nói được làm được trước khi cúp điện thoại của ả à, tiêu phàm đã cảnh cáo ả à, hậu quả rất nghiêm trọng quả nhiên tân lâm vẫn như trước im lặng đứng sau tiêu phàm trần dương định ngồi xuống nhưng thấy bộ dáng tân lâm như vậy do so dự một chút lại thôi vẫn giống như trước cùng tân lâm sóng vai đứng thẳng đứng sau lưng tiêu phàm khí phách phát ra từ người nam nhân này chẳng những chấn trụ được đối thủ, mà còn chấn trụ được cả Trần Dương. Giống như đằng Phi Vân, Trần Dương ý thức được bản thân mình cũng phạm phải một sai lầm cực nghiêm trọng. Có những nam nhân, mặc kệ bề ngoài hắn nhã nhận dịu dàng thế nào, bản thân vĩnh viễn không thể xem thường hắn. Từ lúc bắt đầu đi làm, chưa có bất kỳ nam nhân nào tạo cho cô rung động mãnh liệt như thế. May mà cô không phải kẻ địch của tiêu phàm, đây là điều duy nhất khiến Trần Dương cảm thấy an tâm. Joseph khe khẽ thở dài. Gã biết đại tỷ gây hỏa thì gã phải đứng ra thu xếp. Đáng tiếc là gã có thể thu xếp thỏa đáng hay không thì không thể nắm chắc được. Nắm chắc nửa phần thôi cũng không có. Làm chủ tập đoàn chuyên gia đàm phán, Joseph chưa bao giờ thấy giống như hôm nay, giống như cảm giác vô lực. Gặp phải đối thủ quá mạnh, hơn nữa lại ở trong lãnh thổ một nước châu Á, tiêu gia tuyệt đối là một trong những con quái vật kinh khủng nhất. Bản thân tiêu phàm như vậy đã là quá dũng mãnh rồi. Tiêu tiên sinh, tôi là Joseph, thuộc tập đoàn chuyên gia đàm phán Anelina không ở trong này." Mắt thấy ánh mắt Tiêu Phàm lướt qua, Joseph thẳng thắn, chậm rãi nói. "Quả nhiên không hổ là chuyên gia đàm phán, mới mở miệng liền nói thẳng tới trọng điểm." Tình huống trước mặt, Tiêu Phàm đã nắm trong tay toàn bộ cục diện. Joseph dù có quyền thuật mạnh nhất, nhưng sau khi chứng kiến uy thế của Tiêu Phàm đã sớm đem ý nghĩ động thủ dìm xuống. "Gã không thể đánh nổi." chỉ riêng với Tiêu Phàm, gã biết gã không phải đối thủ. huống Hồ vừa rồi gã nhìn thấy rõ ràng, người gờ Iota S chết tên vệ sĩ trai tráng kia của Đằng Phi Vân chính là cô gái trẻ tiểu linh lung đứng sau lưng Tiêu Phàm kia. Vô Thành vô tức đem năm người canh gác bên ngoài gờ Iota S không còn một mảnh, bọn họ ở gần trong gang tất như vậy lại không có cảm giác. Thực lực dị thường như vậy, một mình gã không thể đối phó nổi. Lại còn chưa nói còn có Đằng Phi Vân trói buộc bên thân nữa. So sánh với nữ nhân bình thường mà nói, thậm chí so với nam nhân bình thường, đằng phi vân cũng thuộc hàng cao thủ, hai ba thanh niên trai tráng chưa chắc là đối thủ của ả. À. Nhưng ở trước mặt tiêu phàm, ả à ta chính là gánh nặng. Nếu tiêu phàm muốn gỡ yêu ta ít ả, ả không có nửa phần lực chống đỡ. Bỏ lại đằng phi vân, một mình chạy trốn. Lựa chọn này xem ra không tồi. Nhưng điều này Joseph chưa từng nghĩ, nếu gã thực sự làm vậy, thiên hạ tuy lớn nhưng chỉ sợ sẽ không còn trốn dung thân. Ông chủ lớn tuyệt đối sẽ không tha thứ cho những người nhu nhược và người phát sinh hành động phản bội. Thủ đoạn và thực lực của ông chủ lớn không ai có thể rõ ràng hơn Joseph. Joseph không muốn tự mình kiểm chứng, gã không thể thoát khỏi sự đuổi ghiotaeth của ông chủ lớn. Hiện tại điều uy hất iotaeth duy nhất của tiêu phàm khiến hắn cố kỵ chính là hệ Lina. Vì hồng nhan đại nộ, Joseph đã đọc qua câu thơ này gã hoàn toàn có thể lý giải được sự phẫn nộ hiện tại của tiêu phàm, không nam nhân nào có thể dễ dàng tha thứ cho kẻ dám lấy nữ nhân mình yêu thương ra uy hát yêu ta ép mình, nhất là khi tiêu phàm lại là loại đàn ông cực kỳ mạnh mẽ. tôi biết, tiêu phàm thản nhiên đáp, dường như đã nghĩ tới điều này, không hề có chút kinh ngạc nào. joseph ngưng trệ một chút, đôi mắt xanh lè tỏa sáng, chứng tỏ bộ não của hắn đang hoạt động cực nhanh. tiêu phàm biết rõ anelina không ở trong này nhưng lại trực tiếp đuổi gửi iota s tới cửa vậy mục đích của hắn là gì là chuyên gia đàm phán điều quan trọng nhất là phân tích tâm lý đối phương đối phương muốn gì kiên kỵ cái gì hai cái này là trọng điểm phân tích tâm lý chỉ cần thăm dò được mục đích của đối phương bất luận đàm phán gì đều có thể thuận lợi đạt được mục tiêu tiêu tiên sinh rất xin lỗi chúng tôi sai rồi sau một lúc joseph hạ giọng nói giọng điệu và vẻ mặt đều vô cùng thành khẩn cùng tiêu phàm đàm phán joseph tự biết mình không thể suy xét quá lâu suy xét càng lâu càng hiện ra sự yếu thế của bản thân ưu thế của đối phương càng rõ ràng đàm phán cũng giống như tác chiến khí thế rất quan trọng joseph nhớ rõ một nhà quân sự chứ danh châu á đã từng nói phu chiến dũng khí một tiếng chống làm tinh thần hăng hái tái mà suy tam mà kiệt khí thế thua cuộc chiến ấy cũng không cần đánh hiện tại tiêu phàm đã chiếm lấy ưu thế tuyệt đối Hoàn toàn khống chế cục diện, gã nhất định phải khiêm tốn. Thành khẩn nhận lỗi trước, có lẽ còn giành được chút thông cảm khiến Tiêu Phàm hạ thủ lưu tình. Tiêu Phàm chậm rãi nói, tôi không phải tới đây để đàm luận đúng sai. Joseph tiên sinh, mời anh thông báo cho chủ nhân anh, trong vòng 24 giờ, tôi muốn gặp được Anelina, hơn nữa phải đảm bảo không được có nửa chút thương tổn nào. Nếu không tôi sẽ nghiêm khắc trả thù, Anelina có bất cứ thương tổn nào, tôi sẽ trả lại gấp 10. Được Tiêu tiên sinh, tôi sẽ lập tức truyền đạt. Joseph không chút do dự liền đáp ứng, trong lòng âm thầm thở phào một cái. Chỉ cần tiêu phàm đồng ý đưa ra điều kiện đã là rất tốt rồi. Chỉ cần Angelina đứng trước mặt hắn, gã và đằng phi vân tạm thời an toàn. Gã và đằng phi vân hiện tại chính là con tin của tiêu phàm, hắn và ông chủ lớn đang có kẻ lợi thế. Mục tiêu chưa đạt được, tiêu phàm sẽ không dễ dàng mà gỡ yêu ta hết con tin. Lúc này, Joseph lôi điện thoại ra, bắt đầu bấm số. Điện thoại ngay sau đó liền có người bắt máy. Ông chủ. Joseph kính cẩn kêu lên một tiếng. Joseph, chuyện gì, có phải tiêu phàm muốn đàm phán không? Bên kia điện thoại truyền tới một giọng nam trầm. Joseph cười khổ một tiếng nói, vâng, thưa ông chủ. Tiêu tiên sinh hiện đang ở trong biệt thự của chúng ta, đang đứng trước mặt tôi. Cả nhóm canh gác chết hết rồi, chỉ còn tôi và đại tỷ còn sống điện thoại bên kia lập tức không một tiếng động sau một lát mới lên tiếng bọn họ có mấy người huy động quân đội sao không ạ à, có ba người thôi ngoại trừ tiêu tiên sinh còn có hai vị tiểu thư rất đẹp nữa không sử dụng vũ khí nóng cả nhóm kia bị phi đao g iota ít chết sau câu này nhất định cần có thêm bổ sung đấy những lời này vừa nói ra ông chủ lập tức có thể cho ra hai kết luận thứ nhất sức chiến đấu của đám người tiêu phàm rất dị thường thứ hai họ không huy động quân đội bộ đội đặc trùng chính quy hay đặc công xuất chiến bình thường đều sử dụng vũ khí nóng chứ không phải là phi đao đây là vũ khí từ xa xưa lấy vũ khí lạnh giao chiến cùng đám người kia bình thường không phải ý kiến hay điện thoại bên kia lại rơi vào trầm mặc ông chủ rõ ràng là cần chút thời gian để đánh giá cục diện ông ta có chút không ngờ thế cục bỗng nhiên hỏng bét như vậy được rồi hắn có điều kiện gì sau một lúc ông chủ lớn trầm giọng hỏi giọng điệu vẫn bình tĩnh như cũ. Tiêu tiên sinh yêu cầu, trong vòng 24 giờ phải gặp được Anelina. Trí nhớ của Joseph rất tốt, đem đoạn tiêu phàm vừa nói, một chữ cũng không lò thuật lại cho ông chủ lớn. Có thể, ông chủ lớn không chút do so dự, lập tức đáp. Joseph nhẹ thở vào một cái. chương 185, sự thần kỳ của võ thuật phương Đông. Khi Joseph vừa mới buông điện thoại xuống, điện thoại di động của Trần Dương liền chấn động vang lên. Trần Dương vội vàng lấy điện thoại di động ra xem, lập tức biến sắc, trần chờ, không có ấn xuống nút trả lời. Tiêu Phàm nghiêng đầu lại, nhẹ giọng hỏi. Là điện thoại trong bộ của các cô gọi tới ư? Ừ. ừ, là cục trưởng nhạc của cục hai chúng tôi. Trần Dương vội vàng đáp, sắc mặt có chút không được tự nhiên. Đoán chừng là đồng đội của cô Tiểu Cao thấy tình huống không đúng, đã báo cáo với lãnh đạo cục. Trường Tôn Tiêu ra đích thân đi đối phó với phần tử tội phạm quốc tế bình thường, bất kể như thế nào đều phải báo cáo với lãnh đạo cục. Vạn nhất xảy ra chuyện gì, bọn họ thật sự gánh vác không nổi trách nhiệm. Cục 2 Bộ an ninh, Tiêu Phàm đương nhiên biết là phụ trách ở phương diện nào. Cục 2 trong nội bộ Bộ an ninh thứ tự gần như là đứng đầu, tầm quan trọng này không cần nói cũng biết. Cục trưởng Cục 2 nhà Thua Phong, Tiêu Phàm đã từng nghe qua. Tiêu Phàm ngẫm nghĩ một chút, đưa tay hướng phía Trần Dương, nói: "Đưa điện thoại cho tôi." Trần Dương lập tức đưa điện thoại di động qua, cô đang lo không biết nên giải thích với nhà cục trưởng như thế nào. Tính cách càng là háo thắng cậy mạnh, lại càng sợ hãi bị phê bình. "Trần Dương, việc này là thế nào? Cô to gan quá." Tiêu Phàm vừa mới ấn nút trả lời, bên kia liền vang lên tiếng rít gào của một người đàn ông trung niên, giọng nói chấn động màng nhĩ, Tiêu Phàm không thể không đem ống nghe rời ra xa một chút. "Tại sao không nói chuyện? Câm rồi ư? Nói mau, hiện tại Tiêu Phàm ở nơi nào?" Tình huống của hắn như thế nào rồi? Nhạc Thu Phong tiếp tục rít gào như sấm, trong giọng nói rõ ràng mang theo sự lo lắng bất an. "Nhạc cục trưởng, tôi là Tiêu Phàm, tôi rất khỏe, cảm ơn ngài quan tâm." Chờ lúc Nhạc Thu Phong ngừng lại để lấy hơi, Tiêu Phàm chậm rãi nói, giọng điệu bình thản. Điện thoại đầu bên kia lập tức cũng không còn âm thanh, Nhạc Thu Phong thật sự không nghĩ tới, là Tiêu Phàm trực tiếp nghe điện thoại. "Trưởng phòng Tiêu, xin chào, tôi tôi là Nhạc Thu Phong. Ít phút sau, trong điện thoại lại vang lên giọng nói của Nhạc Thu Phong, hiển nhiên là Nhạc Thu Phong cũng đang sắp xếp lại câu từ. Cục trưởng Cục hai Bộ An ninh ở trong toàn bộ hệ thống an ninh đều là một nhân vật khó lường, tiêu phàm tuy là con cháu dòng chính tiêu gia, Nhạc Thu Phong vốn cũng không đến nỗi khẩn trương như thế, mấu chốt là việc ngày hôm nay, thật là có chút, hiểu lầm. Đặc công của Bộ An ninh, theo dõi hành tung của trưởng tôn tiêu gia, nghe lén điện thoại của hắn một khi lan truyền ra ngoài nhạc thu phong thật sự khó mà ăn nói tiêu phàm nhẹ nhàng cười tiêu trưởng phòng ngài bây giờ đang ở chỗ nào tôi lập tức đến ngay nhạc thu phong dù sao cũng không phải nhân vật bình thường rất nhanh đã điều chỉnh tốt ý nghĩ của mình rất khách khí nói tiêu phàm nói nhạc cục trưởng như vậy đi chuyện ở bên này tôi cơ bản đã xử lý xong rồi ngài không cần vội vã lại đây tôi lát nữa sẽ đi đến bộ thăm hỏi chúng ta giáp mặt nói chuyện. Được, được, hoan nghênh, hoan nghênh. Nhạc thu phong cũng là vô cùng quyết đoán, nghe ngữ khí của tiêu phàm, dường như cũng không đặc biệt có ý tức giận, trong lòng liền yên tâm thêm vài phần, lập tức đáp ứng. Sách lược tốt nhất trước mắt, chính là chờ tiêu phàm chủ động, đặt yêu cầu, nhạc thu phong có thể thỏa mãn liền tận lực thỏa mãn, chỉ cần có thể đem việc này hóa giải là được. Tiêu phàm cúp điện thoại, mặt hướng về phía Joseph. Joseph vội vàng ưỡn thẳng người lên, rất nghiêm túc nhìn tiêu phàm. Đối thoại của tiêu phàm và nhà cục trưởng, y nghe được rất rõ ràng. Giới thiệu của Trần Dương đối với nhà thu phong, gã nghe càng thêm hiểu được cục trưởng cục 2. Joseph đương nhiên biết nhà thu phong là người của cục 2 nào. Nghe xong đối đáp của tiêu phàm và nhà thu phong, Joseph mới xem như yên lòng. Xem ra Anilina ở trong suy nghĩ của tiêu phàm quả nhiên phân lượng rất nặng, tiêu phàm cự tuyệt cơ quan cường lực nhúng tay vào việc này chỉ cần bộ an ninh không can dự vào, như vậy tình huống sẽ không gây gâu tới cực điểm, vẫn còn đường đàm phán. Sô xếp tiên sinh, chúng ta phải thay đổi sang chỗ khác rồi. Được, hết thảy đều nghe theo sắp xếp của tiêu tiên sinh. Sô xếp không có nửa điểm ý kiến, theo thế cục trước mắt mà nói, sách lược ứng đối tốt nhất chính là hết thảy đều dựa theo tiêu phạm phân phó mà làm, ngàn vạn lần không thể chọc giận hắn, để tránh gây thêm rắc rối. Trần Dương lộ ra còng tay. Tiêu Phàm lắc đầu, nói. Cô còng tay cô ấy, còng tay này đối với y vô dụng. Joseph lại cười khổ một cái. Tiêu Phàm quả thật liệu việc như thần, còng tay bình thường như vậy, không cần nói là một bộ, mà cho dù có đeo cho y 10 bộ, cũng không hề có tác dụng. Y có biện pháp trong thời gian ngắn nhất mở được còng tay ra. Trần Dương cũng không hỏi nhiều, lập tức đi qua, cùng cụp một tiếng, còng lên tay của đằng Phi Vân. Từ đầu đến cuối, đằng phi vân đều không có kháng cự càng không có nói nửa chữ cô thật sự không dám vi phạm chỉ lệnh của tiêu phàm có lẽ tiêu phàm chỉ là hù dọa cô nhưng cô một chút cũng không muốn đi nghiệm chứng phỏng đoán của mình chuẩn xác hay không một khi phỏng đoán sai hậu quả sẽ rất nghiêm trọng joseph tiên sinh có thể nhìn ra được anh là người giỏi quyền thuật cho nên trong khoảng thời gian tới anh đành phải chịu ủy khuất một chút tiêu phàm thản nhiên nói hết thảy theo ý của tiêu tiên sinh Tiêu Phàm đứng dậy, đi đến bên người Joseph, trong tay hàn quang chợt lóe, có nhiều hơn một tiểu đao lá liễu, Joseph còn chưa rõ ràng là có chuyện gì, chỉ cảm thấy trên người hơi nhói đau, lập tức liền cảm thấy máu toàn thân tựa hồ đều trở nên đặc dính vô cùng, lưu động không thông, tất cả mọi lực lượng đều bị giam cầm. Tiêu Tiên Sinh, đây, đây chính là trong truyền thuyết, điểm huyệt của võ thuật phương Đông Sao. Joseph vừa kinh ngạc vừa gây ếch yêu ta ép sợ, cũng nhịn không được có chút tò mò, Cảm giác kỳ diệu như vậy, y vẫn là lần đầu tiên nếm thử. Joseph tiên sinh đối với võ thuật đông phương thật là hiểu rất rõ. Không dám không dám, chỉ là đã nghe thấy, không ngờ thật sự có loại võ thuật thần kỳ như vậy, khâm phục, khâm phục. Người Germanic mà diện mạo giống quỷ hút máu này, trình độ Hán ngữ quả thật không thấp, còn ra vẻ nho nhã khoe chữ với Tiêu Phàm. Trần Dương không nhịn được có chút buồn cười, chẳng qua nụ cười kia chỉ chợt lóe qua lập tức lại khôi phục vẻ mặt nghiêm túc. Việc ngày hôm nay, lại có thể có kết quả như thế, hoàn toàn không thể ngờ được. Tân Nhi, cô dẫn hai người bọn họ đi trước, tôi đi tới cục 2 gặp nhạc cục trưởng. Vâng, Tân Lâm gật gật đầu, lập tức áp giải Joseph và Đằng Phi Vân đi hướng ra bên ngoài biệt thự, để lại cái chìa khóa của chiếc Mercedes-Benz cho tiêu phàm, lái một chiếc xe minibus ra khỏi biệt thự. Biệt thự to như vậy, lập tức trở nên yên tĩnh trần dương liếc qua đại hán ngã trên mặt đất máu đã chảy đầy một vùng mùi máu tanh gay mũi trần dương không khỏi nhăn mày nói nơi này làm sao bây giờ tiêu phàm vừa đi hướng ra ngoài vừa nói không sao nơi này rất hẻo lánh có rất ít người đến tạm thời sẽ không ai phát hiện dị thường đồng sự của cô sẽ đến dọn sạch hiện trường trần dương yên lặng đi theo sau tiêu phàm hỏi anh vì sao từ chối cho chúng tôi tham dự dù sao nếu có chúng tôi tham dự, chỉ số an toàn càng cao hơn một chút. Anh cũng không cần phải mạo hiểm." Tiêu Phàm thản nhiên đáp. "Tôi sợ bọn họ chó cùng rứt dậu, tôi phải bảo đảm sự an toàn của Anelina." Trần Dương cắn cắn đôi môi đỏ mọng kiều diễm, bỗng nhiên lại hỏi, "Anh thật sự thích Anelina kia như vậy sao?" Tiêu Phàm chậm rãi đi về phía trước, không có vội vã trả lời vấn đề này, ra khỏi cửa sau biệt thự, mới nhẹ giọng nói ra, "Cô ấy là vô tội." tôi không hy vọng cô ấy lại bị bất cứ thương tổn nào. Trần Dương lại cắn cắn môi nhìn bóng lưng của tiêu phàm, không nói gì thêm. Nam nhân như câu đố này. Rất nhanh, hai người trở về phía sau sườn núi nhỏ, lên chiếc Mercedes-Benz, chạy về phía nội thành. Đợi tiêu phàm đi vào văn phòng của nhà thu phong, ước chừng đã trôi qua một giờ. Một giờ này đối với nhà thu phong mà nói, tương đối gian nan. Trên cơ bản, ông ta chính là đi đi lại lại trong phòng làm việc, những màu thuốc lá trong chiếc gạt tàn, nhanh chóng chất đầy một đống. Không biết tiêu phàm sẽ có thái độ như thế nào. Lúc cửa phòng làm việc bị gõ vang, nhà thu phong gần như là chạy tới mở cửa. Tiêu phàm đứng ở trước cửa, Trần Dương đứng ở phía sau hắn cúi đầu, không dám nhìn tới ánh mắt của nhà thu phong. Xem chừng nhà cục trưởng thật sự rất tức giận. Tuy nhiên bây giờ nhà thu phong cũng chẳng rảnh để gian dậy cô, cười ha hả đưa hai tay về phía tiêu phàm nói liên tiếp. Xin chào, xin chào, tiêu trưởng phòng, hoan nghênh, hoan nghênh. Tiêu phàm mỉm cười bắt tay với nhạc thu phong. Đến, tiêu trưởng phòng, mời vào, mời vào trong ngồi. Cảm ơn nhạc cục trưởng. Tiêu phàm hồi phục lại vẻ mặt tao nhã, ai có thể nghĩ được, ngay tại một giờ trước, có sáu phần tử phạm tội cực kỳ hung ác đã chết ở trong tay của hắn và tân lâm. Nhạc thu phong đưa tiêu phàm đến ngồi xuống ghế sofa dùng để tiếp khách. Đối với cán bộ cấp cục trưởng Bộ ủy quốc gia khác mà nói, Văn phòng của Nhạc Thu Phong có vẻ hơi nhỏ hẹp chút. Tuy nhiên bên trong bố trí đơn giản thanh thoát, không làm mất phong cách mạnh mẽ phóng khoáng. Không cần đợi nhà cục trưởng phân phó, Trần Dương đã chủ động đảm đương công việc của nhân viên phục vụ, bưng trà cho Tiêu Phàm, lại bưng cốc nước đến cho nhà Thu Phong. Nhạc Thu Phong trừng mắt, cả giận nói: "Trần Dương, cô a, liền rất thích tự chủ trương." Trần Dương vội vàng cúi đầu, làm bộ dạng khiêm tốn nhận phê bình. Đầu lưỡi linh hoạt cực nhanh liếm lấy môi dưới của mình một chút, lại nhanh chóng thu trở về. Tiêu Phàm khoát tay áo, nói: "Nhà cục trưởng, chuyện này cũng đừng trách trưởng phòng Trần, cô ấy cũng là đang thực hiện chức trách của mình." Giọng điệu không vội vàng không hấp tấp, ôn hòa rộng lượng. Nhạc Thu Phong vội vã gật gật đầu, tuy nhiên vẫn là trừng mắt nhìn Trần Dương một cái. Đầu của Trần Dương cúi xuống càng thấp hơn. "Tiêu trưởng phòng, rất xin lỗi a, à, đây là hiểu lầm." Tiểu Trần mới đến trong bộ của chúng tôi làm không bao lâu, về phương diện kinh nghiệm còn khuyết thiếu, xin tiêu trưởng phòng rộng lượng bỏ qua. Lời này được nói rất huyền chuyển, tiêu trưởng phòng, lúc này a, à, căn bản chính là do người mới Trần Dương này càn quấy, cô không hiểu quy củ. Tuyệt đối không phải là người trong cục chúng tôi muốn nhằm vào ngài tiêu trưởng phòng, càng không phải là đang nhằm vào tiêu gia. Tiêu phàm cười cười, nói. Nhà cục trưởng, tôi có một yêu cầu. Tiêu trưởng phòng mời nói. Chuyện này tạm thời để cho tôi xử lý, quý cục không cần tham dự. Chờ sau khi tôi xử lý xong, vụ án này tiếp sau đó nên điều tra và giải quyết như thế nào, do quý cục tiếp nhận, tôi sẽ không tham dự vào. Có thể chứ? Không thành vấn đề, hết thảy đều theo tiêu trưởng phòng an bài mà làm. Nhạc thu phòng cũng rất sảng khoái, một hơi liền đáp ứng, lập tức lại hỏi. Tiêu trưởng phòng, có gì cần chúng tôi giúp đỡ không? Những yêu cầu khác đều không có. Hiện trường sự việc kia, xin nhà cục trưởng phái người tới dọn dẹp một chút, không cần đưa tới khủng hoảng không cần thiết. Đương nhiên, đương nhiên, chúng tôi nhất định sẽ dọn dẹp sạch sẽ. Vậy là tốt rồi, cảm ơn nhà cục trưởng. Không có gì, không có gì. Nhạc Thu Phong rốt cục cũng hoàn toàn an tâm. Chỉ có mỗi một điều kiện như vậy, quá dễ làm rồi, thật sự là có chút bất ngờ. Audio điện tử Võ Tấn Bền chương 186, Uyển Thiên Thiên có lẽ gặp phải phiền toái rồi. Căn phòng bí mật ở chỉ thủy quan, tiêu phàm không ngồi xếp bằng giống như thường ngày, mà là đang ở kinh thất phòng chứa kinh thư lật xem điển tịch. Ở trong núi sâu Khánh Nam điều dưỡng 6 tháng, nội thương của tiêu phàm cơ bản đã khỏi hẳn, chân khí trong cơ thể như trước tràn đầy, phòng chừng không bao lâu nữa, có thể khôi phục tu vi ở trên hạo nhiên chính khí. Hiện tại phiền toái thực sự của hắn là ở chỗ sự hạ xuống trên cảnh giới thuật pháp. Đây là vết thương do đạo, chỉ dựa vào tính tọa mặc nghiệp, trong khoảng thời gian ngắn khó có thể phục hồi như cũ, chiếu theo con đường ban đầu lần nữa tu luyện tới cảnh giới luân hồi viên mãn, không mất 3 đến 5 năm công sức là khó có khả năng đạt được. Tiêu phàm mấy ngày nay, một bên trải qua kiếp hồng trần, một bên lật xem điển tịch của hãn như yên hải, vô cực thuật tàng, ý đồ muốn tìm được một phương pháp tu luyện khác, nhanh chóng khôi phục tu vi ở trên mặt pháp thuật. Tiêu phàm chủ yếu tìm kiếm manh mối của quyển, luân hồi thiên, đã bị thất lạc. Bắt đầu từ khi trưởng giáo vô cực môn đời thứ 36 lên thay, bởi vì các trang của luân hồi thiên bị phân tán, qua nhiều thế hệ trưởng giáo chân nhân của vô cực môn cùng với đệ tử môn hạ kiệt xuất, trong lúc tu luyện luân hồi tương, tuy có hơn 10 người tu luyện đến cảnh giới viên mãn, nhưng tiêu phàm căn cứ vào tình huống của bản thân mà phỏng đoán, chỉ sợ những tổ sư tu luyện đến cái gọi là cảnh giới viên mãn này, đều là có khuyết thiếu, nhiều nhất là tu luyện đến một phần nhỏ của cảnh giới viên mãn. Không phải chân chính là cảnh giới đại viên mãn, dù sao, luân hồi thiên có gần hai phần đã thất lạc. Những trang thất lạc này, chư vị truyền nhân của vô cực môn tu luyện luân hồi tương chỉ có thể dựa vào lãnh ngộ của chính mình tiến hành phỏng đoán, nói cách khác là tu luyện bằng tưởng tượng. Đây dĩ nhiên cũng có thể xem như là một loại phương pháp tốt. Chân truyền vô cực môn, vốn đang trong giai đoạn không ngừng hoàn thiện, qua nhiều thế hệ tổ sư đều đang hoàn thiện chân truyền của bản giáo. Cho nên lưu truyền đến nay, có liên quan đến phương pháp tu luyện, luân hồi thiên, ngược lại còn nhiều hơn so với những trang sách đã thất lạc trước đó. Nhưng những trang sách do nhiều thế hệ tổ sư và môn nhân kiệt xuất dựa vào lãnh ngộ của chính mình biên soạn ra này, đều tồn tại cùng một vấn đề, không có tính hệ thống, rất khó thay thế nguyên văn. Thật giống như người nuôi ong, trong thời điểm mùa đông mật hoa rất ít. Lấy nước đường thay thế mật hoa để nuôi nấng ong mật, cũng có thể sống quanh ngày đông giá rét. Nhưng mật ong được làm ra từ những con ong mật được nuôi bằng nước đường nãy thành phần chủ yếu vẫn là đường trắng, không phải mật ong chân chính. Cùng mật ong thu thập được từ những con ong dùng mật hoa thiên nhiên tạo nên, có khác biệt về bản chất. Giả sử có thể tìm được những trang nguyên gốc bị phân tán của Luân Hồi Thiên, cho dù chỉ tìm được một bộ phận, Tiêu Phàm cho rằng, đối với việc chính mình một lần nữa tu luyện luân hồi tới cảnh giới viên mãn, nhất định sẽ giúp ích rất lớn. Ở bên trong Nguyên Văn, có lẽ có thể tìm thấy phương pháp tu luyện khác càng hữu hiệu hơn nữa. Tiêu Phàm thậm chí suy đoán, nếu như có thể dựa theo cổ pháp, đem luân hồi tướng chân chính tu luyện tới cảnh giới đại viên mãn, biết đâu thật có thể nghịch chuyển thiên nhân tướng, ít nhất cũng có thể nhìn thấy lối đi. Ví dụ như trước đó, hắn cũng giống với nhiều thế hệ tổ sư của vô cực môn, dựa vào số trang không đầy đủ của Luân Hồi Thiên, tu luyện Luân Hồi tương tới cảnh giới viên mãn khuyết thiếu, so sánh với cảnh giới không viên mãn, liền khác nhau rất lớn. Tuy rằng không phải là cảnh giới đại viên mãn chân chính, cũng có thể phát huy ra uy lực rất lớn. Dựa vào cảnh giới Luân Hồi đại viên mãn nghịch chuyển thiên nhân cảnh, tuy rằng không phải là thiên nhân cảnh chân chính, nhưng chắc hẳn uy lực vẫn là không nhỏ, có lẽ có thể phát huy ra 4 năm thành uy lực của thiên nhân tướng chân chính cũng là có thể. Chỉ có điều, vô cực cửu tương thiên, các trang sách phân tán không phải là một ngày hai ngày, mà là hơn một nghìn năm. Hơn một nghìn năm nay, qua nhiều thế hệ trưởng giáo tổ sư và đệ tử kiệt xuất trong môn, có ai mà không từng dốc hết toàn lực tìm kiếm các trang sách thất lạc chứ? Hơn một nghìn năm không thu hoạch được gì, hiện tại muốn tìm về những trang sách này, nói dễ lắm hay sao? Nhưng tiêu phàm cũng cho rằng phàm việc gì cũng không thể vơ đũa cả nắm. Xã hội hiện đại, khoa học kỹ thuật hưng thịnh, giao thông phát triển, nhất là tốc độ phát triển nhanh của ngành công nghiệp thông tin, đều là những điều kiện tiện lợi mà lúc trước không có đầy đủ. Quay trở về vài thập niên trước, cho dù là tại niên đại của sư phụ hắn chỉ thủy tổ sư, muốn đi xa nhà một chuyến thật sự không dễ dàng. Giao thông quốc lộ, giao thông đường sắt đều chưa phát triển, lại càng không cần phải nói đến máy bay, cộng thêm mấy năm liên tục chiến tranh, khói lửa khắp nơi, đi ra ngoài một chuyến đến cả sự an toàn của bản thân cũng không được bảo đảm. Mà hiện tại không cần nói đến các địa phương trong nước, muốn đi thì đi, ngồi máy bay một ngày là đến, kể cả ra nước ngoài, cũng không thành vấn đề. Một số thông tin điều tra và thu hoạch được, cũng không phải những niên đại trước có thể sánh được. Chỉ thủy quan có liên kết đường dây mạng và đường dây điện thoại. Tiêu phàm vạch kế hoạch trong thời gian kế tiếp, phải mời người nhập toàn bộ, vô cực thuật tàng, vào trong máy vi tính, dựa vào hình thức file điện tử, copy tất cả điển tịch tàng thư chất đầy trong ba phòng này lại. Đương nhiên, một ít đồ án cực kỳ phức tạp, chỉ sợ vẫn phải dùng hình thức bảo tồn trên giấy. Trong phương diện tạo hình trên máy tính này, vẫn là không đáng tin cậy, cho dù là quét hình, cũng không chắc có thể phục chế hoàn toàn nguyên hình. Tân Lâm bồi bạn trong này cũng đang lật xem biển tịch. Vô cực thuật tàng, đối với Tân Lâm là hoàn toàn lạc quan, ở trước mặt Tân Lâm, Tiêu Phàm không có một chút keo kiệt làm cao nào, hắn đối với Tân Lâm là tiến nhiệm vô điều kiện có lẽ đây cũng là nguyên nhân tân lâm một lòng hướng về hắn người đàn ông trí lớn và đáng tin từ trước đến nay đều là nhân tố mấu chốt hấp dẫn các cô gái nhất nói như vậy tân lâm từ trước nay ở căn phòng bí mật lật xem vô cực thuật tàng sẽ không gặp phải các trang sách có liên quan đến tu luyện thuật pháp này cô xem không hiểu lại nói tiêu phàm đối với cô ấy tín nhiệm là một chuyện cô cũng muốn không có lỗi với tín nhiệm của tiêu phàm không đi xem trộm đạo thuật pháp của vô cực môn Trước kia Tân Lâm lật xem, đều thường là phụ lục có liên quan đến võ thuật trong Vô Cực thuật tàng, các điển tịch về phương diện như luyện đan, có hỗ trợ cho việc cô tu luyện tuyệt kỹ của Thất Diệu cung, lấy thừa bù thiếu. Nhưng hiện tại, Tân Lâm lật xem chính là giai thoại. Đây cũng là trang phụ lục trong Vô Cực thuật tàng. Sau khi nhiều thế hệ đệ tử vô cực môn xuất sư, hành tẩu giang hồ, cách một thời gian sẽ trở về sư môn đem các phương diện mà mình tâm đắc nhất về tu luyện võ công nội tức thuật pháp của vô cực môn cùng với những điều tự mình nghe thấy nhìn thấy trên giang hồ ghi chép lại thành sách. Những chuyện giang hồ ký thú này đều thu thập ở bên trong giai thoại. Tân Lâm nghĩ, có lẽ có thể từ bên trong những giai thoại giang hồ này tìm được manh mối có liên quan. Thất diệu cung là truyền thừa giang hồ thuần khiết, so với tiêu phàm Tân Lâm có hứng thú đối với mấy cái giai thoại giang hồ này hơn. Tiêu phàm Tân Lâm đang chăm chú lật xem, giai thoại, bỗng nhiên nhẹ nhàng kêu một tiếng. Tiêu Phàm đang ngồi, nghe vậy ngẩng đầu lên nhìn Tân Lâm một cái, Tân Lâm đứng ở trước một loạt giá sách gỗ tử đàn, mặc một chiếc váy ngắn màu trắng, đôi chân thẳng đẹp thon dài trắng nõn, ánh lên sắc hồng, tóc đen như thác nước, bộ ngực cao ngất, nhìn từ bên sườn, dưới ánh đèn dịu dàng trong căn phòng bí mật, quả thật tựa như ảo mộc, đẹp không sao tả xiết. Tiêu Phàm khóe miệng câu lên một mặt cười dịu dàng. Tân Lâm cũng hé miệng cười, trong lòng ngọt ngào, cước bộ khoan thai, đi tới, ở bên cạnh chân Tiêu Phàm quỳ ngồi xuống, đưa quyển sách đang cầm trong tay đặt lên trên bàn nhỏ trước mặt Tiêu Phàm, vươn ngón trỏ thon dài trắng nõn, chỉ vào một đoạn văn tự trong đó, nhẹ giọng nói ra. Anh xem một đoạn này, hình như có chút thú vị. Tiêu Phàm liền dựa qua, tự nhiên giơ tay ôm lấy cái eo nhỏ nhắn mềm mại của Tân Lâm, mùi thơm trinh nữ xông vào mũi, làm người khác tâm thần sảng khoái. Một đoạn văn tự này ghi lại những hiểu biết của một vị tiền bối vô cực môn nhiều năm trước hành tẩu giang hồ, nói là cùng một tên trộm mộ nổi danh uống rượu với nhau, nghe tên trộm mộ kia nói tới rằng gã đã từng đào qua một ngôi cổ mộ, dường như có liên quan tới đại nho đời Hán Đông Phương Sóc. Tại trong ngôi cổ mộ kia, tên trộm mộ tìm được một quyển sách bằng thẻ tre, hình như có ghi lại một ít phương pháp tu luyện về phương diện tướng thuật. Đáng tiếc là tên trộm mộ kia không hiểu tướng pháp, tùy tiện đem thẻ tre đưa cho một vị bằng hữu tinh thông tướng thuật. Vị tiền bối vô cực môn kia sao lại đi tìm người bạn tinh thông tướng thuật trong lời nói của tên trộm mộ, đáng tiếc là không có tìm được. Uyển Thiên Thiên không phải nói, cô ấy phát hiện một ngôi cổ mộ, dường như cũng có liên quan đông phương sóc. Tân Lâm hơi hơi nghiêng đầu, ôn nhu tựa vào vai của tiêu phàm, hạ giọng nói. Tiêu phàm sướng sờ một chút. Mấy ngày nay sự tình tương đối nhiều, một việc lại một việc nối tiếp nhau, hắn đều đã đem việc của Uyển Thiên Thiên này ném đến sau đầu tính cách của huyền đại đương ra quả thật có điểm khiến tiêu phàm đau đầu. Huyền thiên thiên không giống tân lâm, tân lâm nghe lời hắn, tính độc lập của huyền thiên thiên quá mạnh. Đây cũng khó trách tân lâm mặc dù là người thừa kế thuận vị thứ nhất cung chủ đương nhiệm thất diệu cung, thất diệu cung thiếu chủ, nhưng đến ngày thành tài, liền tới chỉ thủy quan làm bạn với hắn, trên cơ bản còn không có kinh nghiệm trưởng quản một môn phái, tính mềm dẻo, vô cùng cao. Huyền thiên thiên không giống thế, cô đã quản lý kiên chi xã, một thời gian, dưới tay là một bang huynh đệ tỉ muội dũng mãnh, tung hoành giang hồ, sát phạt quyết đoán, nổi danh là ma nữ số một người bình thường muốn nắm cô ta trong tay, đó là mơ mộng hão huyền. Huyền Thiên Thiên luôn mồm kêu Tân Lâm là, chị Tân, kỳ thật mà nói, có lẽ tuổi của Huyền Thiên Thiên so với Tân Lâm còn lớn hơn một chút. Chỉ là Huyền Thiên Thiên thích đóng giả thành tiểu cô nương, làm cho người ta không rõ lai lịch của cô ta. Tân Lâm so với cô ta trầm ổn hơn nhiều, lại không nhiều lời, ngược lại có vẻ thành thục hơn vài phần. Ây ra, em nếu không đề cập tới, anh đều đã quên việc này rồi. Thật sao? Tân Lâm ngẩng đầu, nhìn hắn liếc mắt một cái, tựa chế diễu. Cô ấy xinh đẹp như vậy. Lời này liền mang theo ba phần ghen tuông. Cô gái xinh đẹp có rất nhiều. Tiêu Phàm cũng không để ý tới, mỉm cười nói, bàn tay ôm bên hông Tân Lâm, hơi siết chặt một chút. Tân Lâm liền bĩu cái miệng nhỏ nhắn, khóe miệng nhếch lên một mặt cười nhẹ, cũng giang tay ra, ôm lấy tiêu phàm. Ngay sau đó, tay phải của tiêu phàm khẽ động, nụ cười nhẹ trên mặt đột nhiên không thấy nữa, hai hàng lông mày hơi nhíu lại. Làm sao vậy? Tân lâm cho dù không nhìn thấy vẻ mặt tiêu phàm giờ phút này, lại có thể cảm nhận được sự biến hóa rất nhỏ trong cảm xúc của hắn. Hơn ba năm thời gian, ở chung một phòng, sớm tạo thành tâm linh ăn ý. Anh không tính đến tình huống của Uyển Thiên Thiên rồi. Tiêu phàm hạ giọng nói. Ân, tân lâm không khống chế được kích động ngồi thẳng người, sắc mặt có vẻ hơi kinh ngạc. Dựa vào trình độ thuật pháp cao thâm của tiêu phàm, không ngờ lại suy tính không đến tình huống của Uyển thiên thiên, đây là tình hình cực kỳ hiếm thấy từ trước đến nay. Sao lại như thế này? Không rõ lắm, khí thức của cô ta hình như bị một thế lực bí mật nào đó che phủ lên, hoàn toàn không thể suy tính. Ngay cả phương hướng đại khái của cô ta, đều không có chút dấu vết nào chẳng lẽ ngôi cổ mộ kia thật sự có liên quan tới đông phương sóc? Tân Lâm liền ngưng trọng, nhíu mi hỏi. Giả dụ ngôi cổ mộ kia thật sự có liên quan tới đông phương sóc, Uyển Thiên Thiên cũng đã đi vào bên trong cổ mộ, như vậy bị trận thế thuật pháp đông phương sóc bố trí che đậy thiên cơ là hoàn toàn có khả năng. Nếu thật là như vậy, vậy phiền phức của Uyển Thiên Thiên liền lớn rồi. Tiêu phàm trên mặt lộ ra thần sắc lo lắng, hạ giọng nói, đôi mày kiếm nhíu lại thành chữ, xuyên. Đúng vào lúc này, điện thoại di động của tiêu phàm chấn động vang lên. chương 187, tiêu tiên sinh, ngài thắng rồi. Điện thoại không phải uyển thiên thiên gọi tới. Tiêu tiên sinh, xin chào, ta là tái vũ. Điện thoại bên kia, truyền tới một giọng nam trầm thấp, đầy uy nghiêm. Ái tân giác la tái vũ. Con hổ của viễn đông. Chính là ông chủ lớn của đằng phi vân và Joseph cũng là nhân vật cường thế phía sau màn khống chế những cô gái vận mệnh đáng thương như Anelina, thủ lĩnh hắc bang lớn nhất ở thành phố Tân Hải nước láng giềng phương Bắc, một trong những đặc công mạnh nhất trong tổ chức tình báo KGB trước đây. Hiện tại rốt cục cũng chủ động gọi điện thoại tìm đến tiêu phàm rồi. Tái vô tiên sinh, xin chào. Tiêu phàm thản nhiên đáp lại một tiếng. Tân lâm rời khỏi lòng hắn, lặng lặng quỳ ngồi ở một bên. Tiêu tiên sinh, thật xin lỗi, ta không thể cùng ngài giáp mặt đàm chuyện, nguyên nhân ngài nhất định đã biết." Tiêu Phàm không lên tiếng. "Tái Vũ sẽ không chạy đến thủ đô để gặp mặt hắn, điểm này hắn đã sớm dự liệu được. Dưới tình huống đã làm kinh động Bộ An Ninh, là một trong những thủ lĩnh hắc bang lớn nhất toàn cầu bị tổ chức cảnh sát hình sự quốc tế truy nã, Tái Vũ sẽ không điên mà chủ động chạy đến thủ đô để chui đầu vô lưới như vậy." "Tiêu tiên sinh, kỳ thật, giữa chúng ta đã xảy ra một chút hiểu lầm nho nhỏ." chúng tôi đưa Anelina đến thủ đô quý quốc, mục tiêu cũng không phải là ngài. Tái vũ giọng nói vẫn không vội vàng không hấp tấp, mang theo nhẹ nhẹ ngạo khí. Câu này ngầm có ý, trước đó, ngươi chẳng qua là cái loại con cháu không ra gì không được trưởng bối trong gia tộc chào đón, trong tứ cửu thành, con cháu của quan lại quyền quý so với ngươi có phân lượng hơn rất nhiều. Tiêu phàm thản nhiên nói, hiện tại đã liên quan đến tôi rồi, có phải là hiểu lầm hay không? một mình tái vô tiên sinh không thể hạ kết luận này được. Tiêu tiên sinh, ngài gờ yêu ta ết sáu thủ hạ của tôi. Đó là bởi vì, ngài chỉ sai có vài người đến như vậy. Nếu người phái thêm vài người nữa đến, ta cũng không ngại gờ yêu ta -S thêm vài người. Điện thoại bên kia bắt đầu trầm mặc. Có thể thấy, con hổ của Viễn Đông hiện tại khẳng định rất phẫn nộ. Tung hoành Viễn Đông nhiều năm như vậy, thế lực rộng khắp các nơi trên toàn thế giới, Y trước kia thật sự chưa từng bị khiêu chiến ác liệt mà lại trực tiếp như thế. Người trẻ tuổi tên tiêu phàm này, hoàn toàn không thèm để ý đến quyền uy của Y, đối với thủ hạ mà Y phái tới, nói gợi yêu ta ết liền gợi yêu ta ết nói giam liền giam. Tiêu tiên sinh, ngài khiến cho tôi cảm thấy rất không thoải mái. Xin ngài đừng quên Anelina vẫn còn nằm trong tay của tôi, cô ấy vốn chính là người của tôi. Tôi nghĩ tiêu tiên sinh là người thông minh, nhất định không muốn làm lớn chuyện này chứ tiêu tiên sinh hẳn là phải suy nghĩ cho danh dự của lệnh tổ lệnh tôn mới đúng. Tái vũ lạnh lùng nói, tiêu tiên sinh, với thân phận của ngài, chơi đùa mấy nữ nhân cũng không là gì. Nhưng nếu nữ nhân đó có liên quan đến tái vũ tôi, và có liên quan đến tập đoàn của chúng tôi, sự tình cũng sẽ không phải đơn giản như vậy đâu. Huống chi ngài còn kinh động đến bộ an ninh, có cần thiết không? Tiêu phàm khóe miệng hiện lên một ý cười châm chọc. Kinh động bộ an ninh cũng không phải là hắn tiêu phàm, mà hoàn toàn là tái vũ và tập đoàn của y Tái vũ tiên sinh, ngài quá đề cao chính mình rồi Những năm gần đây ngài ở trong nước tôi làm những chuyện mở ám Ngài cho là bộ an ninh tới hôm nay mới phát hiện sao Không có lập tức động thủ đối phó với các người Chẳng qua là cảm thấy thời cơ chưa đến thôi Hơn nữa, ngài không thấy uy hát yêu ta ép của ngài là quá ngây thơ sao Ngài cho rằng danh dự của tiêu gia chúng ta dễ dàng chịu ảnh hưởng như vậy sao tái vũ lại trầm mặc. Từ thế cục hiện tại mà nói, quân bài trong tay y thật sự không nhiều lắm, lại càng không cần phải nói là vương bài. Duy nhất một tấm vương bài, chính là Anelina. Hơn nữa còn lập trên cơ sở tiêu phàm rất để ý Anelina, mới có thể đối với tiêu phàm tạo thành uy UH hát iota ta ép nhất định. Nếu không tấm vương bài Anelina này cũng sẽ mất đi hiệu lực. Về phần cái gọi là ảnh hưởng danh dự của tiêu gia, tái vũ tự mình cũng biết chẳng qua chỉ là phô trương thanh thế mà thôi thân phận của tiêu phàm vừa khéo làm cho ta ép này của tái vũ khó mà có hiệu quả. tiêu phàm cũng không phải phát triển ở trong vòng thể chế, hắn là nhân sĩ tôn giáo nghiên cứu đạo học, tuy rằng cũng họ tiêu, nhưng tuyệt đối không thể đại biểu cho dòng chính của tiêu gia. nếu như những chuyện xấu về quan hệ nam nữ này, hơn nữa nữ nhân vật chính còn có liên quan với tập đoàn tội phạm quốc tế, nếu như việc này đặt tại trên người những con cháu quý tộc đã lập trí và có thành tựu trên con đường làm quan thật sự là vũ khí có tính sát thương cao. Nhưng mà đặt trên người tiêu phàm, cơ bản là không có quá nhiều ảnh hưởng. Nhiều nhất chính là sinh hoạt cá nhân thối nát của con cháu thế gia quyền quý, không cẩn thận bị lừa bởi tập đoàn tội phạm quốc tế mà thôi. Bộ an ninh xuất mã, quét hết thảy phần tử phạm tội, cuối cùng giáo dục một chút đồng chí trưởng phòng cục tôn giáo tiêu phàm, việc này coi như là qua, cùng lắm thì lại để cho tiêu phàm chịu xử phạt của tổ chức. Trong tay tiêu phàm lại nắm hai con tin quan trọng, một người là nữ nhân tái vũ yêu, một người là chuyên gia đàm phán cấp cao của Y. Ở trong tổ chức tái vũ lãnh đạo, tầm quan trọng của Đại Tỷ và Joseph, Anelina còn xa mới có thể sánh bằng. Các cô gái nhận huấn luyện cùng lúc với Anelina, thành tích đạt chuẩn có hơn 6 người. Cho dù thiệt hại cả 6 cô gái này, tái vũ trong vòng mấy năm cũng có thể lại bồi dưỡng ra một đám người khác. Tái vũ tiên sinh, nếu không liên quan, thì không cần phải nhiều lời. Yêu cầu của tôi rất đơn giản, Anelina hoàn hảo không tổn thương gì trở về bên cạnh tôi, từ nay về sau, không còn bất cứ quan hệ nào với các người. Ngài nhất định phải cam đoan với tôi về sau không quấy rầy cuộc sống của cô ấy nữa. Như vậy chuyện này, cá nhân tôi có thể không truy cứu nữa. Tái vũ lạnh lùng nói. Tiêu tiên sinh, đây là đàm phán, thỏa mãn điều kiện của ngài, đối với tôi có gì tốt chứ? Trao đổi con tin không phải là trao đổi như vậy, tôi hiện sẽ trả anelina lại cho ngài nhưng sự tình về sau tôi không thể bảo đảm vậy sao tái vô tiên sinh ngài hiện tại chỉ sợ còn có chút chưa tỉnh táo nhỉ tôi đã nhượng bộ rất lớn rồi nếu ngài kiên chỉ phải chơi đến cùng tôi cam đoan với ngài mạng lưới quan hệ ngài nhiều năm bồi dưỡng ở thủ đô trong khoảng thời gian ngắn đều sẽ bị diệt trừ không còn một mảnh từ hôm nay trở đi ngài và bất luận thuộc hạ nào của ngài đều không thể bước vào quốc gia của tôi một bước bằng không tôi sẽ đích thân bắt ngài đích thân bắt tôi ư phải hơn nữa tôi cam đoan ngài tuyệt đối chạy không thoát cho dù ngài tránh ở địa bàn của ngài trốn sang nước ngoài tránh ở chân trời góc biển tôi nhất định cũng có thể bắt được ngài không chỉ là ngài bao gồm tất cả thuộc hạ của ngài từng người một tôi đều thanh trừ hết chảm thảo trừ căn một tên cũng không để lại giọng nói của tiêu phàm vẫn ôn hòa giọng điệu lại chắc chắn như đinh đóng cột không thể nghi ngờ Tái vũ nhẹ nhàng hít một ngụm lãnh khí. Tiêu phàm là đang uy hát yêu ta ép ý, nhưng sự uy hát yêu ta ép này lại hết sức hữu lực. Y biết rõ sáu người ở lại biệt thự bảo hộ đằng Phi Vân và Joseph, thực lực như thế nào. Tuy rằng vẫn không bằng nhân viên chiến đấu dũng mãnh nhất trong tập đoàn của y, nhưng cũng không phải là kém. Joseph ở trong điện thoại đã nói rất rành mạch, nhóm tiêu phàm chỉ có 3 người đến, hơn nữa hai người còn là nữ, trong nháy mắt, đã đem sáu tên vệ sĩ mà y lưu lại thu thập sạch sẽ thậm chí ngay cả cảnh báo cũng không kịp phát ra không có sử dụng vũ khí nóng tài vũ không lo lắng an nguy của mình điều kiện tiên quyết là y lưu lại ở nước ngoài lưu lại ở địa bàn của y tân hải thành thị của nước láng giềng phía đông phương bắc nếu y bước vào lãnh thổ nước cộng hòa một nước chỉ sợ không thể đảm bảo rồi nơi này là phạm vi thế lực của tiêu gia cùng với các nhà quyền quý khác tương tự như tiêu gia Tiêu Phàm đối với Y và tập đoàn của Y áp dụng hành động Giota ít chóc, xuyên quốc gia, có lẽ không khả thi, nhưng mà ở trong đất nước Trung Hoa, Y và các thủ hạ của Y, quả thật sẽ không còn an toàn. Tiêu Phàm thậm chí còn không cần tự mình ra tay, chỉ cần dựa vào lực ảnh hưởng của Tiêu gia, sử dụng cơ quan cường lực toàn lực đuổi bắt bọn họ, cục diện sẽ trở nên vô cùng tồi tệ. Y mấy năm nay ở thủ đô Trung Quốc khổ tâm bồi dưỡng mạng lưới quan hệ, tại thời điểm Tiêu gia tức giận, chỉ sợ cũng không thể giúp được bao nhiêu được rồi tiêu tiên sinh lần này tôi nhận thua ngài thắng rồi tuy nhiên tôi hy vọng tiêu tiên sinh có thể giúp tôi một chuyện thả chiếc thuyền kia đi để báo đáp lại tôi sẽ nói cho tiêu tiên sinh có liên quan đến thân thế của anelina tôi tin tưởng sau khi tiêu tiên sinh nghe được chắc chắn sẽ không thất vọng trầm mặc một lúc lâu sau tái vũ rốt cục thở dài một hơi trầm giọng nói con hổ của viễn đông lại chính miệng nhận thua trong con đường nhân sinh của tái vũ vẫn là lần đầu tiên tiêu phàm khẽ cười một tiếng nói cảm ơn tái vũ tiên sinh việc này không cần thiết thân thế của anelina tôi đã biết ngài đã biết ư tái vũ liền cười lên không có khả năng tiêu tiên sinh ngay cả chính bản thân anelina cũng không biết từ lúc cô ấy còn rất nhỏ đã rời khỏi quê hương rồi không thể cung cấp cho ngài bất kỳ tin tức có giá trị nào tại thời điểm anelina còn đi học đã bị thuộc hạ của tái vũ bắt đi mấy năm nay anelina sớm đã mất đi liên lạc với gia đình và thân nhân tiêu phàm lại đang dọa người rồi lời nói dối lớn nhưng thân thế của anelina quả thật không phải bình thường tôi vốn định qua khoảng thời gian nữa sẽ đón cô ấy trở về bên cạnh tôi hiện tại chỉ có thể tiện nghi cho tiêu tiên sinh rồi tiêu tiên sinh trao đổi này ngài tuyệt đối sẽ không thua thiệt Ngài nếu biết được thân thế thật sự của Anelina, ngài sẽ hiểu, giá trị của cô ấy vĩnh viễn không phải một chiếc thuyền buôn lậu có thể so sánh được. Cho dù là đằng Phi Vân và Joseph, cũng không đủ để lấy Anelina ra trao đổi. Nghe ra thì trải vũ không giống như là đang nói xạo, buông Anelina ra, con hổ viễn đông này dường như rất đau đớn. Tiêu phàm căn bản không cùng y tiếp tục đàm luận đề tài này, bình tĩnh nói. Tái vũ tiên sinh, ngài vẫn còn 15 giờ đồng hồ nữa, Xế chiều ngày mai, nếu tôi không thấy được Anelina, Đằng Phi Vân và Joseph ngài vĩnh viễn cũng sẽ không bao giờ gặp lại nữa. Tái vũ khẽ thở dài. Tiêu tiên sinh, ngài thực cố chấp. Tiêu phàm giữ im lặng. Được rồi, tiêu tiên sinh, không cần chờ đến ngày mai, tối nay, Anelina sẽ trở lại ngôi nhà nhỏ ấm áp của các người. Tôi cam đoan cô ấy không có bất cứ tổn thương gì. Tôi cũng cam đoan từ nay về sau, người của tôi sẽ không tiếp tục quấy rối cô ấy nữa nhưng tôi cũng hy vọng tiêu tiên sinh có thể tuân thủ lời hứa của mình. Sau khi chuyện này qua đi, chúng ta nước giếng không phạm nước sông. Có thể, tôi sau khi thấy Anelina, sẽ thả đằng Phi Vân và Joseph, hơn nữa tôi cam đoan bọn họ an toàn rời đi. Nhưng chỉ một lần này, không có lần sau. Tiêu phàm đáp không chút do dự. Điện thoại bên kia lại rơi vào trầm mặc, còn hổ viễn đông không có vội vã tắt điện thoại. Tiêu tiên sinh, tôi thực không muốn thành đối thủ của ngài, đây có lẽ là thiên ý đi. Tiêu tiên sinh, tôi tin tưởng, chúng ta nhất định sẽ có ngày gặp lại. Sau một lát, tái vỗ chậm rãi nói. Tiêu phàm lặng lặng nhấn xuống nút tắt máy. chương 188, cô tự do rồi. Một tiểu khu cư xá cách quán rượu tinh ngữ không xa, một căn hộ nhỏ gồm hai phòng ngủ một phòng khách. Phòng khách sáng lên ngọn đèn dịu êm. Tiêu phàm ngồi trên ghế sofa phong cách hiện đại ngồi ở phòng khách thưởng thức trà bốn phía hoàn toàn yên tĩnh đây là căn hộ nhỏ anelina thuê ở căn hộ ba phòng ngủ hai phòng khách mà tiêu phàm mua tại hãn hải hào môn đang trong lúc sửa sang tạm thời không thể vào ở căn hộ nhỏ này tiêu phàm có chìa khóa hắn ngẫu nhiên ở lại chỗ này qua đêm đương nhiên cùng anelina phân phòng ngủ cho đến tận hôm nay tiêu phàm vẫn chưa đoạt đi tấm thân xử nữ của anelina bởi vì đôi khi tiêu phàm sẽ ngủ lại ở đây nên anelina chuẩn bị loại trà thượng đẳng ngoại trừ uống trà tiêu phàm không có ham mê nào khác không hút thuốc lá cũng không thích rượu tuy nhiên đối với tài nấu nướng của anelina tiêu phàm trái lại rất thưởng thức sau khi bị thương cảnh giới tụt xuống tiêu phàm không tuyệt thực nhịn ăn để tu đạo nữa thường xuyên hưởng dụng chút mỹ thực anelina đã chịu qua huấn luyện cực kỳ hệ thống tay nghề làm bếp vô cùng cao biết làm rất nhiều món ăn không cùng phong vị nổi tiếng trên thế giới Anelina dốc hết toàn lực, muốn lấy lòng tiêu phàm. Đại tỷ từng đã phân phó, tốt nhất là có thể sinh một đứa bé cho tiêu phàm, cứ như vậy, địa vị của cô liền vững chắc. Tuy rằng Anelina biết rằng đại tỷ bụng giả khó lường, chỉ là muốn mượn cớ này đến chói chặt tiêu phàm, nhưng ở sâu trong nội tâm Anelina, lại từng giây từng phút bị ý nghĩ này dụ hoặc lấy. Không vì cái gì khác, chính là vì cô thật sự thích tiêu phàm, cam tâm tình nguyện vì hắn hiến thân, vì hắn nối dõi tông đường nhưng tiêu phàm trước sau vẫn đối với cô, vô cùng khách khí, ngoại trừ ngẫu nhiên kéo kéo tay cô, xoa xoa đầu cô, cũng không có những động tác thân mật hơn nữa. Anelina nhìn ra được ánh mắt của tiêu phàm vô cùng thuần khiết, không có chút n bản quyền bản quyền nào. Ở trong mắt Anelina, tiêu phàm là một nam nhân thần bí, khó có thể giải mã được. Chỉ có điều, một cô gái nếu như thích một người đàn ông, cho tới bây giờ đều không mong hiểu thấu. Các cô yêu bằng cảm giác, tuyệt sẽ không tự hỏi chính mình rốt cuộc thích người đàn ông này ở cái gì thích là thích không có bất cứ lý do gì nhưng hiện tại căn hộ nhỏ này rất thanh lãnh chỉ có tiêu phàm một người im lặng thưởng thức trà đến tân lâm cũng không ở bên cạnh hắn khóa cửa bỗng nhiên cùng cụp vang lên cửa phòng lập tức bị mở ra một bóng người mềm mại mạnh liệt lao vào lảo đảo một cái té ngã trên đất thân mình nhỏ nhắn yêu kiều sợ sệt khe khẽ run rẩy không ngừng chính là Anelina mặc áo len mỏng màu đen, chiếc váy ngắn lông dê màu đen. Tiêu Phàm bước nhanh đến, đỡ Anelina dậy. Anelina ngẩng đầu, có chút mơ hồ nhìn hắn một cái, bỗng nhiên, oa, một tiếng nhào vào trong lòng ngực của hắn, khóc lớn lên, hai tay gắt gao ôm lấy eo Tiêu Phàm, nước mắt trong khoảnh khắc làm ướt chiếc áo phông trắng tinh của Tiêu Phàm. Ướt ướt, dính dính. Từ sau khi nhập thế, Tiêu Phàm liền không thường xuyên mặc đường trang rồi. Tiêu phàm một tay ôm vòng eo tinh tế mềm mại của cô, một tay vỗ nhẹ nhẹ lên tấm lưng hiện rõ vẻ gầy yếu của cô, hạ giọng nói nói. Anelina, đừng khóc, tôi ở đây. Tiêu chân nhân tiêu lão đại người không có gì không làm được, duy chỉ có ở phương diện này là một điểm yếu lớn. Lăn đi lăn lại cũng vẫn là hai câu nói đấy, rốt cuộc cũng nặn không ra từ ngữ gì mới. Anelina mặc kệ tất cả, chỉ khóc, chân nhỏ đi giày cao gót màu đen, không ngừng đập mạnh trên nền nhà, ủy khuất không chịu được. Bị Anelina dùng sức ôm, từ ngược tới bụng gắt gao dính cùng một chỗ, một cỗ mê muội trước nay chưa có đánh úp lại. Tiêu phàm tâm thần hơi có chút nhộn nhạo, trên hai má có chút tái nhợt, hiện lên hai mặt đỏ hồng. Tu luyện đạo gia định lực và Phật gia định lực không giống nhau. Đa số trường phái đạo gia cũng không cấm dục. Bất kể dựa vào tiêu chuẩn nào để so sánh, Anelina đều là đại mỹ nữ khó gặp, giờ phút này dựa trên vai tiêu phàm, là một mái tóc vàng trơn bóng giống như sa tanh không ngừng lay động thân thể mềm mại duyên dáng ở trong ngực loại hấp dẫn này thật sự không phải người bình thường có thể chống đỡ được huống chi cô đối với tiêu phàm hoàn toàn không đề phòng chỉ cần tiêu phàm có chút biểu hiện anelina lập tức sẽ kính dâng bản thân mình cho hắn tiêu phàm không có tùy ý để loại hấp dẫn này tiếp tục lan tràn hai đầu gối khẽ cong bế anelina lên bước lớn đến trước sofa chuẩn bị đặt anelina lên trên ghế salon đừng, đừng rời khỏi tôi, tôi, tôi rất sợ, cầu xin anh, đừng rời khỏi. Anelina gắt gao ôm cổ hắn, nói cái gì cũng không chịu buông tay, giọng nói mềm mại, điềm đạm đáng yêu. Tôi không rời khỏi, cô yên tâm. Tiêu phàm không đành lòng dẫy ra, đành phải ngồi xuống ghế sofa, ôm thân thể bé nhỏ của Anelina vào trong lòng, thấp giọng an ủi, giơ tay thay cô lau đi nước mắt. Anelina, đừng khóc, nói cho tôi biết, bọn họ có làm hại cô hay không? Anelina lắc đầu, có vẻ vẫn còn rất hoảng sợ. Tôi sợ tôi sẽ không còn được gặp lại anh nữa rồi, đại tỷ. Đại tỷ Uhiotà ép tôi nói, nếu anh không giúp đỡ, liền tặng tôi cho tù trưởng Ả Rập, vĩnh viễn, vĩnh viễn bị nhốt tại vương cung giữa sa mạc, cả đời bị giam tại đó. Sẽ không đâu, đại tỷ về sau sẽ không bao giờ uy hát yêu ta ép cô nữa. Cô ta đã bị tôi bắt lại. Tiêu Phàm ôn nhu nói. Thật vậy sao? Anelina mãnh liệt ngẩng đầu trên mặt là vẻ không dám tin anh thật sự đã bắt đại tỷ lại sao đây đây không có khả năng tiêu phàm nhẹ nhàng cười nói thật sự nếu như bọn họ không thả cô đại tỷ liền không về được rồi ta đã đàm phán xong với tái vũ ô tái vũ chính là ông chủ lớn của các cô y đồng ý cho cô tự do hoàn toàn tự do bắt đầu từ bây giờ anelina cô chính là người tự do cô muốn đi nơi nào thì đi nơi đấy cũng sẽ không có ai uy hát yêu ta ép cô nữa, không có ai bắt cô đi làm việc mà cô không muốn làm. Cô tự do rồi, cô có thể về nhà. Nhà, nhưng tôi đã không còn nhà rồi. Anelina cảm xúc vừa mới hưng phấn một chút, lập tức lại trở nên ảm đạm, cúi đầu, thì thào tự nói anh anh mới là nhà của tôi. Không, Anelina, cô có nhà, hơn nữa cô còn có người thân. Tiêu Phàm nói rất khẳng định. Không, đã không còn rồi, tôi có hỏi thăm qua, bọn họ đã sớm chết trong một trận hỏa hoạn rồi. Cha tôi, mẹ tôi, anh của tôi, đều đã chết, bọn họ không thể nhìn thấy tôi nữa rồi. Aneline tinh thần buồn bã chán nản, nước mắt từng giọt từng giọt từ hốc mắt đo đỏ của cô chảy xuống dưới, bộ dạng muốn bao nhiêu đáng thương thì có từng ấy đáng thương. Anelina, có lẽ tin tức mà cô nghe được không chính xác, ta có thể khẳng định, mẹ của cô còn sống, khẳng định trăm phần trăm. Anelina lập tức mở to hai mắt, chăm chú nhìn hắn, hoàn toàn khó hiểu. Tiêu, anh đã đến quê hương của tôi sao? Làm sao anh biết mẹ của tôi còn sống? Tiêu phàm cười cười, chiều mến sờ sờ gương mặt xinh đẹp của cô, nói. Tôi không cần đến quê hương của cô, cũng có thể biết, mẹ cô còn sống, hơn nữa bà ấy sống rất tốt, là một người cực kỳ có quyền thế. Làm sao anh lại biết, điều đó, điều đó không thể nào. Anelina nhẹ nhàng lắc đầu, bất kể cô thích tiêu phàm tín nhiệm tiêu phàm nhưng lời nói thuần túy là phỏng đoán như vậy cô vẫn không thể nào tin tưởng hoàn toàn không có căn cứ tiêu phàm không đáp đưa tay vén mái tóc dài màu vàng kim của cô lên cẩn thận nhìn tướng mạo của anelina lại bóp nhẹ một chút vành tai dày của anelina lại cầm lấy tay cô nắm thành quả đấm nghiêm túc nhìn đuôi vân của đường tình cảm lần nữa nghiệm chứng lại suy diễn của chính mình bất kể là người phương đông hay là người phương tây cũng mặc kệ là loại người nào, suy diễn trong tướng học mệnh đều là đồng nhất cả. Anelina góc mặt đầy đặn, độ cao của hai hàng lông mày có chút sai biệt, phải cao trái thấp, khôn cung trói chặt, không gì phá nổi. Khắp nơi đều biểu hiện ra, mẹ của cô chẳng những khỏe mạnh, hơn nữa tương lai sẽ tương đối trường thọ. Theo tướng tay nhìn sang, đuôi vân đường tình cảm phía bên phải hoa văn cực kỳ sâu sắc, hơi hơi nhếch lên, đây là dấu hiệu rõ ràng mẹ cô tay nắm quyền to, phú quý song toàn, Bất kể Anelina lúc trước hỏi thăm được tin tức từ đâu mà đến, trong tướng biểu hiện rất rõ ràng, tuyệt đối không sai được. Anelina, có tin tôi không? Tiêu phàm mỉm cười hỏi. Ừ, Anelina đùng sức gật đầu. Được, vậy cô đi tắm một cái, rồi ngủ một giấc thật tốt. Qua mấy ngày, tôi sắp xếp người đưa cô về nhà. Cô yên tâm, đại tỷ và những người khác, cam đoan sẽ không tiếp tục uy hát yêu ta ép cô. Cô có thể quên đi hết thảy quá khứ, bắt đầu lại từ đầu. Tương lai của cô tràn đầy ánh sáng, cô sẽ sống rất hạnh phúc, ánh mắt của tiêu phàm hết sức kiên định. Hắn đã sớm bói một quẻ cho Anelina, quẻ tượng rõ ràng biểu hiện, vận may của Anelina lập tức đến, có quý nhân tương trợ. Vị quý nhân này, dường như chính là ứng trên người tiêu phàm. Tôi không trở về nhà. Anelina bỗng nhiên sống chết lắc đầu, lại một lần nữa gắt gao ôm hắn, dán vào lồng ngực của hắn, lời nói vô cùng kiên định. Tôi muốn ở lại bên anh, Mặc kệ anh chán ghét tôi đến cỡ nào, tôi đều phải ở lại bên cạnh anh, tôi nơi nào cũng đều không đi, tôi không trở về nhà, tôi không có nhà." Anelina lại khóc thút thít, có chút nói năng lộn xộn. Tiêu Phàm vỗ nhẹ nhẹ đầu nhỏ của cô, cười nói: "Tôi làm sao lại chán ghét cô chứ? Anh không ghét tôi, thế, thế anh vì sao không cần tôi? Tôi biết, tôi không xấu, anh chính là chán ghét tôi, cảm thấy tôi là một cô gái hư hỏng, tôi là bị bắt buộc." tôi cho tới bây giờ cũng chưa từng nghĩ tới muốn hại anh, Anelina không ngừng lắc đầu, thân mình mềm mại ở trong lòng ngực hắn không ngừng vặn vẹo, bờ mông mềm mại mà cực kỳ co giãn, mãnh liệt ma sát vào bộ vị nhạy cảm của tiêu phàm. Tiêu phàm cười khổ, nhẹ nhàng hít một hơi, điềm tĩnh lại tinh thần của mình. Anelina, không phải như vậy đâu, tôi không ghét cô, cho tới bây giờ tôi đều không cho rằng cô là một cô gái hư hỏng, nhưng giữa thích và tình yêu nam nữ là hai việc khác nhau tôi không thể làm thương tổn cô, cũng không muốn thương tổn cô, cô hiểu không? Không, không, tôi không muốn nghe cái này, tôi chính là thích anh, chính là yêu anh, tôi muốn làm người phụ nữ của anh. Anelina ngoan cường lắc đầu, bỗng nhiên mạnh đứng thẳng người dậy, đôi môi kiều diễm đỏ mỏng rung động, hôn lên đôi môi của tiêu phàm, nước mắt nóng bỏng, giọt nước mắt to như chân châu từ trong đôi mắt đầy quyến rũ của cô chảy xuống, bộ ngực đầy đặn mềm mại, gắt gao ép chặt trên ngực tiêu phàm, hơi thở hồn hển của cô không ngừng phập phồng, một lần lại một lần trêu chọc bản quyền vọ Ig nguyên thủy nhất của tiêu phàm. Tiêu phàm không có đẩy ra, dịu dàng hôn đôi môi cô, đưa tay đến huyệt vị ở trên lưng cô nhẹ nhàng điểm một cái. Suy nghĩ của Anelina dần dần trở nên mơ hồ. chương 189, Hoa viên không chung. Một chiếc Mercedes Benz đen bóng, chậm rãi dừng ở trước cửa đại sảnh tòa nhà trung thiên. Dưới ánh mặt trời gay gắt của tháng đầu xuân, Tòa nhà Trung Thiên giống như một thanh kiếm sắc, đâm thẳng lên trời, bức tường thủy tinh màu lam, dưới ánh mặt trời chiếu sáng rạng rỡ, lóng lánh như hào quang mộng ảo. Tòa nhà Trung Thiên là kiến trúc tiêu chuẩn của vùng này. Tổng cộng cao 49 tầng, cao hơn tất cả các công trình kiến trúc xung quanh, thậm chí so với khách sạn Trung Thiên cách vài dặm còn cao hơn 13 tầng. Khách sạn Trung Thiên và tòa nhà Trung Thiên đều là một phần của cùng một tập đoàn, tập đoàn Trung Thiên là công ty con trực thuộc tập đoàn cơ thị Tuy nhiên cấu thành cổ phần của tập đoàn Trung Thiên cực kỳ phức tạp, tập đoàn Cơ Thị là công ty mẹ, chỉ chiếm không đến 35% cổ phần. Rất nhiều cổ đông khác của tập đoàn Trung Thiên, thân phận tương đối thần bí, thậm chí thời điểm mời dự họp đại hội cổ đông đều là cắt cử đại biểu đến tham gia. Mercedes Benz vừa mới dừng hẳn, thân mặc lễ phục, bảo an trẻ tuổi tinh thần hưng phấn lập tức bước đến, mở cửa xe ra. Tòa nhà Trung Thiên không phải là khách sạn, là văn phòng làm việc công ty ở trong cao ốc này làm việc, ít nhất là trên 100 cái. Tuyệt không phải là bất luận loại xe nào đến, bảo an trước cửa đều đi lên đón tiếp. Nhưng chiếc xe Mercedes-Benz không giống vậy, tất cả bảo an và nữ lễ tân của tòa nhà Trung Thiên đều biết chủ nhân của nó là ai. Cửa xe mở ra, một đôi chân mang tất lụa thon dài thẳng tắp đưa ra ngoài cửa xe, cơ khinh xa một thân áo đen đi xuống xe, ở trước cửa xe dừng chân trong chốc lát, bộ ngực cao ngất, vòng cổ chân châu màu vàng nhạt, lóng lánh ánh hào quang dịu dàng bất kể ở nơi nào bất kể vào lúc nào cơ khinh sa vĩnh viễn đều là cao nhã tinh tế như vậy thướt tha mê người chào cơ tổng bảo an liên tục cúi người chào bà chủ lớn nơi làm việc của chi nhánh công ty ở thủ đô của tập đoàn cơ thị nằm trong tòa nhà trung thiên cơ khinh sa mỉm cười gật đầu xem như đáp lễ ngọc quan âm danh chấn kinh yến trước mặt các nhân viên cấp thấp nhất chưa bao giờ làm bộ làm tịch bày ra thế ông chủ lớn. Cô càng bình dị gần gũi, nhân viên công ty lại càng kính yêu cô. Phạm Nhạc bước nhanh đến phía trước, đưa chìa khóa xe trong tay giao cho Bảo An. Bảo An sẽ tự động đem xe lái đến bãi đỗ xe. Dưới sự bồi cùng của Phạm Nhạc, cơ khinh xa vào thang máy, trực tiếp lên tầng 48. Toàn bộ tầng 49, chỉ có một đơn vị làm việc, chính là văn phòng của Chủ tịch Hội đồng Quản trị cơ khinh xa. Trên thực tế, Văn phòng chủ tịch hội đồng quản trị chỉ chiếm một không gian rất nhỏ, kề sát văn phòng làm việc, là một cái hoa viên không chung thật lớn. Mỗi khi thời tiết đẹp, thời điểm tầm nhìn tốt, cơ khinh xa đều thích ngồi ở trong hoa viên không chung, pha một bình chè xanh, hai đĩa quả hạch, chậm rãi trôi qua một buổi sáng hoặc là một buổi chiều. Thang máy ở đại sảnh chỉ có thể lên tới tầng 48. Muốn lên tầng 49, nhất định phải đi bộ. Ở đầu cầu thang thông lên tầng cao nhất, có bảo an đứng gác, không phải khách nhân đã hẹn trước, ai cũng không thể đi lên quấy giày cơ tổng. Cho dù người lớn tới đâu đi chăng nữa, cho dù là chủ tịch thành phố đến đây, không có hẹn trước đều không thể đi lên tầng cao nhất. Nơi này bảo an và những nhân viên làm công tác thư ký khác, chỉ phụ trách một mình cơ tổng. Cơ khinh xa và phạm nhạc lên đến tầng cao nhất, một nhân viên văn phòng xinh đẹp mặc bộ váy màu lam nhạt đi theo phía sau. Cô là thư ký chuyên trách của cơ khinh xa ở công ty con tại thủ đô, mỗi nhân viên công tác ở bên người cơ khinh xa đều đã trải qua chọn lựa tỉ mỉ nữ sinh đẹp đoan trang nam đẹp trai phong độ người không đẹp đồng loạt không cần cơ khinh xa thích hết thảy đều tốt đẹp sự vật cảnh đẹp ý vui vậy sẽ khiến cho cô ấy tâm tình vui vẻ văn phòng chủ tịch hội đồng quản trị sáng sủa sạch sẽ không nhiễm một hạt bụi cơ khinh xa hàng năm ở trong này làm việc thời gian cũng không nhiều nhưng văn phòng này vĩnh viễn đều được thu dọn sạch sẽ gọn gàng ngăn nắp Cơ khinh xa không có đi đến sau cái bản giám đốc thật lớn ngồi vào chiếc ghế giám đốc cũng đồng dạng thật lớn kia, mà là mở ra cánh cửa thủy tinh thông giữa văn phòng và hoa viên không chung, một cỗ hương hoa tươi mát xông vào mũi. Cái hoa viên không chung cực lớn y thật ra là đóng kín toàn bộ. Toàn bộ kết cấu bằng thép, cộng thêm thủy tinh không màu trong suốt thật dày, cách ly hoa viên với không gian bên ngoài. Thấy rằng thủ đô thời tiết sương mù, có vẻ càng ngày càng nghiêm trọng, nếu không đóng kín lại toàn bộ nhiều lúc hoa viên không chung đều không thể đợi. Lại nói hoa cỏ thực vật trong hoa viên, cũng cần một không gian ấm áp mới có thể bảo đảm bốn mùa đều xanh, hoa nở kiều diễm. Đương nhiên, cửa sổ thủy tinh cũng có một bộ phận là có thể di động. Thời điểm thời tiết tốt, có thể mở ra để thông gió thoáng khí. Cơ khinh xa khoan thai đi vào thảm cỏ xanh mượt của hoa viên không chung. Cơ tổng, hôm nay Nhật Trình An bài là như này, 9 giờ sáng, cũng chính là 20 phút sau, cần triệu tập cuộc họp với người phụ trách các phòng trong công ty con, kế tiếp, phải thảo luận hợp đồng đầu tư ở thôn Hồng Sơn tỉnh Giang Hán của công ty, thư ký đi theo phía sau cơ khinh xa, thấp giọng báo cáo. Cơ khinh xa nhẹ nhàng giơ tay, cắt đứt báo cáo của thư ký, nói. Tiểu Lý, đem hợp đồng đầu tư thôn Hồng Sơn lưu lại, những thứ khác không cần hồi báo, tất cả công tác sáng hôm nay tôi không tham gia, do Phạm Tổng thay tôi chủ trì. Thư ký thoáng sửng sốt, lập tức kính cẩn mà đáp nói. Vâng, cơ tổng, đây là hợp đồng đầu tư thôn Hồng Sơn. Nói xong, đem một phần tư liệu thật dày nhẹ nhàng đặt tại một góc trên bàn trà hình tròn, lập tức chuyển hướng sang Phạm Nhạc, chờ y chỉ thị. Phạm Nhạc không chỉ là vệ sĩ bên người của cơ khinh xa, còn đảm nhiệm chức vụ là thành viên hội đồng quản trị kiêm phó tổng giám đốc cấp cao của tập đoàn cơ thị. Cơ khinh xa và loại người cổ quái như Phạm Nhạc kết hợp, cực kỳ hiếm thấy, ít nhất theo hiểu biết của thư ký trước mắt trên đất kinh yến còn không có công ty lớn nào có loại tổ hợp như vậy quan hệ của cơ khinh sa và phạm nhạc là một bí ẩn vĩnh hằng trước kia là vậy bây giờ cũng vậy có thể đoán được trong tương lai sẽ vẫn là bí mật mà tất cả nhân viên trong tập đoàn cơ thị thích phỏng đoán nhất phỏng đoán quan hệ giữa hai người bọn họ gần như thành thú vui lớn nhất của một số ít nhân viên phạm nhạc ở trong tập đoàn cơ thị không có phân công rõ ràng nào nhưng mỗi quản lý cao cấp của tập đoàn cơ thị đều rất rõ ràng phạm nhạc hoàn toàn có thể đại biểu cơ khinh xa chỉ cần là phạm tổng quyết định sau đó cơ tổng chưa bao giờ xem lại phạm nhạc là cái bóng của cơ khinh xa tiểu lý phạm nhạc gọi thư ký một tiếng bước nhanh về phía phòng làm việc bên ngoài thư ký vội vàng theo sát tình hình tương tự cô cũng đã từng trải qua không cần hỏi nhiều dựa theo ý cơ tổng cùng phạm tổng làm việc là được rồi cơ tổng tuyệt đối sẽ không trách cứ sự vô lễ của cô. Rất nhanh, hoa viên không trung to lớn, thậm chí là toàn bộ tầng 49 cũng chỉ còn lại một người là cơ khinh xa. Làm, nhân vật số 2, trong tập đoàn cơ thị, Phạm Nhạc không có phòng làm việc của mình ở tòa nhà Trung Thiên, thậm chí ở tại tổng bộ của tập đoàn cơ thị, y cũng không có phòng làm việc riêng của mình. Y luôn ở bên cạnh cơ khinh xa, an bài cho y một văn phòng đơn độc, thuần túy là lãng phí. Rất ít thời điểm, nếu y đại biểu cơ khinh xa tới công ty xử lý sự vụ, sẽ trực tiếp sử dụng phòng làm việc của cơ khinh xa. Cơ khinh xa không có vội vã lật xem phần hợp đồng đầu tư kia, mà là cởi giày cao gót, cứ như vậy chân trần dẫm trên thảm cỏ mềm mại, chậm rãi đi đến một góc hoa viên, mở ra cửa sổ thủy tinh, một cơn gió mát nhẹ nhàng rót vào, đem một lọn tóc đen rủ xuống bên tai cô thổi bay phất phới. Cơ khinh xa mở ra cái bóp nhỏ mang theo bên mình, lấy ra thuốc lá dành cho nữ, đưa đến bên miệng, vừa mới chuẩn bị đánh lửa dường như nhớ ra cái gì đó lại đem bật lửa và thuốc lá đều cất vào đón lấy ánh mặt trời hít một hơi thật sâu bộ ngực đầy đặn càng thêm cao ngất cơ khinh sa ở trước hàng rào bảo vệ đứng một hồi mới chậm rãi trở lại ngồi dưới cái rù che nắng tự mình pha một bình trà lúc này mới cầm lấy phần hợp đồng đầu tư kia chậm rãi lật xem cũng tại thời khắc này tiếng chuông điện thoại di động dễ nghe lại vang lên cơ khinh sa cầm lấy di động vừa xem khóe miệng hơi nhếch hiện lên một nụ cười quyến rũ. Mặc kệ là có người hay không, nụ cười của cơ khinh xa vĩnh viễn là mềm mại quyến rũ như vậy, làm người ta mê say. Nhất thiếu, chào buổi sáng. Cơ khinh xa dùng giọng nói hơi khàn khàn lại kiều mị tận xương của riêng cô chào hỏi tiêu phàm ở bên kia điện thoại. Cơ tổng, cô hiện giờ đang ở thủ đô sao? Tiêu phàm mỉm cười hỏi. Đúng vậy, nhất thiếu tìm tôi sao? Phải, nếu cơ tổng hiện tại có thời gian, tôi muốn gặp cơ tổng. Cơ khinh xa nhẹ nhàng cười, nói. Nhất thiếu tìm tôi, tôi lúc nào cũng có thời gian. Vị trí hiện tại tôi là ở tòa nhà Trung Thiên, tầng 49, cung nghinh nhất thiếu đại giá Quang Lâm. Được, xin cơ tổng chờ một chút, tôi lập tức tới. Ừ, tôi chờ anh. Giọng nói của cơ khinh xa càng thêm kiều mỹ nhu mì, đối với người không hiểu biết về cô ấy, có lẽ chỉ cần vừa nghe đến giọng nói kiều mỹ như vậy, chỉ sợ sẽ mất hồn mất vía suy nghĩ vớ vẩn rồi tắt điện thoại của tiêu phàm cơ khinh sa đem hợp đồng buông xuống nâng chén trà lên thân mình khẽ dựa vào sau nâng chân trái thon dài lên đặt ở trên đùi phải chậm rãi thưởng thức một ngụm nước trà trong đôi mắt xinh đẹp hiện lên ánh sáng lóng lánh ai cũng không biết cô giờ phút này suy nghĩ cái gì ước chừng sau nửa giờ tiêu phàm xuất hiện tại tầng cao nhất tòa nhà trung thiên không ai đi cùng đến tân lâm cũng không ở bên cạnh hắn Cơ khinh xa vừa mới phân phó bảo an dưới lầu, tiêu tiên sinh có thể trực tiếp lên tầng cao nhất, không cần bất cứ kẻ nào đi cùng. Tiêu phàm cố ý đến tìm cô, có chút ngoài dữ liệu của cơ khinh xa, phỏng chừng có chuyện trọng yếu muốn cùng cô nói chuyện, tự nhiên sẽ không hy vọng có người khác nghe. Nhất thiếu, hoan nghênh. Cơ khinh xa mỉm cười đứng dậy đón chào. Cô đã đi giày cao gót vào, giữa cô và tiêu phàm vẫn chưa đạt tới mức độ tùy ý như vậy. Nghiêm chỉnh mà nói, Cô và Tiêu Phàm vẫn không thể tính là bạn bè, về sau có thể trở thành bạn bè hay không, còn phải chờ xem. Tiêu Phàm xuyên qua văn phòng chủ tịch hội đồng quản trị, đi vào hoa viên không chung, đánh giá bốn phía, cười nói: "Cơ tổng, chỗ tốt, ở trong đô thì toàn sắt thép xi măng, tạo ra một thế ngoại đào nguyên như vậy, cơ tổng thật có nhã hưng a." À. Nhìn ra được lời tán thưởng của Tiêu Phàm là xuất phát từ nội tâm, hắn quả thật không ngờ tới. Cơ Khinh Sa làm việc ở hoa viên không chung lớn như thế. Trong hoàn cảnh như vậy, bất kể là sinh hoạt hay làm việc, đều sẽ làm người ta cảm thấy vô cùng vui vẻ. Cơ Khinh Sa là một nữ nhân rất biết cách hưởng thụ cuộc sống. Văn phòng Chủ tịch Hội đồng quản trị của cô là một căn phòng hoàn chỉnh đầy đủ, có phòng bếp nhỏ, chỉ cần bản thân Cơ Khinh Sa có hứng thú, hoàn toàn có thể ở trong này tự chuẩn bị bữa tối dưới ánh nến, nằm ngủ dưới bầu trời đầy sao chương 190, thiên thủ ngọc quan âm, đoạt mệnh yên chi hồng tôi là phụ nữ, phụ nữ nên phải tốt với bản thân mình một chút. Cơ khinh xa cười nhạt, nhẹ nhàng nói, khẽ thở dài một tiếng. Cảnh xuân tươi đẹp trôi qua bình dị, hồng nhan dễ phai. Từ sau trận đấu cầu gặp gỡ tiêu phàm, người phụ nữ mạnh mẽ có tiếng nhất đất kinh yến này chưa thể hiện vẻ cứng rắn của mình trước mặt tiêu phàm, mỗi lần gặp tiêu phàm đều quyến rũ nhu mì, rất nữ tính. Vốn mạnh mẽ, cứng rắn của cơ khinh xa không biểu lộ ra bên ngoài. Và cũng giống như sự kiêu hãnh của tiêu phàm, sự mạnh mẽ, cứng rắn của cơ khinh xa ẩn sâu thẳm trong nội tâm, không lỗ máng, cộc cằn, đi đâu cũng có uy. Đây mới thực sự là mạnh mẽ, cứng rắn. Tiêu phàm dường như vô tình ánh mắt dừng lại vài giây nhìn vào khuôn mặt của cơ khinh xa, theo góc độ lễ nghi xã giao mà nói, tiêu phàm đây đã là bày tỏ sự tôn trọng của mình đối với cơ khinh xa. Cơ khinh xa biết rằng tiêu phàm vì sao lại nhìn cô như vậy. Đây là thói quen nghề nghiệp của thầy tướng. Cơ khinh xa chỉ là có chút tò mò, không ngờ con cháu dòng chính thống trong nhà lão tiêu lại mọc lên một vị đại tướng sư. Hiếm khi nhất thiếu hạ cố đến chơi, mời ngồi bên này. Cơ khinh xa mỉm cười, đưa tay mời khách. Tiêu phàm gật đầu cười, bước chậm qua, ngồi xuống trong cái ô che nắng. Cơ khinh xa tự tay rót trà thơm mời. Cảm ơn, Tiêu phàm khom người cảm ơn, ánh mắt nhìn lướt qua bản hợp đồng đầu tư trên mặt bàn, ba chữ, hồng sơn thôn, trên phong bì rất bắt mắt, tiêu phàm hơi nhíu hai hàng lông mày lên. Cơ khinh xa cười nói, nhất thiếu, trước đó không lâu tôi cử người đi thôn hồng sơn một chuyến, dự định muốn đầu tư làm khu du lịch ở đó. Giọng điệu hiều hòa tự nhiên, ý làm ra vẻ không có nửa chút tranh công. Đệ đệ của tiêu phàm tiêu thiên vừa mới đi thôn Hồng Sơn làm bí thư chi bộ không lâu, cơ khinh xa liền cử người đi thôn Hồng Sơn khảo sát dự án, chuẩn bị làm khu du lịch, ý đó không nói cũng hiểu. Thôn Hồng Sơn là một nơi tốt, phong cảnh núi non sông nước tuyệt đẹp, uy danh của nhà lão tiêu lại lớn, muốn làm khu du lịch đặc sắc là ớt có triển vọng. Đoàn chuyên gia đã phân tích rằng, đầu tư 20 triệu, nếu quản lý đúng cách, khoảng 5 năm có thể thu hồi phí tổn. Nếu may mắn hơn chút nữa, hoặc có thể thu hồi phí tổn trước, kế tiếp thì là lợi nhuận thuần rồi. Tôi là người làm ăn, thích tính toán chi ly, đã khiến nhất thiếu chê cười rồi. Cơ khinh xa tiếp tục nhẹ nhàng nói, một bộ dạng giải quyết việc chung, ngoại trừ nói đến lão gia tử gia, căn bản không nói tới tên của tiêu thiên. Nghe ra, điều này hoàn toàn là một hoạt động kinh doanh thuần phí, không có trộn lẫn bất kỳ công danh lợi lộc. Tiêu thiên vừa mới nhậm chức bí thư tri bộ thôn, lập tức đã có người đầu tư 20 triệu, đây là thành tích khó lường, có tác dụng vô cùng tích cực đối với việc tiêu thiên nhanh chóng đứng vững gót chân ở thôn Hồng Sơn, mở rộng cục diện. Đến từ hội con ông cháu cha tấm biển lớn của thủ đô, cháu ruột lão tiêu ra quả thực không tầm thường. Không thể không nói cơ khinh xa tài giỏi, nước cờ hay, nhanh. Cô ta thể hiện rõ ràng thiện ý với ngươi, ngươi còn không thể cự tuyệt. Hai cháu ruột của lão tiêu ra, một người xuất giá, cự tuyệt con đường làm quan, người còn lại thuộc hội con ông cháu cha, thật vất vả mới đi lên chính đồ, sao lại không muốn toàn lực ứng phó gây dựng cơ nghiệp chứ? tặng quà cũng phải chú ý cần có kỹ xảo đấy biết rõ người ta muốn gì sau đó tặng đại lễ vượt xa ngoài dự kiến của người ta ân tình này không nhận cũng phải nhận cơ khinh xa có thể quật khởi trong thời gian ngắn danh chấn kinh yến gây dựng tập đoàn kinh doanh cơ thị thành công ty lớn hạng nhất hoàn toàn không phải dựa vào vận may mà dựa vào thực lực thực lực tổng hợp bản thân cơ khinh xa lại là bảo hộ lớn nhất của loại thực lực tổng hợp này tiêu phàm mỉm cười nói Cơ tổng có ý, tôi nhận thay đệ đệ của tôi. Tôi thì có chút lo lắng, nó quá thuận lợi, sẽ không hay. Sau này gặp phải gian khổ thật sự, sợ ứng phó không được. Cơ khinh xa thản nhiên cười, ánh mắt mê hoặc, đi một vòng dịu dàng quyến rũ trên mặt tiêu phàm, khẽ hé đôi môi đỏ mộng, nói. Nhất thiếu, trước mặt người thật không nói láo, lời này của anh có chút nghĩ một đằng nói một nẻo nhỉ. Tiêu phàm liền cười, nâng chén trà lên uống. Trà ngon, Cơ khinh xa nói. Nhất thiếu, tôi không tin anh chưa từng suy đoán qua tướng mệnh của nhị thiếu gia. Tiêu nhị thiếu gia mệnh cách vô cùng cao quý, gần như đều khắc trên mặt. Có mệnh cách như vậy, bất kể gian khổ gì, cũng không sợ. Tiêu phàm chậm rãi đặt chén trà xuống, khẽ lắc đầu nói. Cơ tổng cũng là người đồng đạo, tôi cũng không già mồm cãi láo. Mệnh cách của tiêu thiên mặc dù vô cùng cao quý, nhưng bất kể tướng mệnh của ai, cũng không phải đã hình thành thì không thay đổi giang hồ hiểm ác, con đường làm quan gập ghềnh, ai có thể trăm phần trăm cam đoan cả đời đều thuận buồm xuôi gió. Cơ khinh xa khẽ vuốt cằm. Nói thì nói như thế, đây chẳng phải còn có nhất thiếu bảo vệ hộ tống cho lệnh đệ sao. Nhị thiếu ra đã là mệnh đại quý, tự nhiên sẽ không ít may mắn. Nhất thiếu là chỗ dựa vững chắc hữu lực mạnh mẽ nhất của lệnh đệ. Cơ khinh xa mặc dù thông thạo thuật pháp, nhưng không có cách nào nhìn ra một chút đầu mối trên người tiêu phàm cô từng thử suy đoán tướng mệnh cho tiêu phàm, lại phát hiện ra là hoàn toàn phí công. Từ tướng mạo nhìn lên, tiêu phàm vô cùng bình thường, có thể nói là người vô tướng. Cái gọi là người vô tướng cũng là một thuật ngữ trên tướng Pháp. Không phải là vô tướng thật, mà là tướng mệnh hết sức bình thường, cực kỳ bình thường, không có chút kỳ lạ chỗ nào. Nếu đổi lại một người khác lộ ra tướng mạo như vậy, cơ khinh xa chắc chắn sẽ không bày tỏ bất kỳ sự hứng thú nào. Trên thế giới này, đại đa số đều là người vô tướng, soàng xĩnh tầm thường suốt đời. Chỉ có rất ít người mới có tướng mệnh đặc biệt. Nhưng trên người tiêu phàm hiển hiện ra loại, vô tướng, này, cơ khinh xa hoàn toàn không thể tin. Đều không phải bởi vì tiêu phàm là con cháu lão tiêu gia, cho dù là con cháu hảo môn thế gia, người tầm thường cũng đã chiếm tuyệt đại đa số. Cơ khinh xa không tin cái sự suy diễn kết quả nào là vì tiêu phàm thể hiện tài năng của mình thật sự không tầm thường tí nào một con cháu nhà quyền quý bậc nhất như thế nếu như nói cả đời này đều sẽ sống một cuộc sống tầm thường cơ khinh xa cảm thấy rất không bình thường về tình về lý đều không đúng vậy cũng có thể chứng minh tướng mệnh thật của tiêu phàm bị lực thiên cơ che đậy lên rồi cô nhìn không ra từ đó có thể biết tiêu phàm tu vi thuật pháp cao cao hơn cô rất nhiều về phần trình độ thuật pháp của tiêu phàm rốt cuộc cao thâm đến mức nào cũng không phải cơ khinh xa có khả năng suy đoán sâu không lường được. Đây là cơ khinh xa kết luận cho tiêu phàm trong suy nghĩ. Tiêu phàm khẽ mỉm cười, hiển nhiên không muốn đi sâu vào nghiên cứu thảo luận cái đề tài này, nâng tách trà lên chậm rãi thưởng thức, trầm ngâm nói. Cơ tổng, cô có tin tức của Uyển thiên thiên không? Cơ khinh xa cảm thấy kinh ngạc, thế nào, nhất thiếu hôm nay đến là vì thiên thiên ư? Đúng vậy, trước đó không lâu thiên thiên cô nương nói với tôi, cô ấy phát hiện một ngôi mộ cổ đời Hán, khả năng có liên quan với Mạn Thiến tiên sinh, hỏi tôi có hứng đi xem thử hay không. Tôi lúc đó khuyên cô ấy, cô ấy phản đối. Mấy ngày nay tôi không thể liên lạc với cô ấy. Hơi lo lắng, Tiêu Phàm Thành thật nói. Hắn đã từng gọi điện thoại di động của Uyển Thiên Thiên, không có kết nối. Cũng tìm Lưu Mặc hỏi qua, Lưu Mặc cũng không rõ hành tung của Uyển Thiên Thiên, toàn bộ mấy nhân vật quan trọng trong Yên Chi xã đều liên lạc không được nghĩ rằng cơ khinh Sa và uyển thiên thiên là khuê mật, dường như quan hệ vô cùng thân thiết, tiêu phàm bèn tự mình đến nhà hỏi thăm. Cơ khinh xa khóe miệng mỉm cười nói. Nhất thiếu đối với cô gái nhỏ này vẫn thật quan tâm, yên tâm đi, nhất thiếu, uyển thiên thiên không phải gà mờ. Yên si xã làm nghề này, phe phái lâu đời nhất nước, ít nhất cũng nằm từ top 3 trở đi. Cho tới bây giờ cô ấy vẫn chưa từng lỡ tay. Cơ khinh xa, an ủi, cũng không có tác dụng tiêu phàm hai hàng lông mày nhíu lên thật chặt, nói. Cơ tổng, tôi lo lắng không phải cái này. Yên chi xã chưa từng lỡ tay, chưa chắc đã là chuyện tốt. Chính là bởi vì như thế, Uyển thiên thiên vô cùng tự tin, ai nói đều không nghe lọt. Nếu ngôi mộ cổ kia thật sự có liên quan với mạn thiến tiên sinh, như vậy, cô ấy sẽ vô cùng nguy hiểm. Sát khí trong cơ thể cô ấy nay đã tương đối nồng đậm. Sắc mặt cơ khinh xa lập tức cũng trở nên nghiêm trọng với tư cách là khuê mật của Uyển Thiên Thiên, Cơ Khinh Sa đương nhiên cũng có thể cảm nhận được âm sát khí động trong cơ thể Uyển Thiên Thiên. Thế nhưng dựa vào trình độ thuật pháp của Cơ Khinh Sa, cô tạm thời vẫn không thể phán đoán chính xác được loại âm khí này nguy hại đối với Uyển Thiên Thiên, càng không đề cập tới cách hóa giải. Bây giờ nghe Tiêu Phàm nói như vậy, lập tức liền ý thức được tính nghiêm trọng của vấn đề. Tiêu Phàm cũng không phải là người có tính cách tự dưng dựng chuyện, nói chuyện giật gân. Ngay cả hắn cũng nghiêm trọng như vậy, có thể thấy được tình huống của Uyển Thiên Thiên thật đã vô cùng không lạc quan. Nhất thiếu, mấy ngày nay tôi và Uyển Thiên Thiên cũng đã không có liên hệ. Giữa chúng tôi, cũng không liên hệ thường xuyên. Uyển Thiên Thiên tính tình kia, Nhất thiếu cũng biết đấy, không ở yên được. Cô ấy rất hiếu động, mơ hồ bất định. Như vậy đi, tôi sẽ liên hệ với cô ấy ngay tức khắc. Cơ khinh xa trịnh trọng nói. Được. Cơ khinh xa lập tức cầm lấy cái điện thoại nhỏ trên mặt bàn, ngay trước mặt tiêu phàm, bắt đầu bấm số. Nhưng kết quả cũng như dự đoán của tiêu phàm, bấm ba dãy số khác nhau liên tiếp đều không thể kết nối được. Quái lạ! Cơ khinh xa đẩy qua đẩy lại cái điện thoại di động, đôi lông mày đẹp kẻ đen bắt đầu nhíu lên. Ba dãy số đều không kết nối được, loại tình huống này trước kia chưa từng phát sinh. Cô và Uyển Thiên Thiên đã lưu lại số điện thoại khẩn cấp để liên hệ với nhau, cái số này giữ vô cùng, bí mật, rất ít người biết hai người giao ước với nhau nếu có tình huống phát sinh đặc biệt khẩn cấp, thì liên hệ số này, để trợ giúp đối phương bất cứ lúc nào có thể. Từ ý nghĩa nào đó mà nói, cơ khinh xa và uyển thiên thiên không phải khuê mật, mà cùng một loại quan hệ đồng minh. Một vị là Ngọc Quan Âm, danh chấn kinh yến, một vị là Yên Chi Hồng, tung hoành giang hồ, có thể giúp đỡ lẫn nhau, nói với nhau, đều là một bảo hộ mạnh mẽ hữu lực. Thiên thủ Ngọc Quan Âm, đoạt mệnh Yên Chi Hồng. Đây là lời bình của bằng hữu trên giang hồ đối với hai vị nữ đại hào nhất đằng phương Bắc. Từ 10 chữ ngắn ngủn cũng có thể nhìn ra Ngọc Quan Âm và Yên Chi Hồng có điểm khác biệt hết sức rõ ràng Ngọc Quan Âm mạnh vì gạo bạo vì thiền, Yên Chi Hồng thủ đoạn vô tình đáng sợ. Thần sắc của tiêu phàm càng thêm nghiêm trọng. Nhất thiếu, với khả năng của anh, cũng đoán không ra sao. Ngọc Quan Âm giống như rất tình cờ hỏi. Đoán không ra, đây chính là nguyên nhân tôi lo lắng nhất. Tiêu Phàm lắc đầu, chậm rãi nói, vẻ mặt vô cùng lo lắng. Audio điện tử võ tấn bền chương 191, đối thủ thực sự. Tiêu Phàm tự thừa nhận, khả năng suy tính của bản thân có chút vượt ra ngoài dữ liệu của cơ khinh xa. Cơ khinh xa cũng có chút cảm động, một sự lo lắng kiểu khác lặng lẽ giấy lên trong lòng cơ khinh xa. Bản thân cơ khinh xa cũng cảm thấy quái lạ, đã không biết bao lâu rồi, mình chưa bị ai khiến cho cảm động tới vậy thân sắc của tiêu phàm và giọng điệu đều rất tùy tâm, không có bất kỳ dáng vẻ cái cớm, thật giống như bằng hữu chân chính đang nói chuyện phiếm. Tiêu phàm thừa nhận chuyện, cơ mật, của mình một cách tự nhiên. Cơ khinh xa rất rõ ràng, việc cô ngầm phỏng đoán và tiêu phàm tự mình thừa nhận là hai việc khác nhau hoàn toàn. Người trước biểu hiện năng lực của cơ khinh xa, người sau lại đại biểu cho sự thẳng thắn thành khẩn của tiêu phàm hành sự đoan chính, đại khí lớn. Phong độ của kẻ cực mạnh rộ ra bừng bừng, nhất thiếu, việc này hãy để tôi đi hỏi thăm, cũng không nhất định là xảy ra ngoài ý muốn. Đôi khi cô gái nhỏ này ưa thích náo nhiệt, có lẽ là cố ý trêu chọc chúng ta đấy. Cơ khinh xa ôn nhu nói. Song cơ khinh xa cũng biết, đây là an ủi rất gượng ép của bản thân. Di động tắt máy, liên lạc không được, vẫn có thể nói là Uyển Thiên Thiên đang tìm cách chọc ghẹo mọi người, nhưng tiêu phàm suy đoán không được bất kỳ manh mối nào của Uyển Thiên Thiên, đây cũng không phải Uyển Thiên Thiên tự mình làm được. Trừ Phi Uyển Thiên Thiên cũng là một cao thủ thuật pháp, có thể che đậy thiên cơ. Nhưng mà căn cứ vào sự hiểu biết của Cơ Khinh Sa đối với Uyển Thiên Thiên, vị nữ ma đầu tung hoành giang hồ này, tuy lòng lang dạ sói, võ nghệ cao cường, nhưng về thuật pháp lại không thông thạo. Tiêu Phàm trầm ngâm một chút, cũng chỉ có thể gật đầu. Không thể đoán ra chỗ của Uyển Thiên Thiên, điện thoại cũng liên lạc không được, chỉ có thể dựa vào Cơ Khinh Sa dùng cách khác để đi tìm tung tích của Uyển Thiên Thiên dù sao cho tới bây giờ số lần giao tiếp giữa hắn và uyển thiên thiên cũng không nhiều bàn về mức độ quen thuộc lẫn nhau đương nhiên thua kém hơn cơ khinh xa có lẽ cơ khinh xa có biện pháp tìm được uyển thiên thiên vậy thì vất vả cơ tổng rồi tôi không làm phiền nhiều cáo từ tiêu phàm đứng dậy mỉm cười tạm biệt cơ khinh xa đứng dậy đưa tiến cười nhẹ một tiếng nói nhất thiếu thiên thiên nếu biết anh bận tâm đến cô ấy như vậy nhất định sẽ rất cảm động đấy Lời nói vô cùng, chính thức này, lại có vẻ như lộ ra chút mùi vị trêu chọc, thậm chí còn mang theo một chút ghen tị. Có lẽ loại ghen tị này không liên quan đến tình yêu nam nữ, chỉ là thiên tính của phụ nữ mà thôi. Không thể nghi ngờ, tiêu phàm hôm nay đặc biệt vì chuyện của Uyển Thiên Thiên mà đến tìm cô. Nhìn thấy một vị nam nhân nổi tiếng như thế quan tâm tới cô gái bên cạnh mình như vậy, cơ khinh xa trong lòng ít nhiều có chút ghen tị, cũng coi là điều hết sức bình thường như vậy cũng tốt so với thời học sinh có người đưa mảnh giấy nhỏ cho cô cô mở ra xem trong lòng hết sức thấp thỏm nhưng cái đó là chuyển cho cô bạn cùng bàn đấy tâm trạng trở nên vô cùng khó chịu này tôi thích người ngồi cùng bàn bạn không phải bạn đâu tiêu phàm cười cười cũng không giải thích nhiều có một số việc hàm ý không rõ ràng lắm càng tô càng đen cuống chi tiêu chân nhân thần võ anh minh quả thực không am hiểu về cách cư xử trong quan hệ với các cô gái nhất là cơ khinh xa và uyển thiên thiên là những cô gái vô cùng ưu tú, cực kỳ kiệt xuất như vậy. Cơ khinh xa đích thân tiến tiêu phàm đến đầu bậc thang. Cơ tổng, xin dừng bước. Lúc xuống cầu thang, tiêu phàm xoay người nho nhã lễ độ nói. Mặt khác, nhờ cơ tổng thay tôi hỏi thăm sức khỏe đến khách của cô. Khách, cơ khinh xa hơi ngây người, đôi lông mày lá liễu xinh đẹp khẽ nâng lên. Tiêu phàm nhẹ cười không nói gì nữa, xoay người đi xuống cầu thang. Cơ khinh xa trong bụng đầy khả nghi, cô càng không biết tiêu phàm vừa mới xoay người xuống lầu, sắc mặt liền trở nên cực kỳ nghiêm trọng, giữa ngón tay, hàn quang lúc ẩn lúc hiện, không ngờ đã cải sẵn ba con dao lá liễu. Giống như tình hình sắp bước vào trận chiến vậy, trên người tiêu phàm tuyệt không thấy nhiều. Cơ khinh xa chậm rãi trở lại văn phòng chủ tịch hội đồng quản trị, trong đầu thật sự vẫn suy nghĩ về cái câu không đầu không đuôi mà tiêu phàm vừa mới nói kia. Rốt cuộc là loại hàm ý nào? chẳng lẽ là nhắc nhở cô, ở nơi tầng cao nhất của tòa trung thiên, vào giờ phút này, ngoại trừ cô và tiêu phàm ra, còn có sự tồn tại của người thứ ba. Khả năng đó gần như không lớn. Nếu thực sự có một người như thế đang nhìn lén ở bên này, với khả năng của cơ khinh xa, làm sao mà không phát giác được chứ? Cho dù người này võ nghệ cao cường, giỏi về che giấu hành tung của mình, nhưng cái hoa viên không chung của tầng cao nhất nào lại không phải đơn giản như người bình thường nhìn thấy như vậy cơ khinh xa tự tay bày ra pháp trận phòng hộ ở trong này, dù là một cảnh vệ cũng không có, chỉ cần có người chưa từng được cô mời mà xuất hiện ở tầng 49 này, vào thời khắc đầu tiên cô hoàn toàn có thể nhận thấy được sự khác thường. Cơ khinh xa vừa mới một chân bước vào văn phòng chủ tịch hội đồng quản trị, lập tức lại thu về, đồng tử đột nhiên co lại, vang lên một tiếng, xong ba, nhẹ nhàng, năm ngón tay phải thon dài tinh xảo của cơ khinh xa đột nhiên dài ra một chút, mờ mờ ảo ảo lóng lánh có tiêm máu, một cái bóng lưng đang đứng im bên cạnh hòn non bộ trong hoa viên không trung hai tay chắp sau lưng đỉnh đầu khẽ nhếch, dường như đang thưởng thức bầu trời vô tận quang cảnh trời xanh không mây là anh cơ khinh xa khẽ kêu lên năm ngón tay phải chẳng những không phục hồi lại nguyên trạng hồng quang ở đầu ngón tay ngược lại trói mắt thêm thân mình điềm đạm hơi cong lại bày ra tư thế đề phòng trong đôi mắt phượng xinh đẹp đến nỗi lóe lên thật nhanh một chút hoảng sợ người đàn ông đang thưởng thức phong cảnh kia chậm rãi xoay người lại trên mặt nở nụ cười thản nhiên chính là diệp cô vũ ánh mắt của diệp cô vũ nhẹ nhàng nhìn qua tay phải của cơ khinh xa lập tức lắc đầu khóe miệng hiện lên một chút ý khinh thường cơ tổng xem ra cô đối với tôi từ đầu đến cuối đều không tin nhỉ diệp cô vũ mỉm cười nói cơ khinh xa năm ngón tay phải chậm rãi thu về nắm tay nhỏ trắng như tuyết ánh mắt ngay sau đó trở nên vô cùng điềm tĩnh khóe miệng nhếch lên, cũng hiện lên một chút châm chọc. Tôi nên tin tưởng anh sao? Diệp cô vũ thản nhiên nói. Chúng ta quen biết đến bây giờ, tôi có gây bất lợi cho cô không? Cơ khinh xa liền cười, trong tươi cười mang theo sự mỉa mai cực độ, hai mắt híp lại, thản nhiên nói. Diệp Phương, nếu phải nói không biết xấu hổ, anh được tính là một người như vậy. Lời nói này vô cùng không khách khí. Diệp cô vũ hai hàng lông mày hơi nhăn lại, ngồi xuống ghế, nơi ban đầu cơ khinh xa ngồi, nói. Cơ tổng, giữa tôi và cô vốn là giao dịch, lúc trước tôi cứu cô, bù bổ toàn bộ văn chương bị thất lạc cho hà lạc phái các cô. Nhưng chưa từng nói với cô, đó là trợ giúp không ràng buộc. Tôi làm bất cứ chuyện gì, mục đích tính chất đều vô cùng rõ ràng. vô tư kính dân, vui vẻ giúp người, không phải là phong cách làm việc của Diệp cô vũ tôi. Cơ khinh xa cười lạnh một tiếng, nói. Diệp Phương, chuyện tôi đồng ý với anh, cho tới bây giờ cũng chưa từng quên. Chuyện anh đã làm cho tôi, tôi sẽ càng không quên. Nếu là giao dịch, thì phải lợi dụng lẫn nhau, cần gì phải nói chuyện gì tín nhiệm hay không tín nhiệm chứ. Diệp cô vũ khẽ thở dài, trên mặt lộ vẻ cô đơn. Ở nơi cao không khỏi rét vì lạnh, khinh xa, tôi vốn cho là chúng ta có thể trở thành bạn bè đấy. Cô biết là tôi có rất ít bạn, mỗi một người bạn đối với tôi mà nói, đều vô cùng quý giá. Cơ khinh xa lãnh đạm nói. Rất xin lỗi, Diệp cô Vũ, anh trước kia động tay chân trên người của tôi, đã là chủ định. Chúng ta đời này không thể làm bằng hữu. tôi thừa hận anh rất hùng mạnh, cường đại đến gần như không thể đối kháng. Nhưng cái này cũng không chứng tỏ tôi quỷ gối trước anh. Anh có thể gờ yêu ta ít tôi, nhưng xin anh đừng khiến tôi ghê tởm. Ghê tởm. Diệp cô vũ ngẩn ra, lập tức cất tiếng cười, rất vang dội, không có chút hè rè nào nhưng lại nghe ra Diệp Cô Vũ giờ phút này trong lòng hoàn toàn không vui. Tơ khinh xa là đại mỹ nữ khó gặp, bất kể nam nhân nào bị mỹ nữ như vậy khinh bỉ, trong lòng đều rất không vui. Chớ nói chỉ đến Diệp Cô Vũ một người đàn ông mạnh mẽ, cứng đầu kiêu ngạo như vậy. Tơ khinh xa lạnh lùng nhìn y, từ đầu đến cuối đứng ở ngoài cửa phòng làm việc của Chủ tịch Hội đồng Quản trị, chưa hề bước vào một bước. Đối mặt với người đàn ông khôi ngô tuấn tú hơn người, khí phách trang nghiêm này, cơ khinh xa lòng đầy cảnh giác, tuyệt đối không được quá thân cận với anh ta. Nếu như nói, qua nhiều năm như vậy, trong cuộc đời của cơ khinh xa vẫn còn có một ác mộng, vậy thì ác mộng đó đó chính là Diệp Cô Vũ. Người đàn ông nào là một ma vương thật sự, mặc dù theo quan điểm thế tục để nhìn, anh ta đã trợ giúp rất nhiều cho cơ khinh xa, cho đến tận bây giờ, cũng không tạo bất cứ thương tổn nào cho cơ khinh xa. Cấm chế mà anh ta hạ trong thân thể của cơ khinh xa cũng chưa bao giờ phát tác, thậm chí cơ khinh xa cũng đã không cảm thấy sự tồn tại của cấm chế này. Nhưng trong lòng cơ khinh xa, y luôn là một ma vương. Là một ma vương không hơn không kém. Bao nhiêu lần cơ khinh xa giật mình tỉnh giấc trong mộng, mồ hôi đầm đìa. Được rồi, cơ tổng, một khi đã như vậy, chúng ta cũng chỉ là đàm phán giao dịch. Cơ khinh xa lạnh lùng nhìn y, đợi đoạn sau. Tôi hôm nay đến tìm cô vốn muốn cùng cô nói chuyện việc liên quan đến tiêu phàm, không ngờ cơ tổng và hắn có quan hệ rất tốt, có phần vượt quá dự liệu của tôi. Diệp cổ vũ cầm lấy phần hợp đồng đầu tư trên mặt bàn, tiện tay lật xem, thản nhiên nói, giọng nói hoàn toàn bình tĩnh, không gợn chút kinh sợ. Cơ khinh xa lập tức cảnh giác. Anh muốn tìm hiểu tiêu phàm ư, tại sao? Diệp cô vũ lạnh lùng nói. Cô không cần biết nguyên nhân, cô chỉ cần tiếp cận hắn là được rồi. Thực xin lỗi, tôi không rõ. Cô sẽ rõ, cô tiếp cận hắn, trăm phương ngàn kế tiếp cận hắn. Về phần dùng phương pháp gì khiến hắn chấp nhận cô, thì đó là chuyện của bản thân cô, tôi không can thiệp. Tôi nghĩ, chỉ cần hắn là nam nhân bình thường, hẳn là không có cách nào cự tuyệt cô. Diệp cô vũ liếc cô một cái, bỗng nhiên lại khẽ cười, nói. Tôi đang làm, nhưng không phải làm vì anh. Bắt đầu từ bây giờ, cô làm cho tôi. Diệp cô vũ thuận miệng nói, giọng điệu không thể nghi ngờ. Cơ khinh xa thản nhiên hỏi sau đó thì sao tiếp đó như thế nào đây cô chờ thông báo của tôi khi thời cơ chín mùi tôi sẽ nói cho cô biết nên làm như thế nào tôi chỉ cần cô làm một chuyện cho tôi đợi sau khi hoàn thành chuyện này sẽ hủy bỏ ước định giữa chúng ta tôi sẽ giải tất cả cấm chế mà tôi đã hạ trên người cô trả lại sự tự do thật sự cho cô cơ khinh xa bắt đầu trầm mặc diệp cô vũ cũng không thúc giục cô chỉ nhẹ nhàng bưng chén trà mà cơ khinh xa đã từng uống lên chậm rãi uống một hớp Cơ khinh xa bỗng nhiên khẽ cười, giơ tay vuốt vuốt đám tóc mai, thản nhiên nói. Diệp Phương, có lẽ anh không rõ ràng lắm, kỳ thật anh hoàn toàn không giống như bản thân anh tưởng tượng như vậy, vô địch thiên hạ. Tiêu phàm biết anh ở chỗ này của tôi, nhờ tôi thay mặt anh ta gửi lời hỏi thăm tới anh. Cặp mắt của Diệp cô vũ chợt hít một cái, bắn ra ánh nhìn kinh người. Diệp Phương, tôi không biết giữa anh và Tiêu phàm có ân oán gì, tôi chỉ biết là anh lúc này đụng phải đối thủ thực sự rồi. Cơ khinh xa thong thả nói, chương 192, ức hát yêu ta ép. Tiêu phàm vừa mới đi xuống tới đại sảnh tòa nhà trung thiên, di động liền vang lên. Một số lạ. Xin chào. Tiêu phàm, tên mỏ quả. Một lời chưa xong, trong điện thoại vang lên tiếng gào tức giận của một cô gái. Chính là Phương do Mỹ. Tiêu phàm không khỏi ngơ ngác, hơi ngơ ngẩn một chút. Từ nhỏ đến lớn, người khác đã đánh giá nhiều loại cho tiêu phàm, tuy nhiên chưa từng có ai mắng hắn là, mỏ quả, Phương Do Mỹ là người đầu tiên. Tuy nhiên tiêu phàm chỉ đờ đẫn trong chốc lát, Phương Do Mỹ bất chấp, làm ồn ở trong điện thoại, giọng nói của cô trong trẻo lanh lành, giống tiếng súng máy, đát đát đát, làm chấn động màng nhĩ tiêu phàm. Dù tiêu phàm nội công thâm hậu, thính lực khác người thường, nhưng trong khoảng thời gian ngắn cũng không nghe rõ là phía Phương Do Mỹ đang trách cứ điều gì. Anh lập tức tới gặp tôi ngay, ngay tức khắc. Phương do Mỹ kêu to trong điện thoại. Tiêu Phàm cười khổ, bị một cô bé ra lệnh, như thế chúng là lần đầu tiên. Nhưng Tiêu Phàm cũng không có ý định nói đạo lý với Phương Do Mỹ, bởi đó là điều vô ích. Bất kỳ một cô gái, nhất là các cô gái xinh đẹp, đặc biệt là tiểu cô nương xinh đẹp, học sinh nữ ở trường học lại càng không nói đến đạo lý. Trên thực tế, Tiêu Phàm đã hiểu được Phương Do Mỹ vì sao thét chói tai như vậy. Cô ở trường học đã chịu oan ức. Tất cả đều phải trách Tiêu Phàm, mỏ quả nếu không phải tiêu phàm bảo cô ấy cẩn thận, không nên cãi nhau với các bạn, cô làm sao phải chịu oan ức như vậy chứ? Bị mấy, nữ lưu manh, ức hát yêu ta ép. Anh rốt cuộc tới hay không? Tiểu cô nương hung tợn kêu lên, nghe trong tiếng gào thì cô nàng đang cố kìm chế để không khóc giống lên. Anh nếu như không đến, tôi sẽ mép gì, nói anh bắt nạt tôi. Đây mới là đòn sát thủ thực sự. Tiêu phàm tuyệt đối không dám mạo hiểm như vậy ai biết cô bé sẽ mép mẹ hắn như thế nào cái từ bắt nạt mà cô ta vừa nói cũng đủ ẩn ý rồi có vô số phương thức để lý giải tiêu chân nhân một đời lừng lấy cũng sẽ bị hủy hoại trong chốc lát bắt nạt người ta nhất là nữ sinh ở trường học đúng là cầm thú a à. danh tiếng xấu như vậy tiêu chân nhân bất kể như thế nào cũng không dám gánh chẳng những hắn một đời lừng lấy sẽ bị hủy thành một đống cận bá mà danh dự của lão tiêu ra cũng đều sẽ bị hủy thành đống cận bá tiểu cô nương hư hỏng này trong nhà nói được làm được, cô không xem xét đến hậu quả đâu. Hơn nữa các trưởng bối thế gia chẳng lẽ sẽ thực sự tiến hành điều tra sao? Cô ở đâu? Buồn bực một trận, tiêu chân nhân miệng thốt ra ba chữ. Ở trường học, à không phải, bây giờ tôi phải đi tới quán cà phê đối diện ăn, tôi không mang tiền. Anh qua trả tiền cho tôi. Nói xong, Phương do Mỹ cúp điện thoại cái rụp một tiếng giống như tiêu phàm chắc chắn có thể biết trường cô ta ở đâu cũng khẳng định có thể tìm được quán cà phê đối diện anh không phải yêu quái sao ngay cả chút bản lĩnh cũng không có gọi là yêu quái gì chứ tiêu phàm nhìn tiếng bíp của điện thoại khẽ lắc đầu bị tiểu nha đầu quấy dày không rõ đây đối với tiêu chân nhân mà nói được xem là loại nhận thức chưa từng có quyền thiên thiên cũng càn quấy nhưng yên chi hồng dù sao cũng là một đại giang hồ nổi tiếng không phải nữ sinh trường học Đối với sự càn quấy của Uyển Thiên Thiên, Tiêu Phàm có thể chấp nhận. Người giang hồ hành sự phần lớn không xuất chiêu bài như lệ thường. Xem ra, đại kiếp nạn Hồng Trần này, tiêu chân nhân quả thực phải trải qua rất nhiều việc lạ trước nay chưa từng nghĩ tới. Nghĩ đến đây, Tiêu Phàm thản nhiên, nếu đã định trước phải trải qua, vậy thì đi đối mặt là được rồi. Tiêu Phàm tự lái chiếc Mercedes Benz sang trọng, rời khỏi tòa nhà Trung Thiên trên tầng cao nhất của tòa nhà Trung Thiên, cặp mắt yên lặng nhìn chăm chú chiếc Mercedes Benz đi xa dần, trong mắt âm u phát ra tinh quang. Tiêu Phàm không gọi điện lại hỏi Phương do Mỹ trường cô ở đâu, cái đó không cần thiết. Mercedes Benz một chút đường quanh co cũng chưa đi, lập tức lái về phía trường trung học Khải Minh. Phương do Mỹ học ở trường trung học sao mai có chút ngoài dự liệu của Tiêu Phàm. Thông thường mà nói, xuất thân trong gia đình giống như Phương do Mỹ như vậy, tiểu học, chắc học cơ sở, phổ thông đều sẽ học ở mấy trường cố định. Đó là nơi tụ tập của con cháu cán bộ cấp cao, nhìn sơ qua thì bình thường, đơn giản không thu hút học sinh chút nào, nhưng lai lịch nói không chừng thì lớn đến độ hù chết người. Tiêu phàm, tiêu thiên đều đã trải qua thời học sinh như thế này. Mấy trường đặc biệt đó kỷ luật vô cùng tốt, không phải nói không có ai gây rối đánh nhau, nhưng thường thì không gây náo loạn trong trường. Ví dụ như giữa tiêu thiên tiêu nhị ca và uông thuật văn uông nhị ca. Đa số đều là ở ngoài cổng trường, gây rối trong trường học tuyệt đối là tự tìm đến cái chết. Giáo viên có lẽ không có biện pháp chỉnh đốn bạn, nhưng giáo viên sẽ đi báo lại với gia đình. Tình trạng như vậy báo về nhà, bất kể là nhất hay là nhị ca đều chịu không nổi. Đây là chiêu của giáo viên đối với con cháu cán bộ cấp cao. Trung học Khải Minh mặc dù là trường trung học trọng điểm ở quận, nhưng dù sao cũng không thể đánh đồng với mấy trường đặc biệt kia có lẽ phương lê và nhiều đình vũ không hy vọng phương do mỹ trưởng thành trong một môi trường đặc thù để cho cô tiếp xúc nhiều hơn với môi trường xã hội ngoài tầng lớp đặc quyền giúp cô ấy trưởng thành hào môn thế gia thủ đô cũng không ít trưởng bối cho con cháu trong tộc đến trường trung học trọng điểm bình thường để học đều là ôm cái suy nghĩ rèn luyện như vậy phương do mỹ không thể tưởng tượng được chính là lần này cô dường như đã gặp được rồi ngắt điện thoại của tiêu phàm cô bé tức giận đi ra khỏi lớp học đi về phía cổng trường. Thời gian lên lớp căn bản không thể trốn học được, nhưng tiết sau là giờ thể dục, tiểu nha đầu giả vờ nói không được khỏe, cần nghỉ ngơi. Tiểu cô nương 16-17 tuổi quả thực mỗi tháng đều có vài ngày như vậy là có thể từ chối giờ thể dục. Giáo viên căn bản sẽ không hỏi lý do. Ở trung học Khải Minh, Phương do Mỹ là học sinh tốt được giáo viên yêu mến, diện mạo đặc biệt xinh đẹp, thành tích học tập vô cùng tốt, miệng nói lời ngọt. Ba điểm này chỉ cần tốt giống nhau, thì sẽ là đứa bé ngoan, trong mắt giáo viên, càng không cần nói phương do Mỹ ba điểm như vậy đều có đủ cả. Giáo viên lại không biết trước đây không lâu, phương do Mỹ còn cãi nhau với hai nữ sinh phổ thông. Hơn nữa, hai nữ sinh kia là chỉ cả, nổi danh của trường trung học Khải Minh, thành tích học tập bình thường, diện mạo bình thường, quan hệ xã hội lại vô cùng phức tạp. Trong trường có không ít học sinh bị các cô bắt nạt, thường thì không ai dám trêu chọc, Phương do Mỹ bình thường không có xích mích gì với các cô, chỉ là do vừa rồi lúc đi ngang qua sân thể dục, nhìn mấy nữ sinh ức hát yêu ta ép một bạn học nhỏ gầy, nhất thời kích động căm phẫn, xông vào bênh vực kẻ yếu, kết quả là ẩm ý một hồi, còn xô đẩy mấy cái. Nếu không phải đúng lúc giáo viên của trường đi ngang qua, chỉ sợ lúc ấy sẽ biến thành một trận đấu. Tiểu nha đầu bị thiệt thòi một chút, điều này cũng không hề gì, mấu chốt là quá tức giận. Phương do Mỹ từ nhỏ đến lớn chỉ là không quen nhìn thấy chuyện ức hát yêu ta ép như vậy, gia đình cô như vậy cơ bản cũng rất ít khi thấy việc tương tự. Ai dám bắt nạt người của Phương ra chứ? Thật sự khiến Phương do Mỹ tức giận cũng không phải do hai vị, chỉ cả kia ức hát yêu ta ép người, mà là biểu hiện cây ết yêu ta ép nhược của cô bạn học gầy nhỏ kia khi bị sỉ nhục. Phương do Mỹ vốn định kéo cô bạn nhỏ ấy đi tố cáo ở phòng giáo vụ, không ngờ bị cô bạn ấy phủi tay, trên mặt biểu lộ sự kinh hãi, nhìn phương do Mỹ như kẻ thù, có vẻ như ức hát yêu ta ép cô không phải là hai nữ sinh hống hách kia, mà là vì sự bênh vực lẽ phải, bênh vực kẻ yếu của phương do Mỹ, sau đó như một con thỏ, trốn nhanh như thoát liền không thấy bóng dáng. Phương do Mỹ rất buồn bực. Bực mình một hồi xong, phương do Mỹ, rút kinh nghiệm xương máu, bỗng sực nhớ tới tiêu phàm. Không sai, chính là tên mỏ quả. Phương do Mỹ lập tức tìm cho rõ ngọn nguồn hắn chẳng phải nói mình không nên cãi nhau với bạn học sao. Phương do Mỹ từ trước tới giờ không so đo cãi nhau với bạn học, sau khi tên, yêu quái, kia nói như vậy, chưa được vài ngày đã ẩm ý một trận. Phương đại tiểu thư gần như không hề nghĩ ngợi, liền gọi một cú điện thoại qua cho tiêu phàm. Tuy nhiên biểu hiện của tiêu phàm khiến cho cô có chút hài lòng, không nói đôi lời bèn đáp ứng chạy tới. Đây cũng coi như tạm tạm. Phương do Mỹ vừa đi ra phía cổng trường vừa cười tủm tỉm. Mãi đến lúc này, tiểu nha đầu mới nhận thức được là chính lời nói của mình vừa rồi mới là bắt nạt Tiêu Phàm, hơi trái với lệ thường. Bị Tiêu Phàm bắt nạt. Lời nói này thật đúng là không thể tùy tiện nói, nếu chẳng may bị cô giản và mẹ nhà mình hiểu lầm, vẫn là không lật được trời. Làm không tốt a, à, trưởng bối hai nhà sẽ bắt họ cưới nhau. Trong gia đình bình thường, tình hình như vậy tự nhiên rất khó xảy ra. Phương Do Mỹ không phải còn là nữ sinh trung học sao? mới vừa lên cấp 3 đấy. Nhưng ở gia đình quyền quý, điều đó cũng rất khó nói. Đám hỏi vốn là cách hiệu quả để gắn kết mối quan hệ thân mật qua lại của các gia đình quyền thế. Phương do Mỹ tuy còn nhỏ tuổi, nhưng hôn nhân chính trị xung quanh mình thấy cũng nhiều. Hai người rõ ràng là một chút cũng không hề yêu nhau, vì sự cần thiết của chính trị hoặc sách lược chính trị mà họ phải tiếp cận nhau, tình cảm cũng không có, còn giả vờ hôn thắm thiết trước mặt người ngoài, làm bộ như có vẻ hòa hợp hạnh phúc. Theo Phương Do Mỹ biết, không cần nói tới học sinh trung học, gia đình nhà quyền thế thậm chí còn có cuộc hôn nhân trẻ thơ đấy. Lúc hai đứa bé còn nhỏ, lão gia tử trong nhà đã chỉ định cho rồi. Cuộc hôn nhân trẻ thơ của anh họ Phương Do Mỹ, lúc anh họ 4 tuổi, chị dâu vừa mới sinh ra, cha mẹ đôi bên nói chuyện, không biết là ai nói đùa, thế mà thật sự liền quyết định rồi. Trước đó không lâu, anh họ lấy người vợ đã định và họ chính thức thành vợ chồng. Phương do Mỹ đã đủ 16 tuổi, sắp 17 tuổi. Tiêu gia và Phương gia cũng coi như môn đăng hộ đối, hơn nữa tiêu phàm, ăn hát yêu ta ép, cô quả thực chính là ông trời tác hợp. Hai nhà hợp tác thành một, chuyện bắt nạt thì khỏi nói. Cặp đôi đã thành, ai thích bắt nạt ai thì bắt nạt đi, các trưởng bối đại khái có thể mắt nhắm mắt mở, không rảnh mà để ý. Ngẫm lại việc này, thật là thú vị. Thật nếu như vậy, không biết, yêu quái, sẽ là loại vẻ mặt nào. Phương Do Mỹ càng nghĩ càng thú vị, vừa đi vừa cười, hai má đỏ ửng trên khuôn mặt đẹp trắng như tuyết. Phương Do Mỹ mới vừa đi ra cổng trường, cái cái suy nghĩ viển vông của tiểu nha đầu đã bị cắt đứt bởi một tiếng lạnh như băng. Phương Do Mỹ ngẩng đầu nhìn lên, hai hàng lông mày lập tức nhíu lên, trong lúc đó khuôn mặt nhỏ nhắn liền biến sắc. Chương 193, Trừng trị. Kia đúng là hai nữ sinh cao trung đã gây gổ với cô bé. Ngoại trừ 2 đại tỷ, này, vẫn còn hai cô gái nữa, quần áo lố lăng, đầu nhuộm vàng nhuộm đỏ, một trong số đó còn ngậm một điếu thuốc, vành mắt kẻ kiểu mắt gấu mèo. Tay sỏ vào trong túi quần dài rộng như hanbok, thân thể căng thẳng giật giật, nheo mắt nhìn phương do Mỹ, vẻ mặt kia rất giống con sói xấu xa gặp được cừu con. Cách đó không xa có ba thanh niên tầm 18, 19 tuổi, mặc quần áo kỳ dị giống nhau, một đứa thì đầu chọc, một đứa thì đeo một cái vòng bạc thật to ở tai, đứa còn lại thì bình thường hơn một chút, nhưng đầu nhuộm một màu vàng rực. Ba đứa trẻ mới lớn kia đều ngậm thuốc, hi hi ha ha nhìn về phía bên này. Đậu ngóa, con tiểu tiện nhân này bộ dạng đẹp ghê ha, đặc biệt là cặp mắt kia kìa, to thật đấy, ngân nhĩ hoàn nhìn phương do Mỹ, không khỏi ngơ ngác một lúc, sau đó lập tức cợt nhả nói. Bồng tử, hay mày lên đi, bảo mấy cô tiểu cầm tránh đi một lát. Tên đầu chọc cười hì hì nói. Ngân nhĩ hoàn lắc đầu, nói quên đi anh em ta phải có nghĩa khí tao là bạn trai của tiểu cầm rồi làm vậy không được hai tên tiểu lưu manh nghe vậy giơ ngón cái lên với gã bồng tử tao nói này tiểu cầm có phải quá kém rồi không một con gà con như nha đầu trong phim thế này bốn cô mà không giải quyết được lại còn phải gọi mấy anh ra nữa tên tiểu lưu manh tóc vàng không hiểu nói ai biết được chứ tiểu cầm nói trong nhà con tiểu tiện nhân này rất lắm tiền sợ lúc đó cô ta gọi người ra hỗ trợ Stop, có tiền thì sao, có tiền thì nổi à. Ở khu này, ai dám gây chuyện với bạn anh em chúng ta thì phế ngay nó. Đúng đấy, bố đây không quen mấy thằng nhà giàu cao to đẹp trai cứ ra vẻ tinh tướng, ỉ vào mấy đồng tiền dơ bẩn mà cứ đem đi khoe khoang khắp nơi. Hôm nay con nhà đầu này không gọi người tới thì bỏ đi, cô ta dám gọi người tới, bố đây liền cắt luôn chân tay kẻ đó. Tên đầu chọc hung tợn nói, khí thế ngất trời rồi phun ra một ngụm khói thuốc chính là xem ai dám đến. Ngân Nhĩ Hoàn và tên tóc vàng lưu manh phụ họa theo, bộ dạng rất đắc chí tự mãn, cả con đường cái ta định đoạt coi như như bức thần tình. Bên kia mái hiên lại không được ôn hòa như vậy, hai vị, đại tỷ, và hai nữ thanh niên xã hội đen kia vây quanh Phương do Mỹ, khóe miệng nhếch lên nụ cười ác nghiệt, chậm rãi tới gần. Phương do Mỹ lùi về phía sau, nhưng rất nhanh sau đó đã đụng phải tường vây trường học, không thể lui được nữa. Sắc mặt cô bé tái nhợt, đôi môi hơi nhếch lên thần sắc trên gương mặt đều tỏ rõ vẻ không phục tuy nhiên trong lòng cô bé sớm hối hận trăm ngàn lần cô không phải hối hận vì đối nghịch với hai vị đại tỷ này mà điều cô hối hận chính là cô treo máy của tiêu phàm quá nhanh chưa nói tỉ mỉ địa chỉ trường trung học khải minh cho tiêu phàm đợi tiêu phàm thăm dò được địa chỉ trường trung học khải minh mà chạy tới chỉ sợ cô sớm đã bị làm thịt mất rồi trong lúc này phương do mỹ bỗng nhớ tới tên yêu quái kia nếu hắn ở đây Mấy ả côn đồ, này đã là cái đinh gì? Nhưng cô bé tuyệt không khuất phục. Tôi cảnh cáo các người, đừng làm chuyện sằng bậy, bằng không mấy người sẽ phải hối hận đấy. Cục công an sẽ bắt mấy người. Bốn ả từng bước ép sát vào khiến cô bé phẫn nộ hét lên. Chỉ có điều bản thân cô cũng biết câu nói này không có đủ lực uy hát yêu ta ép. Mấy nữ quái này đoán chừng đều là khách quen của đồn công an. Công an như cục SHT ấy, không dọa được người lúc này, cứ coi như tấm biển phương gia được mang đến cũng không làm gì nổi. Biển chữ vàng của phương gia chỉ có thể dùng để hù dọa người trong cơ chế cán bộ, mấy ả côn đồ này thì biết nó là cái rắm gì chứ. Muốn hù dọa mấy ả này, nhất định phải là đại ca đường phố. Ha ha, miệng lưỡi vẫn còn cứng nhỉ. Lão nương hôm nay xé nát cái miệng nhỏ của cô, xem cô còn phát ra tiếng lạc y g lơ được không. Tiểu cầm, chính là một trong hai, đại tỷ của đám kia, ước chừng 18,19 tuổi, là học sinh cấp 3, vẻ mặt đầy ý khinh thường, châm chọc nói. Đại tỷ này không ưa phương do Mỹ gương mẫu, xinh đẹp, thành thích học tập tốt, nhà lại có tiền, đi đến đâu cũng được người ta nuông chiều như thiên tri kiêu nữ con gái cưng của trời. Ngày thường nước giếng không phạm nước sông, nhưng hôm nay dám cả gan lớn mật quản việc của mấy đại tỷ, nếu không cho cô mở mang kiến thức về mấy thủ đoạn của đại tỷ, cô còn tưởng nhà trường này là do nhà cô mở ra chuyện của đại tỷ đây cũng dám quản cô lưu manh phương do mỹ trợn to mắt tức giận kêu lên khuôn mặt lúc đầu còn tái nhợt trong dây lát biến thành đỏ bừng lớn như vậy rồi phương do mỹ chưa đụng phải mấy kẻ thô tục như vậy đã vậy lại còn là học sinh nữa chứ cái gì mà lập y g lơ hay không lập y g lơ lời nói như vậy mà cũng có thể nói ra được tiểu cầm cười nhạt ô cô vẫn là thanh thuần ngọc nữ cơ à phái thần tượng à tôi lưu manh thì sao lão nương chơi đùa với đàn ông so với số người cô gặp còn nhiều hơn thế nào hâm mộ hả hôm nay lão nương giáo huấn cô một chút cho cô chơi cùng thanh với trả thuần chị em lên đem con tiểu lập y g lơ này lột sạch cho chị xem cô ra còn dám bức ép ta như vậy nữa không tay vung lên sau đó liền xông tới rằng tóc phương do mỹ mặt khác ba ả à côn đồ kia cũng đồng loạt xông lên dừng tay mấy tên lưu manh này, a à, Phương do Mỹ hét ầm lên, trong âm thanh chứa sự ủy khuất lẫn sự tuyệt vọng. Kỳ thực, nơi này cách cửa lớn phòng bảo vệ trường học không xa, đáng tiếc hai vị bảo vệ trường học trên danh nghĩa là bảo an, nhưng thật ra đều đã 50 đến 60 tuổi, là thân thích của lãnh đạo trường học, được chiếu cố tới đây để kiếm miếng cơm. Mắt thấy mấy đám người tiểu cầm đánh Phương do Mỹ, có tâm muốn can thiệp vào, nhưng liếc mắt lại thấy ba tên tiểu lưu manh đứng kia, lại co đầu rụt cổ làm rua dù sao cũng không phải phát sinh ẩu đả trong trường học, bọn họ cũng mặc kệ. ngay trong lúc nguy cấp, một xe Mercedes Benz kết một tiếng, đám hỗn loạn kia mới ngừng lại. mấy ả côn đồ thèm để ý, ấn phương do mỹ xuống đất, ba chân bốn cẳng lột quần áo của cô, cũng may chất lượng đồng phục phương do mỹ đang mặc không tệ, lại là kiểu dáng jacket, kít, khá chắc chắn, mấy ả lưu manh kia tạm thời không thể lột sạch cô được. lúc mới đầu, phương do mỹ còn liều mạng đấm đá phản kháng nhưng bọn chúng người đông thế mạnh hơn nửa tuổi cô còn nhỏ bọn người tiểu cầm đều đã trưởng thành thể lực mạnh hơn cô tuy nhiên trong lúc đó phương do mỹ cuộn mình lại hai tay nắm chặt quần áo quyết không để mấy ả thực hiện được ý đồ chỉ có điều người cô quá nhỏ yếu không thể ngăn cản được bao lâu đúng lúc cô bé đang vô cùng ủy khuất thì bỗng nhiên trước mặt sáng ngời áp lực trên người bỗng biến mất sau đó chỉ nghe thấy tiếng ai ôi liên thanh liền không nhịn được ngẩng đầu nhìn lên mấy ả lưu manh ngã trái ngã phải nằm đầy đất. Tiêu phàm thản nhiên đứng ở trước mặt cô. Thế nào lại thành ra như vậy? Nhìn thấy cô bé tóc tai bù xù, chật vật không chịu nổi, hai hàng lông mày tiêu phàm nhăn lại, cúi người muốn nâng phương do Mỹ dậy. Này, anh là ai? Dựa vào cái gì đánh người? Quất hắn mau. Phế hắn. Không đợi phương do Mỹ đứng dậy, ngân nhĩ hoàn, tên đầu chọc và tên tóc vàng, ba tên tiểu lưu manh đã hùng hổ lao đến mới rồi đám người ngân nhĩ hoàn còn hút thuốc, hi hi ha ha chờ kịch vui xem cô gái nhỏ bị lột sạch để mở rộng tầm mắt. Không ngờ trong nháy mắt, thế cục liền thay đổi, tiêu phàm bay xuống như tướng quân từ trời giáng trần, bọn chúng vẫn chưa kịp hồi phục tinh thần, bốn ả nữ quái đã gục xuống, không đứng dậy nổi. Ba tên tiểu lưu manh lập tức chấn động, giận tím cả mặt mày. Quả nhiên có tên nhà giàu đẹp trai lái xe sang trọng đến chống đỡ giúp thật. Không phế tên tiểu tử này đi không được. Dựa vào nhà có tiền liền giỏi à? Ở khu này, có tiền không thể quản được, có quyền mới là đạo lý cứng rắn nhất. Tên Lưu Manh đầu chọc thậm chí lôi cả dao gấp ra. Cho dù không đâm chết tên tiểu tử này thì cũng phải tặng cho hắn vài nhát dao trên khuôn mặt, cho hắn mặt mày nát bươm, xem về sau còn dám sắt đá nữa hay không. Tiểu tử ngươi vừa có tiền, vừa có xe sang, nhưng bản mặt đầy hoa, ta không tin còn có con tiểu lạp ig lơ nào dám dán vào ngươi nữa. Khốn kiếp! đến cho lão tử, ai ra. Ngân Nhĩ Hoàn là kẻ đầu tiên bước tới trước mặt tiêu phàm, miệng hét lên hùng hùng hổ hổ, miệng phun nước miếng tứ tung, hướng thẳng một quyền vào mặt tiêu phàm. Xem ra tên này và tên tiểu lưu manh đầu chọc cùng một ý nghĩ, không ưa mấy công tử bột lắm tiền, dù thế nào cũng muốn biến chàng công tử này bột thành mặt hoa. Sau đó chính là một tiếng hét thảm thiết. Thân thể đơn bạc của Ngân Nhĩ Hoàn bay thẳng lên, văng thật mạnh vào tường vây, ngã xuống đất, mồm rú lên như heo bị chọc tiết, giấy ruộng không thể đứng dậy, hai cánh tay mềm nhún, cũng không còn sức lực, không biết có phải bị gãy rồi hay không nữa. Người xông lên thứ hai là tên đầu chọc, hàn quang của con dao găm trong tay sáng loáng, hung tợn đâm qua. Kết cục của tên này so với Ngân Nhĩ Hoàn còn thảm hơn. Ngân Nhĩ Hoàn chỉ có hai tay bị chật khớp, còn tên đầu chọc thì trực tiếp gãy xương. Mắt thấy dao găm đâm tới, hai chân tiêu phàm vẫn y nguyên tại chỗ, không dịch chuyển, tay duỗi ra bắt lấy cổ tay tên đầu chọc, sau đó âm thanh vỡ vụn của xương gãy liên tiếp vang lên, tên đầu trọc kêu to ngã xuống đất, nước mắt nước mũi đồng loạt tuôn ra, cả cánh tay biến thành hình dạng vặn vẹo kỳ quái, không biết bị gãy thành mấy đoạn. người này tướng mạo hung ác, vừa thấy đã biết là vô cùng ác rồi, hơn nữa còn bất chấp hết thảy, rút dao đâm người. đúng là loại ác nhân, tiêu phàm xuống tay tuyệt không dung tình. hiện tại phế đi gã, ngày sau đỡ làm việc ác thương tổn người vô tội, cũng chính là đã đưa bản thân tới đường chết. Giáo lý vô cực môn nói rõ ràng, trừ ác chính là làm việc thiện. Đôi chân tên tiểu lưu manh tóc vàng như bị dính cao su, đứng mãi ở một chỗ, vô cùng hoảng sợ nhìn Tiêu Phàm, tuyệt không dám bước lên nửa bước. Gã vẫn còn chưa hiểu ngân nhĩ hoàn và tên đầu chọc mới lên đã nằm ra kia là chuyện gì. "Tên, tên, công tử bột này là người hay quỷ vậy?" Trong tay Tiêu Phàm cầm dao găm của tên đầu chọc, lạnh lùng nhìn tên tiểu lưu manh tóc vàng, bỗng nhiên vươn hai ngón tay bàn tay phải ra, kẹp mũi dao vào giữa, nhẹ nhàng dùng sức, crack một tiếng, dao găm sắc bén lập tức gãy thành hai mảnh. Con dao bất ngờ bị bẻ gãy. Tên tiểu lưu manh tóc vàng chỉ cảm lạnh người thấy đuôi xương cụt hất lên, sắc mặt biến thành trắng bệch, thân hình run rẩy, hai chân như nhũn ra, không kìm nổi quỳ xuống, hạ thân bỗng khô nóng một trận, không thể khống chế nổi một cỗ mùi khai bay ra. Không ngờ y sợ tới mức tè ra quần. Chương 194, quá mất mặt. Kỳ thực trong lòng tiêu phàm cũng đang rất siêu vẹo, buồn bực. Cho tới giờ hắn cũng chưa từng nghĩ sẽ lấy đối tượng đầu đường xó chợ làm đối thủ, thậm chí là cả mấy bà con gái côn đồ tranh chua kia. Thực tại lúc này, thực tại lúc này thật quá khôi hài rồi. Nếu bằng hữu trên giang hồ của hắn mà biết được, người khác thì không nói, nhưng Nguyễn Thiên Thiên tuyệt đối sẽ cười đến rụng răng. Đường đường là trưởng giáo chân nhân phái vô cực môn, tự mình đích thân ra tay đối phó mấy tên tiểu lưu manh đầu đường xó chợ nói ra sẽ bị người ta cười chết mất. Nhưng gặp phải loại tình hình này, không ra tay không được. Khoanh tay đứng nhìn thì sao biết ăn nói với cô nhiêu như thế nào. Tiêu phàm tiện tay bẻ gãy dao găm thành hai đoạn, giống như tên rời cung, bạc bạc, hai tiếng liền găm vào thân cây xanh ven đường. Một nửa con dao cắm vào thân cây không nhìn thấy bóng dáng đâu, nửa còn lại chỉ còn chừa lại cái chuôi dao, còn lưỡi dao hoàn toàn ngập trong thân cây người bình thường muốn đạt được hiệu quả như vậy thì dù thế nào cũng phải dùng tới búa mà đập mấy ả côn đồ vừa mới đứng dậy lúc đầu định la khóc om sòm nhưng nhìn thấy cảnh tượng như vậy lời đã đến khóe miệng đành cứng ngắc nuốt trở về há to mồm nửa ngày không khép lại được mấy ả vô tri vô thức nhưng nhìn thấy cảnh này vẫn có thể hiểu được có lẽ cái gọi là đàn chỉ thần công mấy ả chưa nghe nói qua nhưng loại lực kinh khủng như vậy cũng đủ để mấy ả sợ tới mức hồn bay phách lạc tuy nói hảo nam không cùng nữ đấu nhưng quyền chủ động lúc này nằm trong tay người khác nhớ đâu người ta là hảo nam vẫn cùng nữ đấu thì sao ai mà có thể nuốt trôi được chứ tiêu phàm không để ý mấy tên côn đồ kia nữa xoay người kéo phương do mỹ đứng dậy phương do mỹ kỳ thực cũng sợ tới ngây người trợn mắt há mồm thời điểm tiêu phàm kéo cô đứng dậy cô thậm chí còn như phản xạ có điều kiện rụt lại một chút thật sự cô cũng bị tiêu phàm dọa sợ rốt cuộc người này còn cất giấu bao nhiêu bản lĩnh mà không thể hiện ra đây. Cô bé lúc này rất chật vật, tóc dài đen nhánh lộn xộn, dính đầy lá cây và bụi đất, khóe miệng toác ra một miếng, trên trán ứ động một mảng máu, đồng phục trên người cũng sộc sạch, khóa kéo bị rớt ra, á xích ma viết thường lót bị nhấc ra một chút, lộ cả một mảng ra bụng tuyết trắng. Tiêu phàm lập tức vươn tay kéo á xích ma viết thường lót xuống cho cô, sau đó lại kéo khóa đồng phục lên động tác vô cùng tự nhiên, không có chút không thoải mái nào. Phương do Mỹ trong mắt hắn chính là tiểu cô nương không hiểu thế sự, mẹ hắn cũng là một khuê nữ, có 10 phần trẻ con của con nít. Khuôn mặt xinh đẹp của Phương do Mỹ nháy mắt đỏ bừng, cắn cắn môi, nghiêng đầu sang một bên. Từ khi cô bắt đầu hiểu chuyện, cô liền không để một nam nhân trẻ tuổi tiếp xúc thân mật với cô. Tuy nhiên giờ phút này cô bé vẫn đang thẹn thùng, nhưng tiếp theo đó lại ảo não không thôi vốn là muốn gọi tiêu phàm tới, mắng một trận, nhưng lại không nghĩ lại để cho hắn nhìn thấy mình chật vật như vậy, quả thực đem mặt vứt lên nhà bà ngoại mất rồi. Lòng tự tôn mạnh mẽ trong lòng cô bé nhận lấy một cục bầm tím nghiêm trọng. Mấy tên lưu manh này. Phương do Mỹ hận đến dậm chân, vừa thẹn vừa giận. Hôm nay phát sinh việc này, thật sự làm cô có chút không biết phải làm thế nào. Anh phải báo án bọn họ đã. Tiêu phàm rút điện thoại ra chuẩn bị gọi điện thoại. Cô bé bỗng nhiên cảnh giác nhìn hắn. Anh gọi cảnh sát làm gì? Đừng báo cảnh sát. Cô không muốn náo lớn sự việc lên. Trong suy nghĩ của Phương do Mỹ, náo động sự tình không phải là kinh động tới công an, mà là kinh động tới cha mẹ cô. Nếu để bạn học biết cô là con cháu cán bộ cao cấp, chỉ sợ cô sẽ hoàn toàn bị cô lập. Cũng không phải là bạn học hợm hĩnh gì cả, mà bởi cái gọi là như tầm nghiêu, mã tầm mã bạn học xuất thân bình thường sẽ cảm thấy cùng cô giao thiệp có một chiến hào ngăn cản tự nhiên sẽ không chủ động đi bắt chuyện với cô nữa để phương do mỹ chủ động đi lấy lòng bạn bè thì thật mất mặt anh biết rồi tiêu phàm gật gật đầu với phương do mỹ coi như là hứa với cô sau đó lập tức bấm điện thoại cho tiểu quế tử chuyện như vậy giao cho tiểu quế tử xử lý vậy tiểu quế tử tuyệt đối có biện pháp để đám côn đồ này từ sau hễ nhìn thấy bóng lưng của phương do mỹ đều sợ hãi càng miễn tới việc muốn gây sự với cô. Tiêu phàm không hy vọng sẽ phát sinh chuyện này thêm lần nào nữa. Mặc dù Phương do Mỹ ở trường bị khi dễ cùng hắn không có bất cứ quan hệ nào, nhưng nếu đã bị cuốn vào thì nhất định sẽ giải quyết thỏa đáng. Ấn tượng của nhiều vũ đình đối với hắn hoàn toàn bất đồng, đây đúng là thời cơ tốt để giao hảo với nhà họ Phương. Nếu nhiều vũ đình biết hắn gặp được con gái mà chẳng quan tâm, việc không liên quan tới mình liền bỏ qua, chỉ sợ mới thay đổi được ấn tượng về hắn sau lại bật ngửa trở về, từ nay không để ý tới hắn nữa. Nghe Tiêu Phàm nói chuyện qua điện thoại dường như không phải đang báo cảnh sát, Phương Do Mỹ âm thầm thở phào một cái. Mấy tên tiểu lưu manh cũng âm thầm thở phào một cái. Đừng nhìn chúng mồm miệng hung ác, thậm chí không nói một lời liền rút dao đâm người, đó cũng chỉ là bồng bột nhất thời mà thôi. Hiện giờ bị Tiêu Phàm túm được, nếu phải vào đồn cảnh sát thì phiền toái sẽ rất lớn. Người lái xe Mercedes Benz này là một người đại giàu nha. Cục công an nhất định sẽ giúp đỡ kẻ có tiền, chẳng lẽ sẽ giúp mấy tên côn đồ bọn họ hay sao? Cuốn hồ việc ngày hôm nay chính là bọn họ gây chuyện trước, con dao kia cũng là do bọn họ rút ra. Đến cục cảnh sát rồi thì còn tốt cái gì nữa? Đi thôi, đi tới trường học tìm hiệu trưởng. Tiêu Phàm nói chuyện điện thoại xong rồi quay sang nói với Phương Do Mỹ. Tìm hiệu trưởng ấy ạ? À. Cô bé trần trừ dường như không tình nguyện, nói gì thì nói cô vẫn là một con nhóc cấp 3, có ai lại muốn đứng trước mặt hiệu trưởng không vậy? Việc này nhất định phải tìm hiệu trưởng phản ánh tình huống. Trong trường có học sinh ác bá như vậy, hiệu trưởng cũng phải chịu trách nhiệm. Câu kết với mấy thanh niên lêu lỏng ức hát yêu ta ép bạn học. Xu hướng không lành mạnh này phải giải quyết một cách triệt để, không thể để như vậy được. Hơn nữa, tên đầu chọc kia cánh tay bị phế, cũng phải có người tới xử lý cứ như vậy rời đi theo lý hẳn là không hợp vậy được rồi cô bé xem chừng lần này không thể tránh khỏi đành gật gật đầu bĩu môi đi thôi tiêu phàm kéo bàn tay nhỏ bé của phương do mỹ đi vào trường học phương do mỹ lặng lẽ bĩu môi cô đã nhìn ra tiêu phàm căn bản xem cô là trẻ con kéo tay cô cũng là động tác bản năng không có nửa điểm liên quan tới tình yêu nam nữ trong lòng cô bé liền khó chịu Cô không phải đang cùng Tiêu Phàm yêu đương, ý niệm cơ bản này không nên nảy ra trong đầu. Nhưng độ tuổi 16 là thời kỳ mẫn cảm nhất của một cô gái, trong đầu toàn mấy thứ lung tung lộn xộn. Nếu Tiêu Phàm muốn chủ động tiếp cận cô cùng cô nói chuyện, yêu đương, cô nhất định sẽ không khách khí một ngụm phun ra. Nhưng Tiêu Phàm lại bày ra thái độ như đối với trẻ con kia lại không đúng. Điều đó chứng minh cái gì? Chính là chứng minh bản thân cô không có sức hấp dẫn nha, hấp dẫn không nổi đàn ông cái này thật đã thương lòng tư tôn mà. Tuy trong đầu nghĩ lung ta lung tung, nhưng bàn tay mềm nhỏ bé của mình bị nắm lấy lại không có dũng khí rút ra, trong đầu cảm giác khác thường cứ loạn cả lên. Hiện tại tiêu phàm không có tâm tư đi đoán tâm tình cô bé, trước tiên đem việc này thu xếp xong đã. Ai ngờ mới đến cổng trường liền gặp phiền toái. Mấy gã bảo an vừa mới khoanh tay đứng nhìn bây giờ lại dũng cảm đứng lên, song song đứng phía trước ngăn cản phương do Mỹ và tiêu phàm, xa sầm mặt hỏi cô cậu muốn làm gì? Người này hẳn là, hung thủ, vừa chỉnh đốn mấy tên lưu manh kia, tên đầu chọc vẫn có giúp ở đấy, không cử động, miệng sùi bọt mép. Ngân nhĩ hoàn cũng vẫn nằm đó, không dậy nổi, còn tên tóc vàng thì tới giờ vẫn quỳ, không dám đứng dậy. Ác nhân như vậy không thể tùy tiện cho vào trường học được. Ổ đả ngoài trường học cùng trường học không liên quan, bọn họ không xen vào thì không có trách nhiệm. Nhưng nếu vào trường học đánh hiệu trưởng thì thực không dễ chơi rồi làm không tốt bát cơm của bọn họ đều bị đánh rơi hai hàng lông mày tiêu phàm nhân lại tỏ vẻ không vui tiêu phàm vốn không thích ở trước đám đông làm ra vẻ đắn đo nhưng hai ông bảo vệ này đúng là ngoại lệ rõ ràng thấy học sinh của trường bị bạo hành mà cũng không dám tiến lên ngăn cản dù gì cũng chỉ có thể mà thôi đều là mấy tên sợ chết tiêu phàm cũng không trách bọn họ nhưng ngay cả gọi điện báo công an cũng không gọi vậy là không được làm người sao có thể lạnh lùng như vậy được? Nếu hôm nay không phải hắn đuổi tới kịp lúc, nếu thật sự để mấy nữ quái kia thực hiện được thì quả là đại họa." Phương lão ra mà tức giận, cả trường học, hiệu trưởng, giáo viên, ngay cả hai gã bảo an này nữa, cả đống người sẽ gặp phải xui xẻo. "Tránh ra." Tiêu Phàm không muốn cùng loại người này tranh luận vô nghĩa, lạnh lùng quát lớn một tiếng. Tiêu Nhất thiếu cũng không phải là người tốt mọi lúc hai gã bảo an bị ánh mắt lạnh lùng của hắn đâm tới lập tức đều bị dùng mình ngơ ngác nhìn nhau do dự không biết nên tránh ra hay không tiêu phàm không có thời gian cho bọn họ tự hỏi liền giơ tay đẩy ra một gã bảo vệ chắn trước mặt lảo đảo lùi về sau ba bốn bước tiêu phàm kéo tay phương do mỹ bước vào vườn trường hai gã bảo an lại liếc nhau vẻ mặt sợ hãi không ai dám ngăn cản hắn lại một gã trong đó phản ứng khá mau sau khi chố mắt một hồi liền chạy về phòng bảo vệ gọi điện thoại. Việc này phải lập tức báo cáo hiệu trưởng. Một mãnh nhân muốn tìm ngày gây chuyện, hiệu trưởng đại nhân, mau chuẩn bị tâm lý cho tốt a. Hiện tại không báo cáo, nếu sau hiệu trưởng truy cứu, ai có thể ngăn cản được. Trường Trung học Khải Minh mới xây dựng tòa văn phòng cách phòng bảo vệ không xa, vào cửa rẽ trái, chưa đến một 100 mét, liền hiện ra một tòa trụ sở 8 tầng. May là lúc này học sinh đều đang học, nếu lúc tan học mà gặp phương do Mỹ chật vật như vậy, không biết sẽ làm cho bao người vây tới xem nữa. Chỉ sợ cô bé sẽ xấu hổ và phẫn nộ khó nhịn nổi. Dù là như thế, dọc theo đường đi vẫn đụng phải ba bốn giáo sư và nhân viên công tác trường học, mỗi người đi qua đều ghé mắt nhìn, giữa ban ngày ban mặt, ngay tại trong sân trường, một nam thanh niên vẻ mặt âm trầm cùng học sinh nữ của trường tay cầm tay, loại tình hình này cũng không thấy nhiều. Nhìn kỹ cô nữ sinh nhỏ kia, tóc tai bù xù, khuôn mặt tuyệt mỹ hiện vài khối xanh tím, càng hiện thêm vẻ quỷ dị. Không biết đã xảy ra tai nạn gì. Phương do Mỹ vừa thẹn vừa giận, cắn chặt môi, cúi đầu, mặc tiêu phàm lôi kéo đi lên phía trước, tuyệt không ngẩng đầu lên liếc mắt nhìn. Mất mặt, thật quá mất mặt. Trong lòng cô bé rất buồn bực, quả thực không có cách nào để hình dung, hận không thể tìm một cái lỗ mà chui vào. chương 195, ngang ngược trụ sở làm việc của trường trung học Khải Minh mang phong cách rất tây, lắp đặt thang máy. Phòng làm việc của hiệu trưởng ở tầng 6, căn phòng phía trong nhất bên trái. Tiêu Phàm và Phương do Mỹ đến trước cửa phòng hiệu trưởng, cô bé lại trở nên do dự, ngẩng đầu lên, đáng thương nói. Tiêu, Tiêu đại ca, anh vào một mình đi, tôi ở, tôi ở bên ngoài chờ. Cuối cùng chịu gọi Tiêu đại ca rồi, xem ra trong lòng tiểu cô nương thật sự trột dạ rồi phương do mỹ không phải là chưa gặp qua hiệu trưởng cũng đã từng gặp qua lãnh đạo ủy ban giáo dục cấp cao hơn nữa tuy nhiên trước đây lúc nào học sinh phương do mỹ cũng đều là học sinh khá giỏi được khen ngợi và tán dương không giống như hôm nay nhếch nhác đầy vết bầm tím đi gặp hiệu trưởng mất thể diện quá tiêu phàm cười nói tiểu mỹ hôm nay em là khổ chủ em không vào cáo trạng của chúng ta làm thế nào à ai nói phải cáo trạng tôi không cần cáo trạng Phương Do Mỹ thầm nói, vẻ mặt khó chịu. Hôm nay bị thiệt thòi lớn như vậy, quá mất mặt như vậy, nói trong lòng cô bé không hận, tuyệt đối là giả dối. Lúc bị mấy con bé Lưu Manh ép vào chân tường lột quần áo, trong lòng Phương Do Mỹ kia căm hận lắm, âm thầm thề, lão nương, nhất định xử đẹp các ngươi. Khi Tiêu Phàm vừa xuất hiện, trong phút chốc xử lý gọn ghẽ mấy đứa Lưu Manh kia, suy nghĩ của cô bé lập tức hồi lại. Lúc này, sợ mất thể diện, sợ bố mẹ biết cô ở trường đánh lộn sắc mặt của tiêu phàm trở nên nghiêm túc nói tiểu mỹ chúng ta không phải là cáo trạng tình huống hôm nay nhất định phải nói rõ với nhà trường sau này tuyệt đối không cho phép lại xảy ra những chuyện tương tự bất kể chuyện này xảy ra với em hay là xảy ra với học sinh khác nhà trường đều có trách nhiệm họ nhất định phải coi trọng họ coi trọng là chuyện của họ liên quan gì đến tôi cô bé tiếp tục nói thầm nhất định không chịu vào Tiêu Phàm đành phải kiềm chế, hơi cúi đầu, nhìn ánh mắt của Phương do Mỹ, nghiêm túc nói. Tiểu Mỹ, chuyện hôm nay, em trốn tránh không nổi đâu. Em như vậy về đến nhà, cũng không thể gạt được chú Phương và cô Nhiêu. Nếu thật sự chờ họ tìm đến nhà trường, việc này em nghĩ không làm ẩm lên cũng không xong, đến lúc đó em càng thêm phiền phức. Nước mắt lập tức liền đảo quanh trong mắt cô bé. Điều cô lo lắng nhất chính là cái này cái tên đáng ghét này nói đến chuyện mà mình không muốn nhắc tới đáng ghét tiêu phàm cười cười giơ tay nhặt mảnh lá cây dính vào trên tóc cho cô xoa nhẹ đầu nhỏ của cô hạ giọng nói yên tâm em nghe theo tôi sắp xếp tôi sẽ xử lý tốt chuyện này đảm bảo cô nhiêu không mắng em được không thật ư phương do mỹ lập tức ngẩng đầu lên vừa mừng vừa sợ đương nhiên tiêu phàm khẽ cười đánh nhẹ vào sống mũi nhỏ thẳng của cô, trong mắt lộ ra vẻ mặt vô cùng yêu thương. Tiêu Phàm không có em, liền chỉ có một em trai, vẻ mặt khổ sở đáng thương của cô bé, lập tức làm hắn cảm động. Các cô cậu là học sinh lớp nào? Làm gì ở đây? Một người đàn ông trung niên khoảng 40 tuổi bước lại, nhìn thấy cảnh này, liền sầm mặt lại, trầm giọng hỏi. Đôi mắt đảo qua đảo lại sau lớp kính thật dày, đầy vẻ cảnh giác. Phương Do Mỹ mặc đồng phục, vẻ mặt trẻ con rõ ràng là học sinh của trường trung học Khải Minh, người nam thanh niên này thể hiện sự thân thiết với nữ học sinh của trường ở trước cửa phòng hiệu trường, tình hình này không ổn lắm. Tiêu phàm liếc nhìn ông ta một cái, gật gật đầu, xem như trả lời, lập tức kéo tay Phương do Mỹ, vào phòng hiệu trưởng. Phòng làm việc của hiệu trưởng vô cùng rộng rãi, sắp xỉ khoảng 30-40 mét vuông, phía sau bàn làm việc còn có một cánh cửa, đoán chừng là phòng vệ sinh hoặc là phòng nghỉ. Còn là một văn phòng làm việc kiểu phòng xếp hiệu trưởng khoảng chừng 43-44 tuổi, mặc âu phục, ngồi ngay ngắn sau bàn làm việc, vẻ mặt nghiêm túc. Các cô cậu tìm ai? Xin hỏi ngài là hiệu trưởng phải không? Tiêu phàm đứng cách 3 mét trước bàn làm việc, thản nhiên hỏi. Đúng, tôi chính là hiệu trưởng, cậu là người ở cơ quan nào? Có chuyện gì? Sắc mặt hiệu trưởng càng thêm nghiêm túc, thật ra sau khi ông ta nhận được điện thoại của bảo vệ, đã có thể đoán được thân phận của tiêu phàm và phương do Mỹ, không nhìn trên trán phương do Mỹ đầy vết tím bầm, khóe miệng cũng bị rách. Như thế này rõ ràng là đến cáo trạng rồi. Tuy nhiên hiệu trưởng dù sao cũng kinh nghiệm phong phú, rất hiểu rõ cách xử lý những chuyện như thế này trước hết phải ổn định vị thế. Nếu đối phương tìm đến cửa, mình lập tức thành loại người vô dụng rồi, việc này sẽ không có cách xử lý, chỉ có thể chờ đối phương đưa ra điều kiện, phía nhà trường sẽ tương đối bị động. Cách xử lý đúng đắn những chuyện này, chỉ có thể tạo vẻ tự cao tự đại trước, đắn đo một hồi, chờ khí thế đối phương yếu đi, tiếp đến nên xử lý như thế nào, quyền chủ động liền nằm ở trong tay mình rồi. Bất kể như thế nào, cô bé này cũng là học sinh trường mình, có việc cần cầu cứu người khác. Tiêu phàm tuy nhìn trẻ tuổi, nhưng phong thái kia, cách ăn mặc kia, vừa nhìn liền có thể nhìn ra được, không thể nào là học sinh cấp 3 rồi. Hiệu trưởng, có một chuyện, nhất định phải nói rõ với ngài một chút. Tiêu phàm chưa dứt lời, người đàn ông trung niên đeo cặp kính lúc nãy gặp ở hành lang, đã vội vã vào phòng hiệu trưởng, không thèm nhìn Tiêu Phàm và Phương Do Mỹ một cái, lập tức nói với hiệu trưởng. "Hiệu trưởng, có một việc cần báo cáo với ngài một chút. Vừa rồi tôi nhận được điện thoại của bảo vệ, nói hai nữ học sinh lớp 12 của trường chúng ta, còn có mấy người bạn, bị người đánh ở cổng trường, trong đó một người bị thương rất nghiêm trọng." Nghe nói, hung thủ đánh người cũng là người do học sinh trường mình gọi tới, còn lái xe Mercedes Benz giống như là công tử nhà giàu. Trên mặt hiệu trưởng lập tức lộ ra vẻ kinh ngạc, ngạc nhiên nói. Có việc như thế này ư? Khóe miệng tiêu phàm liền hiện lên nụ cười mỉa mai. Phương do Mỹ đã kêu lên. Này, ông đừng đổi trắng thay đen. Rõ ràng là bọn họ kêu người trong xã hội tới ức hát yêu ta ép tôi chứ. Làm gì có chuyện này? Đây không phải chơi xấu sao. Người đàn ông trung niên đeo kính lập tức quay đầu lại, nham hiểm nhìn chăm chú vào phương do Mỹ và tiêu phàm, hết sức nghiêm túc nói. Cô là học sinh lớp nào? Tên là gì? Vừa rồi ở cổng trường gọi người trong xã hội đến đánh nhau, có phải là cô hay không? Ai nói tôi gọi người trong xã hội đến đánh nhau? Rõ ràng là bọn họ gọi người đến ức hát yêu ta ép tôi chứ. Ông nói có lý một chút đi. Phương do Mỹ cũng không phải dễ dàng có thể bị người hù dọa như vậy, chừng to mắt, nổi giận đùng đùng phản bác. Tôi hỏi cô là học sinh lớp nào, tên là gì? Mặt người đàn ông trung niên đeo kính sầm lại, rất không vui quát, cũng là khí thế nghiêm chỉnh. Tiêu phàm thản nhiên hỏi. Đồng chí này, ông là ai? Dựa vào cái gì mà hầm hầm giận dữ ở đây? Tôi, tôi họ tôn, là chủ nhiệm giáo vụ của nhà trường. Tiêu phàm liền cười, nói. Hóa ra là chủ nhiệm tôn. Chủ nhiệm tôn, một nữ học sinh lúc nãy ức hát yêu ta ép em gái tôi trước cổng trường, nhìn rất giống ông, là cháu nội hay là cháu ngoại của ông? Tiêu phàm nhắc tới như vậy, Phương do Mỹ lập tức định thần lại, lập tức kêu lên. "Đúng đúng, anh không nói tôi còn không nhớ ra, tiểu cầm kia chính là họ Tôn, kiêu ngạo nhất chính là cô ta, lột quần áo của tôi cũng là cô ta." Sắc mặt chủ nhiệm Tôn phát lạnh, cả giận nói: "Anh là người cơ quan nào? Việc của trường chúng tôi, anh dựa vào cái gì mà can dự vào? Vừa rồi tôi thấy các cô cậu động chân động tay bên ngoài phòng hiệu trưởng, hai người có quan hệ gì? Tuổi còn nhỏ, lại không lo học" học người ta yêu đương gì. Hai câu cuối cùng này, lại là nói cho Phương do Mỹ nghe. Vị chủ nhiệm tôn này, quả nhiên không hổ là nhân vật người nhà nước, rất có bản lĩnh nói sai sự thật. Vừa đến, bất chấp tất cả, kẻ xấu liền tố cáo trước, trừ bát giới trả đúa. Người như vậy, trời sinh chính là kiểu lăn lộn ngoài xã hội, chỉ là một chủ nhiệm giáo vụ nho nhỏ ở một trường trung học nho nhỏ, thật là nhân tài không được trọng dụng rồi cho ông ta trước cục trưởng cục tiếp dân của một chính quyền thành phố tuyệt đối có thể đảm nhiệm được lừa dối những người dân này đó là tiêu chuẩn nhất định tay nghề thành thạo ông ông đổ oan cho người khác ai nói tôi yêu đương hả phương do mỹ tức giận đến liên tục dậm chân nước mắt trong đôi mắt to cứ đảo đi đảo lại lớn như vậy cô bé còn chưa bao giờ bị oan ức giống như hôm nay còn ngụy biện vừa rồi tôi tận mắt thấy hết rồi chủ nhiệm tôn nói như đinh đóng cột Tiêu Phàm giơ tay lên, nhẹ nhàng ngăn, nói. Chủ nhiệm tôn, tôi mặc kệ giữa ông và nữ học sinh kia có quan hệ gì. Nhưng tôi phải nhắc nhở ông, chuyện hôm nay, ông muốn một tay che trời, đổi trắng thay đen, đánh lừa dư luận, thì không được rồi. Việc này, không phải một chủ nhiệm giáo vụ nho nhỏ có thể làm được. Hiệu trưởng, xét thấy chủ nhiệm tôn và người đương sự của chuyện này có quan hệ thân thuộc, ông ta không thích hợp tham gia vào xử lý việc này, mong ông cho ông ta lánh đi. Ơ, ờ, khẩu khí thật lớn, ngươi là chủ tịch quận hay là cục trưởng cục giáo dục? Chủ nhiệm tôn cười lạnh ha hả, trong mắt đầy vẻ khinh thường. Người thanh niên, đừng tưởng rằng trong nhà có tí tiền là có thể đứng ở đây dạng cho hình người giả bộ cánh hoa tỏi. Ta cho người biết, có tiền cũng không có ích, đây là trung học Khải Minh, việc xảy ra ở trường học của chúng tôi, để chúng tôi xử lý, khi nào đến lượt người ngoài như ngươi đến khoa tay múa chân rồi hả? Hơn nữa, người đánh trọng thương người, bây giờ còn nằm ở ngoài cổng trường ngươi lại là kẻ xấu tố cáo trước rồi nói cho ngươi biết việc này không đơn giản như vậy tôi đã báo cảnh sát đồng chí của đồn công an lập tức sẽ chạy tới có lời gì người đi nói với cảnh sát hôm nay chúng tôi trước tiên xử lý chuyện học sinh đánh nhau học sinh này tên là gì lớp nào chủ nhiệm tôn khí thế hung hăng văng nước miếng tiêu phàm đều mặc kệ ông ta phương do mỹ cũng ngước đầu lên không rảnh mà để ý nếu như biết chủ nhiệm tôn này và nữ học sinh lưu manh kia có quan hệ thân thuộc nào đó phương do mỹ cũng không muốn nhiều lời với ông ta cô bé chỉ là không muốn làm lớn chuyện không muốn người trong nhà nhúng tay vào nếu nói một chủ nhiệm giáo vụ nho nhỏ phương tiểu thư nhìn ông ta bằng con mắt nào đây ai già các ngươi thái độ gì vậy cho rằng các ngươi không mở miệng thì tôi cha không ra sao buồn cười chủ nhiệm tôn giận tím mặt quát tiêu phàm không để ý tới ông ta thì thôi hiện tại ngay cả học sinh của trường cũng dám coi thường quyền uy của ông ta cái gì có thể nhẫn nhịn được chứ cái này thì không thể hiệu trưởng nhíu mày nói lão tôn chủ nhiệm tôn hừ một tiếng hiệu trưởng lập tức nhìn sang tiêu phàm nói đồng chí này nếu như các ngươi đã muốn xử lý vụ việc vậy phải có thái độ xử lý vụ việc chủ nhiệm tôn là chủ nhiệm giáo vụ của trường chúng tôi việc này do ông ấy quản lý thái độ này của các ngươi làm thế nào xử lý vụ việc? Đúng không? Tiêu Phạm lắc đầu, nói: "Hiệu trưởng, nếu nói như vậy, thế thì không phiền mấy người xử lý rồi. Tôi đi tìm người khác xử lý." Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết chương 195.